Bốn phía, người Hồng Nguyệt Thành từng cái nhiệt huyết sục sôi, có thể bức phong hào vũ đế chính mồm thỏa hiệp, đồng thời bọn họ đều là người thân lịch, dù là chết cũng không hối tiếc. Trên mặt Lăng Bạch Y hiện lên vẻ giận dữ, trong tròng mắt tất cả đều là hàn tinh điểm điểm, lạnh lùng nói. Chớ ở trước mặt ta thể hiện, lưỡng bại câu thương cũng không phải Khả Nguyệt ngươi đồng ý nhìn thấy, chỉ bất quá phần quyết tâm tráng sĩ chặt tay của ngươi rất cao, ngươi sẽ không chọn theo ta liều mạng chứ. Trên mặt Khả Nguyệt cười gằn không giảm, nhưng vẫn gật đầu một cái nói. Ai cũng không muốn trơ mắt nhìn thân nhân cùng thủ hạ của mình bị giết, muốn thỏa hiệp có thể. Một, chiêu cáo thiên hạ, Lăng Bạch Y ngươi ở trước mặt Hồng Nguyệt Thành ta ngã xuống, thua tâm phục khẩu phục. Hai, xin thề sinh thời, không được giết bất luận một ai của Hồng Nguyệt Thành ta, làm được hai điểm này, ba người các ngươi liền có thể bình yên rời đi. Ha ha, chuyện cười. Lăng Bạch Y tức điên, cả giận nói. Chiêu cáo thiên hạ, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được, nếu như đây chính là điều kiện, vậy thì quyết sinh tử đi. Khả Nguyệt cười lạnh nói. Quyết sinh tử, sẽ sợ ngươi sao? Kim kiếm trong tay nàng dương ra, tiếng ca du dương như có như không vang lên, điều kiện đàm sập, bầu không khí lần thứ hai nghiêm nghị. Lý Vân Tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn như bầu không khí lại khẩn trương, nhưng hắn biết đã không đánh được nữa rồi. Kết quả của trận chiến này kỳ thực là song phương đều khó có thể chịu đựng, có thể không chiến sẽ bất chiến, nếu đã có tâm thỏa hiệp, vậy thì sẽ không chiến. Hiện tại thiếu chỉ là một điều kiện nhận thức chung, mà Khả Nguyệt Dương Niên Nguyện Chi Ca, cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Quả nhiên, Khương Sở Nhiên mở miệng nói. Vậy ngươi cảm thấy nên làm gì? Lăng Bạch Y hừ lạnh nói. Chuyện hôm nay liền như vậy coi như thôi, ta cho rằng cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đối với Hồng Nguyệt Thành các ngươi không thù dai, đây chính là điều kiện to lớn nhất. Khương Sở Nhiên cười lạnh nói. Lăng Bạch Y, người hung hăng quen rồi, ta có thể hiểu được. Nhưng cõi đời này còn có rất nhiều nơi là ngươi không trêu chọc nổi. Chiêu cáo thiên hạ có thể trừ, chỉ cần ngươi thề sinh thời không giết người Hồng Nguyệt Thành, đồng thời sinh thời không bước vào Hồng Nguyệt Thành một bước, liền có thể đi. Nếu không thì lưu lại đi, đã không có điều kiện gì để giảng. Khương Sở Nhiên thuộc về loại lãnh tụ lấy đại cục làm trọng, dù sao vẫn tương đối dễ nói chuyện, Lăng Bạch Y cau mày, biết đây là điểm mấu chốt của Khương Sở Nhiên, là chiến là lùi, tất cả một ý niệm của mình. Nếu như chiến, ngoại trừ năm đại cao thủ tuyệt thế ra, người còn lại ở đây trong nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi. Những chuyện này đều không phải hắn quan tâm là mình có mấy phần chắc chắn từ trong tay năm người liên thủ lại chạy trốn, sau khi chạy trốn, thương thế lại bao lâu mới có thể khôi phục. Tất cả những thứ này đều là không biết, bởi vì trước nay hắn làm việc đều có nắm chặt rất lớn, chưa bao giờ có thời điểm bị động như vậy. Hắn rốt cục nhượng bộ nói. Được, ta đáp ứng, nhưng có điều kiện thêm vào, là Đông Môn Viễn cũng phải bình yên vô sự thả ra. Tuy rằng Đông Môn Viễn mất đi phệ hồn phiên, nhưng tu vi cao tuyệt còn đó, chỉ cần tìm phệ hồn tông mấy lần, ngàn tỷ sinh hồn còn không phải là tùy tiện làm ra. Được, có thể. Khương Sở Nhiên đáp ứng nói, Đông Môn Viễn có thể bắt có thể thả, đối với bọn họ không có bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là viết thư cho phệ hồn tông tông chủ Hoàng Phủ Bật, xem ra cần phải giải thích một chút. Lăng Bạch Y liền nhấc tay lập lời thề nói. Lăng Bạch Y ta thề sinh thời không giết một người Hồng Nguyệt Thành, sinh thời không bước vào Hồng Nguyệt Thành một bước. Lời thề này phảng phất là vô tận sỉ nhục, để hắn giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, cả giận nói. Nhưng nếu có người Hồng Nguyệt Thành không có mắt ở bên ngoài bị ta gặp phải, thì đừng trách ta tước mất tay chân bọn họ, phế bỏ đan điền bọn họ. Tất cả mọi người là trong lòng dùng mình, Khương Sở Nhiên cũng đau đầu, âm thầm trách cứ mình nói chuyện không đủ chặt chẽ, bị đối phương chui chỗ trống, nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, há có thể thu hồi. Khả Nguyệt hừ hừ nói. Có thể, nhưng nếu có đệ tử Hồng Nguyệt Thành bị ngươi gây thương tích, chân trời góc biển cũng phải đuổi giết ngươi. Nhưng căn cứ lời thề, ngươi không thể giết chúng ta. Giao dịch này rất tốt. Hừ, ta sẽ sợ các ngươi truy sát. Chuyện cười. Hắn lưu lại một ánh mắt sát ý ngập trời, xoay người liền rời đi. Lăng Bạch Y vừa đi, sát ý trong toàn bộ không gian liền biến mất, hàn khí trên người mọi người cũng từ từ xua tan, lúc này mới ấm lên. Tất cả mọi người đều là thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, trong thời gian ngắn ngủi liền từ trong quỷ môn quan đi một chuyến. Có thể sống sót, mỗi một người đều cảm thấy cực kỳ vui mừng. Khương Như Băng vội vàng chạy tới nói.
Cha, sư phụ, sao các ngươi không giết hắn, không cần để ý ta à? Đùng. Khương Sở Nhiên đột nhiên xuất thủ, một bạt tai vứt ra, đập nàng bay ra ngoài, cả giận nói. Đều là ngươi gây ra họa, lập tức thay quần áo, đi sân đấu võ cho ta. Khả Nguyệt hơi nhướng mày, ngăn ở trước người Khương như băng, lạnh lùng nói. Bị người khác uy hiếp liền đánh nữ nhi của mình, rất có bản lĩnh a, đại thành chủ, tuy nói chuyện hôm nay vạn phần hung hiểm, nhưng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, việc cùng tử thần bát tượng xem như là có cái kết thúc, đồng thời chấn động thanh uy Hồng Nguyệt thành ta. Việc này ta sẽ cho người viết thành các loại tin đồn, truyền khắp toàn bộ thiên vũ giới, để người trong thiên hạ đều biết Lăng Bạch Y hắn ở Hồng Nguyệt thành ta ăn quả đắng. Tiểu Bát ngượng ngùng nói. Khả Nguyệt đại nhân, như vậy không tốt a, thân là tuyệt đại cường giả, làm việc không thể khiêm tốn một chút sao? Đùng. Trên mặt Tiểu Bát liền ăn một bạt tai, cả người bị phiến bay lên, mạnh mẽ ngã xuống đất. Khả Nguyệt lạnh lùng theo dõi hắn, lạnh giọng nói. Không muốn bị ta phiến thành đầu heo liền câm miệng, cùng Hàng Phong đi mang con chuột Đông Môn Viễn kia đi, nếu như hắn không đi, coi như giết tại chỗ, cũng không tính là vi ước. Tiểu Bát một thân mồ hôi lạnh, một tay che miệng lại không dám hé răng, nhớ tới lần trước bị Khả Nguyệt phiến thành đầu heo, liền run cầm cập một thoáng, đàng hoàng cùng Đa Tiến đi theo phía sau Ninh Hàng Phong, hướng địa lao trong thành mà đi. Thấy sự tình xử lý xong, ba đạo ánh sáng giữa bầu trời rốt cục ngừng xoay tròn, hóa thành ba đạo lưu quang, trước sau rơi vào trong thành, không có tung tích. Khương Sở Nhiên vội vàng nói. Đa tạ ba vị trưởng lão xuất thủ. Giữa bầu trời không có bất kỳ hồi âm, ba người kia từ khi xuất hiện đến lúc rời đi, một câu nói cũng không có mở miệng. Ba người đều là trưởng bối của đám người Khương Sở Nhiên, từ lâu một lòng tiềm tu vũ đạo, nếu không có cường giả tuyệt thế như Lăng Bạch Y xâm lấn, là chắc chắn sẽ không đi ra. Khương Như Băng bưng mặt đỏ bừng, trốn ở phía sau Khả Nguyệt, vô cùng đáng thương cầu khẩn nói. Sư phụ, ta không muốn đi luận võ chọn rể. Sắc mặt Khả Nguyệt phát lạnh, quát lên. Này không phải do ngươi. Nàng đưa tay vuốt khuôn mặt Khương Như Băng, chỗ sưng đỏ liền tốt hơn nửa, sau đó ngón tay một điểm, một đạo ánh sáng màu xanh đánh vào vai của Khương Như Băng. Khương Như Băng bị đau, kêu to một tiếng nói. Sư phụ, ngươi đánh ta. Khả Nguyệt lạnh lùng nói. Không phải đánh ngươi, mà là ở trên thân thể ngươi để lại ấn ký, như vậy ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều có thể trước tiên nhận biết được. Khương Như Băng vừa nghe, nhất thời tâm thần tuyệt vọng, biết chạy trốn là không thể, một mặt oan ức. Khả Nguyệt liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu khen. Vừa nãy dưới uy thế của Lăng Bạch Y, ngay cả Hàng Phong ta cũng có thể cảm thấy nội tâm hắn tản mát ra ý sợ hãi, chỉ có ngươi ở bên cạnh ta, cách ta gần nhất. Trái lại không có sinh lòng sợ hãi, để ta rất là tán thưởng. Lời của nàng lập tức đem ánh mắt của Khương Sở Nhiên hấp dẫn lại, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi, ngượng ngùng nói. Kỳ thực ta là bị choáng, đã không biết sợ hãi là gì. Há, hóa ra là bị choáng. Tất cả mọi người thổn thức chào phúng vài tiếng, lúc này mới thu binh trở về thành. Khương Sở Nhiên nói. Khả Nguyệt muội tử. Như Băng do ngươi dẫn nàng tới, ta đi trước. Để tránh khỏi đi quá lâu bị mọi người suy đoán lung tung. Khả Nguyệt khẽ gật đầu, hắn mới hóa thành một ánh hào quang bay đi. Khả Nguyệt lạnh lùng trừng Lý Vân Tiêu một chút, biết hắn là nói bậy, nói. Vũ đài tỉ thí sắp kết thúc, ngươi thật sự không dự định tham gia. Nàng nắm lấy Khương Như Băng, dùng ngón tay nâng cằm Khương Như Băng lên nói. Ngươi xem cô gái nhỏ này, người rất đẹp. Người không động tâm. Sư phụ. Khương Như Băng mới vừa cảm thấy không hiểu ra sao sắc mặt lập tức biến thành quả cà, dậm chân một cái, song quyền hướng về trên người Khả Nguyệt đánh tới. Lý Vân Tiêu mặt đầy hắc tuyến nói. Động tâm là động tâm, nhưng không thực lực lại có biện pháp gì. Ta tạm thời đi xem một chút, vừa vặn chấm dứt một chuyện. Hắn nói là việc trị liệu cho Khương Như Mai, có chữ Khả Nguyệt giúp hắn ẩn giấu Nguyệt Đồng. Liền không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Mọi người hướng về Hồng Nguyệt Thành bay đi, trải qua chém giết kịch liệt, Nguyễn Tử Mậu lực ép Đường Vũ Tinh thắng lợi, nhưng nguyên khí cũng tổn thất lớn. Theo Khương Sở Nhiên cùng ba đạo ánh sáng trở về, trái tim tất cả mọi người đều lắng xuống. Khương Như Băng cũng ở dưới Khả Nguyệt an bài, thuận lợi đem nữ tử giả tân nương thay ra. Nàng buồn bực kéo xuống khăn hồng, nổi giận ngồi ở một bên không lên tiếng,
hướng về Nguyễn Tử Mậu trên đài mạnh mẽ nháy mắt. Nguyễn Tử Mậu cười khổ không thôi, quay đầu đi không nhìn nàng, lại phát hiện Lý Vân Tiêu thình lình cũng ở trên kháng đài, an vị ở bên cạnh người Khả Nguyệt, trong lòng hắn bỗng nhiên cả kinh, ánh mắt hơi nhìn chăm chú qua, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, đối với hắn cho cái ánh mắt yên tâm, lúc này Nguyễn Tử Mậu mới thở phào nhẹ nhõm. Khương Biệt Ly nói, Nguyễn Tử Mậu thắng lợi, phía dưới còn có ai muốn so tài. Lúc này Trúc Dục Kỳ mới chậm rãi từ phía dưới đi tới vũ đài, nhẹ nhàng cười nói. Tử Mậu huynh, thật không tiện, ta muốn kiếm lợi. Nguyễn Tử Mậu lạnh lùng theo dõi hắn, cười nhạo nói. Kiếm lợi, chỉ sợ nhặt lên một thân tao. Hắn nói xong liền đưa ra ý nghỉ ngơi, ăn vào mấy viên đan dược liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng điều tức. Chữ Khả Nguyệt nghẹ giọng hỏi. Ngươi nói ai cuối cùng có thể thắng? Lý Vân Tiêu nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Nguyễn Tử Mậu. Ồ, ngươi đối với hắn cũng xem trọng như vậy. Nguyễn Hồng Ngọc ngồi ở phía trước nhất xoay đầu lại, nhàn nhạt nhìn Lý Vân Tiêu một chút, nói. Ngươi là Viêm Vũ Thành thành chủ. Ta đối với phương pháp trị liệu chú thuật trong cơ thể như mai cảm thấy rất hứng thú. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng nói. Nguyễn Tử Mậu là một người thông minh, xưa nay không làm chuyện không nắm chặt, hắn nhất định có thủ đoạn đối phó Trúc Dục Kỳ, nếu không thì giờ khác này Trúc Dục Kỳ sẽ không xuất hiện ở trên vũ đài. Còn phương pháp giải thuật, xin lỗi, bí pháp tổ truyền, không thể thông cáo. Người bốn phía vừa nghe, đều cảm thấy có điểm đạo lý, từng cái lộ ra vẻ cổ quái. Nguyễn Hồng Ngọc cười nhạo một tiếng, xem thường lạnh lùng nói. Ngươi có ý gì, nghe vào thật giống như Tử Mậu chơi thủ đoạn thắng lợi vậy. Thiên hạ hào kiệt đều ở đây, người người đều có mắt. Khả Nguyệt hừ lạnh nói. Làm sao không thấy Bác Minh Lai Phong cùng Thừa Hạo Miểu. Nguyễn Hồng Ngọc vừa thấy nàng bác bỏ mình, càng là giận dữ, hừ nói. Con gái của ta là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, mọi người sẽ động tâm. Có người không muốn dự thi cũng kỳ quái sao, thất tinh ngũ kiệt tứ tú trong trẻ tuổi, cơ bản đều tới hơn nửa, cần phải toàn bộ đến đủ mới có thể xem sao. Có một người không đến là Tử Mậu chơi thủ đoạn. Khương Sở Nhiên lập tức cảm thấy đau đầu, hai người phụ nữ một đài hí, làm sao tranh cũng tranh không xong, hơn nữa xảo xuống như thế, chỉ có thể hư hỏng thanh uy của Hồng Nguyệt Thành, hắn kiên quyết quát lên. Tất cả câm miệng, các ngươi léo nha léo nhéo, để mọi người xem thi đấu thế nào. Hai nữ từng người hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Các nàng cũng là ở bên ngoài cho Khương Sở Nhiên mặt mũi, nếu không có những người khác, căn bản không thể gọi ngừng. Khương Sở Nhiên đúng là hơi kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu một chút, đối với sức quan sát của hắn hơi cảm thấy giật mình. Giờ khắc này trên lôi đài, Nguyễn Tử Mậu trải qua một trận điều tức, cộng thêm tác dụng của đan dược, khắp nơi cũng đã khôi phục tới cực điểm, bỗng nhiên mở mắt ra, cười lạnh nói. Dục Kỳ huynh. Liền để người ta chiến đi, vì vũ đài tái lần này vẽ lên cái chấm tròn đi. Trong mắt Trúc Dục Kỳ giấy lên một tia chiến ý, loại thái độ nhẹ như mây gió kia lập tức biến mất không còn tăm hơi, từng chữ nói. Như ngươi mong muốn. Dứt tiếng, một luồng đế khí mênh mông áp xuống, Nguyễn Tử Mậu xuất thủ trước, nguyên lực trên kiếm như thu thủy nhộn nhạo lên, lại như nộ lãng sóng lớn, bao phủ đại địch cuối cùng trước mắt. Đứng đầu Đông Vực thất tinh. Đại biểu chính là người mạnh nhất trong toàn bộ trẻ tuổi Đông Vực. Mà Trúc Dục Kỳ bất quá là thứ hai trong Bắc Vực tứ tú, này càng là tuổi trẻ cường giả hai vực quyết đấu, bất kể là vì bản thân, hay là vì giai nhân, hắn cũng không thể thua. Ngọn lửa chiến tranh trong mắt Trúc Dục Kỳ tan ra, toàn thân vận công mà lên, một đạo hỏa kiếm ở trước người ngưng lại, chém ra đốm lửa đầy trời, đánh vào trên thu thủy, hai loại nguyên tố tuyệt nhiên không giống xung kích, gây nên gợn sóng to lớn tản ra. Trong mắt Nguyễn Tử Mậu lóe ra một vẻ lạnh lùng, đón lực lượng xung kích nghiêng người mà lên, quát lên. Nhất kiếm bình nguyên. Kiếm ảnh lạnh giá ngang trời đảo qua, chấn động đến mức hào quang kết giới trên vũ đài nổi lên. Kiếm trong tay Nguyễn Tử Mậu giác tỉnh kiếm linh, cùng hắn tâm thần tương thông, vận chuyển lên nước chảy mây trôi, thân kiếm hợp nhất. Dưới đài một mảnh tiếng than thở, tất cả đều là khen ngợi. Mới vừa rồi cùng Đường Vũ Tinh chiến quả nhiên không dùng toàn lực a, đây mới là sức mạnh chân chính của đứng đầu Đông Vực thất tinh. Thật mạnh, mấy người này đã vượt xa trẻ tuổi, đại biểu chính là tồn tại hàng đầu đại lục. Trúc Dục Kỳ ở dưới Nguyễn Tử Mậu chăm chú tương bức, từng bước gặp nạn,
thế nhưng bằng vào thân pháp kỳ dị, ở trong cái hở cầu sinh, đồng thời vẫn tùy thời mà động, chỉ cần Nguyễn Tử Mậu hơi có ngừng lại, hắn liền phản công tới, thỉnh thoảng có hỏa diễm lóe ra. Khả Nguyệt nhíu mày nói, Trúc Dục Kỳ này ngược lại cũng thông minh, biết tránh nặng tìm nhẹ, nhưng thiếu hụt huyết tính, loại phương pháp chiến đấu này phải đánh tới khi nào? Lấy thực lực của hai người đến xem, sợ là phải đánh mấy ngày mấy đêm. Lý Vân Tiêu cười nói, huyết tính thường thường kèm theo kết quả gay gâu, hai người này đều là tính toán an toàn, nếu như ngạnh đấu, phần thắng của Trúc Dục Kỳ càng nhỏ hơn, hắn đương nhiên phải chọn một con đường phần thắng càng lớn. Dù sao này không phải luận võ đơn thuần, sau lưng liên quan đến thông gia đại sự. Bất quá! Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại nói. Nguyễn Tử Mậu là sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nhất định có phương pháp biến báo. Trong lòng Nguyễn Hồng Ngọc hơi kinh, ánh mắt lóe lên một tia kiêng dè, đối với lực quan sát của Lý Vân Tiêu nổi lên lòng cảnh giác. Trên vũ đài Nguyễn Tử Mậu kiếm khí ngang dọc, liên tục thưởng công, cười lạnh nói. Dục Kỳ huynh, chiến đấu như vậy, người cùng ta chơi sao? Trúc Dục Kỳ bóng người lấp lóe, cười nói. Chiêu thức của Tử Mậu huynh quá mạnh mẽ, ta không dám ứng tiếp, chỉ có thể lùi một bước để tiến hai bước. Hừ, không dám nhận sao không chịu thua. Vũ đạo chi niệm quá chấp nhất, muốn chứng kiến phong thái của lãnh tụ thất tinh a. Vậy thì thỏa thích xem đi. Đột nhiên Nguyễn Tử Mậu thu lại kiếm thế, tay trái hiện ra thiên ba kính, hướng về không trung chiếu rọi, khí tức mênh mông dâng trào ra, toàn bộ vũ đài đều đưa thân vào dưới kính quang, cảnh tượng giữa hai người bắt đầu biến ảo. Ảo trận. Nội tâm Trúc Dục Kỳ cả kinh nói. Ảo trận không phải phụ trợ tu hành sao? Mặc dù có hiệu quả công kích, nhưng đối với ta mà nói không tác dụng. Nguyễn Tử Mậu cười lạnh nói. Có hữu dụng hay không liền sẽ thấy rõ ràng. Trường kiếm hắn giơ lên cao, quát lên. Nhất kiếm bình nguyên. Kiếm khí ngang dọc, gây nên ngàn tầng công kích, từng đạo như vạn mã bôn đằng mà qua, lâm không chém xuống. Trúc Dục Kỳ khẽ cau mày. Triển khai ra thân pháp, muốn né tránh, bỗng nhiên kinh hãi phát hiện, chiêu kiếm này dĩ nhiên hóa thành vạn ngàn, từ bốn phương tám hướng chém xuống, hơn nữa càng hóa càng nhiều, kiếm như mưa rơi. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, kiếm thế như vậy, này là ảo thuật tạo thành ảnh hưởng sao? Kinh khủng hơn chính là hắn dĩ nhiên phân không rõ thật giả. Tiềm năng trên người Trúc Dục Kỳ trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra, trường kiếm trong tay hóa xuất đạo đạo phi hồng. Như dáng màu ngang trời, ở quanh thân ngưng tụ thành một mảnh kiếm thế, đột nhiên chém ra. Oanh! Song kiếm va chạm, Trúc Dục Kỳ bản lĩnh hơi yếu, chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Nguyễn Tử Mậu ở dưới một chiêu đắc thủ, thân thể hóa thành khói xanh nhàn nhạt tiêu tan, trong toàn bộ ảo trận không thấy bóng người. Lần này Trúc Dục Kỳ rốt cục thay đổi sắc mặt, ưu thế thân pháp một thoáng liền chuyển thành thế yếu, ở bên trong ảo trận căn bản nắm bắt không tới bóng người của Nguyễn Tử Mậu. Trừ khi trước tiên phá tan thiên ba chiếu ảnh. Trường kiếm trong tay của hắn bay múa, chém ra từng đạo kiếm khí, tràn ngập ở quanh thân, chuẩn bị triển khai tuyệt kỹ phá trận. Đột nhiên một cước lâm không mà xuống, dĩ nhiên điểm ở trên kiếm của hắn, Nguyễn Tử Mậu cười to nói. Ha ha, cuối cùng cũng coi như chịu động thủ sao. Trúc Dục Kỳ hơi thay đổi sắc mặt nói. Tử Mậu huynh dựa vào loại bảo bối này đánh ta, không khỏi mất công bằng a. Công bằng. Nguyễn Tử Mậu cười lạnh nói. Huyền khí cũng là một bộ phận thực lực a. Hắn hô kiếm, trực điểm Trúc Dục Kỳ. Người sau bỗng nhiên rót nguyên lực vào trong kiếm, đem hắn đánh bay, sau đó kiếm khí lâm không, mạnh mẽ oanh kích cùng nhau. Lực lượng chiêu kiếm của Trúc Dục Kỳ bị chấn về, khí huyết trong cơ thể rung động, liên tiếp lui về phía sau. Trúc Dục Kỳ, phương pháp đánh bại ngươi có rất nhiều. Chỉ là ta không có tính nhẫn nại tiêu hao với ngươi, một chiêu phân thắng thua đi. Dáng vẻ Nguyễn Tử Mậu nóng nảy, vượt qua thạch đầu vướng bận trước mắt này, hắn liền là quán quân, kiếm trong tay trở nên gấp gáp, kiếm linh cùng thân thể tâm thần hợp nhất, càn khôn kiếm minh vang. Nhất kiếm bình nguyên. Sắc mặt của Trúc Dục Kỳ cũng vạn phần nghiêm nghị, biết chiêu kiếm này không thể tránh khỏi, tiềm năng toàn thân hắn vào đúng lúc này bộc phát ra, kiếm thế giống như đã có sinh mệnh. Không ngừng gầm thét lên, truyền ra từng trận tâm ý dữ tợn. Ầm ầm ầm. Cuối cùng một chiêu kiếm, hai người ra tuyệt chiêu, thủy cùng hỏa va chạm, hóa thành kiếm khí chi hải cuồng loạn, xông ra ảo cảnh của thiên ba chiếu ảnh, trở lại trên lôi đài, đem phòng ngự chấn động rực rỡ.
hai người sau một chiêu kiếm tách ra, sắc mặt đều tái nhợt. Trúc Dục Kỳ trước tiên phun ra một ngụm huyết, khổ sở lắc đầu nói. Thực lực của ngươi xác thực mạnh mẽ hơn ta một bậc, Dục Kỳ thua tâm phục khẩu phục. Khóe miệng của Nguyễn Tử Mậu cũng chảy xuống máu tươi, lạnh lùng nói. Không tiễn. Trúc Dục Kỳ bình phục nguyên lực khuấy động, chậm rãi đi xuống vũ đài, tuy là bại giả, nhưng thắng đến tiếng vỗ tay trùng thiên, hoan hô không ngớt. Hừm, cũng chỉ có trận chiến này đáng nhìn. Nguyễn Tử Mậu không dùng thiên ba chiếu ảnh, tuy rằng phần thắng cũng lớn hơn, nhưng khó giải quyết nhanh như vậy. Trên khán đài, chữ Khả Nguyệt phân tích. Lý Vân Tiêu cười nói. Thắng lợi trong tầm mắt, hắn không nhịn được muốn ôm ấp tân nương, vì vậy lòng như lửa đốt, bằng không lấy tâm tính thường ngày của hắn, coi như là kéo xuống cũng là hắn thắng. Khả Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói. Chỉ cần ngươi không lên tràng, tỷ thí đến đây liền kết thúc. Như Băng là ái đồ của ta, ta càng muốn nàng gả cho ngươi. Lý Vân Tiêu lắc đầu mỉm cười nói. Sợ là ta không có phúc phận này. Khương Biệt Ly cao giọng nói. Nguyễn Tử Mậu thắng, có ai muốn chiến hay không? Tiếng nói của hắn vừa ra, toàn trường đều cực kỳ yên tĩnh. Tuy rằng giờ khắc này Nguyễn Tử Mậu có thương tích tại người, nhưng vừa nãy hiển lộ ra vũ kỹ đã ngạo thị quần hùng, trong trẻ tuổi ai dám tranh đấu. Khương Biệt Ly liên tiếp hỏi ba lần, toàn trường yên tĩnh, đã không người nào có thể ứng chiến. Ánh mắt của mọi người nhìn bốn phía, đang tìm Bắc Minh Lai Phong cùng Thừa Hạo Miểu, nhưng không hề phát hiện, xem ra hai người này là sẽ không ra chiến. Tâm tình Nguyễn Tử Mậu kịch liệt phập phồng, mặt đỏ lừ lừ quay đầu nhìn về phía Khương Như Băng, Khương Như Băng rên một tiếng liền quay đầu đi. Khuôn mặt Nguyễn Hồng Ngọc lộ ra vẻ tươi cười, Khương Sở Nhiên cũng khẽ gật đầu, Khương Như Băng gả cho Nguyễn Tử Mậu. Bọn họ làm cha mẹ ngược lại cũng không phản đối. Khương Biệt Ly thấy bốn bề vắng lặng, đang chuẩn bị tuyên bố tỷ thí kết thúc, đột nhiên một bóng người từ trong đám người đi ra, bước lên vũ đài, nhất thời dẫn tới một trận ồ lên, hết thảy ánh mắt tụ vào. Là hắn. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng kinh ngạc một tiếng, lập tức liền hiểu được. Khương Như Băng cũng giật mình kêu to một tiếng nói. Là đại ca. Sắc mặt Nguyễn Tử Mậu lập tức chìm xuống, lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Người kia hờ hững nói. Là Thanh Vân. Lông mày của Nguyễn Tử Mậu nhảy một cái, tựa hồ cũng từng nghe nói danh tiếng người này, cười lạnh nói. Ngươi cũng muốn cùng ta tranh đấu. Hai hàng lông mày của La Thanh Vân đứng dậy, môi khẽ nhúc nhích, truyền âm đi qua nói. Ta vô ý tranh Như Băng tiểu thư với ngươi, nhưng ta muốn chiếm được Long Tu, chỉ cần ngươi đáp ứng đem vật ấy cho ta, ta lập tức bại hạ tràng. Ha ha. Nguyễn Tử Mậu không e dè cười to, cao giọng nói. Ngươi chỉ là bát tinh vũ tôn, cũng có tư cách nói điều kiện với ta. Cầm lấy vũ khí của ngươi đến đánh đi. La Thanh Vân nhíu mày nói. Ngươi chưa hồi phục nguyên khí, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Không cần. Nguyễn Tử Mậu kiên quyết cự tuyệt nói. Đối phó bát tinh vũ tôn, sự tình một chiêu, sẽ không làm lỡ thời gian. Thắng lợi trong tầm mắt. Hắn đã không kịp đợi, đối với người ngăn cản không chút khách khí. Lý Vân Tiêu đột nhiên nở nụ cười nói. Nguyễn Tử Mậu mất quán quân chắc rồi. Người bốn phía cả kinh, chữ Khả Nguyệt cũng kinh ngạc nói. La Thanh Vân này xác thực có chút khiến người ta nhìn không thấu, nhưng còn không đến mức có thể chiến thắng Nguyễn Tử Mậu chứ. Nguyễn Hồng Ngọc cũng hừ lạnh nói. Nói chuyện giật gân, cho dù hắn lại nghịch thiên làm sao. Cũng nhiều lắm là có năng lực uy hiếp đến Tử Mậu mà thôi, qua loa nói mất quán quân rồi như vậy, ánh mắt của ngươi cũng chỉ thường thôi. Thế nhưng Khương Sở Nhiên lại hỏi. Ngươi nói như vậy, có căn cứ không? Dù sao Khương Như Băng là nữ nhi của hắn, gả cho Nguyễn Tử Mậu còn tốt, tiểu tử kia đột nhiên xuất hiện như vậy, tên cũng chưa biết, cũng không phải con cháu đại phái gì, để trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng. Lý Vân Tiêu cười nói. Căn cứ chính là. Ta rõ ràng thực lực của La Thanh Vân, cũng rõ ràng thực lực của Nguyễn Tử Mậu, vì lẽ đó ta nói Nguyễn Tử Mậu thua chắc rồi. Câu nói này để trong lòng Nguyễn Hồng Ngọc chấn động, có chút khó có thể tin nhìn bóng người trên sân kia, nàng xác thực không biết thực lực của La Thanh Vân, chỉ là nghĩ bát tinh vũ tôn có thể mạnh tới đâu. Trên vũ đài, La Thanh Vân do dự, nhân tiện nói. Được, vậy đắc tội rồi. Hắn trực tiếp nắm chặt nắm đấm, nghiêng người mà lên. Không có bất kỳ đẹp đẽ đấm ra một quyền, hoàn toàn dựa vào sức mạnh, đánh nổ không gian, phát
phát sinh tiếng chấn động sắc bén chói tai. Trong lòng Nguyễn Tử Mậu chấn động, khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên uy lực của một quyền này vượt qua tưởng tượng của hắn, đột nhiên một luồng dự cảm không tốt ở trong tâm bay lên, có loại cảm giác phạm vào sai lầm lớn. Đến hay lắm! Hắn bản năng vẫn hét lớn một tiếng, tương tự xoay tay một chưởng, toàn lực rót vào trong lòng bàn tay. Ầm! Hai chiêu ở trên không trung va chạm, lực lượng cương dương mãnh liệt nổ tung, hai người đều chấn động lui về phía sau. Làm sao có khả năng? Toàn trường đều kinh, hai người dưới một chiêu lại hòa nhau. Nguyễn Hồng Ngọc cả kinh trực tiếp đứng dậy, trên mặt khó có thể che giấu khiếp sợ, đồng thời trong lòng thầm hô không tốt. Thế hòa sao? Lấy nhãn lực của nàng tự nhiên có thể thấy rõ, La Thanh Vân ở dưới một trường kia vẫn chưa dùng hết toàn lực, nhưng Nguyễn Tử Mậu là toàn lực. Này cố nhiên cùng nguyên khí của Nguyễn Tử Mậu hao tổn có quan hệ, nhưng đối phương chỉ là bát tinh vũ tôn A, làm sao chênh lệch to lớn như thế. Nàng kinh hãi liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu một cái, lại có biến thái như vậy xuất hiện. La Thanh Vân lần nữa nói. Ngươi thật sự quyết định không cần nghỉ ngơi sao? Trên mặt Nguyễn Tử Mậu lúc trắng lúc xanh, nội tâm hắn vạn phần muốn nghỉ ngơi khôi phục nguyên lực, nhưng đã ở trước mặt người trong thiên hạ mạnh miệng, làm sao có thể thu hồi? Chỉ có thể cắn răng nói. Đương nhiên không cần. Thiên ba kính trong tay hắn lóe lên, toàn bộ ảo giác hiện ra, bóng người mình cũng dần dần biến mất trong đó, có thiên ba kính, phần thắng của hắn vẫn như cũ rất lớn. La Thanh Vân khẽ gật đầu một cái nói. Vậy ta liền không khách khí nữa. Hắn hoành tay vồ một cái, hoang thần thương tới tay, một luồng khí tức man hoang tản ra, hắn lẳng lặng đứng thẳng, như sừng sững vạn năm. Chỉ có một luồng thương ý từ tuyên cổ truyền đến, lại không thấy bóng người. Trên kháng đài đều là cao thủ, ảo trận kia căn bản không ngăn được ánh mắt của bọn họ, La Thanh Vân một thức giơ thương, liền làm cho trong lòng tất cả mọi người chấn động, biết muốn hỏng việc. Lý Vân Tiêu cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, mới chỉ mấy ngày, thực lực của La Thanh Vân tựa hồ có biến hóa long trời lở đất, lấy thực lực ngày tách ra đó luật, muốn thắng Nguyễn Tử Mậu cũng không khó. Giờ khắc này càng là đi vào một loại cảnh giới huyền diệu, ở dưới tình huống không triển khai nguyệt đồng, ngay cả hắn cũng không cách nào nhìn thấu. Sắc mặt Nguyễn Hồng Ngọc trở nên vạn phần khó coi, trên lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Nhất kiếm phách thiên, âm thanh của Nguyễn Tử Mậu ở trong ảo trận xa xôi truyền đến, không phân rõ được phương hướng, một tiếng cười gằn châm chọc đồng thời vang lên nói. Ở trong thiên ba ảo trận của ta, ngươi ngay cả bóng người của ta cũng không thể bắt được. Làm sao cùng ta chiến? La Thanh Vân lặng lẽ không nói, tay phải hơi điểm nhẹ, một đạo ấn ký đánh vào thân thương, đạo cổ vận kia đột nhiên bạo phát, ở chung quanh hắn biến ảo ra bóng thương to lớn, toàn thân ánh vàng chói lọi, phía trên từng cái khoa đậu văn màu vàng nổi lên, lại có hơn 10 chữ, từng cái lóng lánh. Cái gì? Lần này ngay cả Lý Vân Tiêu cũng nhảy lên, con người mở lớn, kinh hãi dị thường. Ma ha cổ khí! Nguyễn Tử Mậu kinh hô một tiếng, tuy hắn ẩn nấp ở trong ảo trận, nhưng cũng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm khủng bố, sức mạnh trên kiếm thế càng gia tăng mấy phần, giống to một đòn toàn lực. Vài đạo âm tiết quái lạ từ trong miệng La Thanh Vân phun ra, hai văn tự trên thương đột nhiên phát sinh ánh sáng chói mắt, đem kiểu chữ còn lại che giấu đi, một luồng sức mạnh vô tận từ trên thương tản mát ra. Tròn mắt Lý Vân Tiêu tất cả đều là vẻ nghiêm túc, giờ khắc này La Thanh Vân không chỉ có sức mạnh. Ngay cả khí thế kia cũ củ với trước hoàn toàn khác nhau, một luồng khí tức thô bạo che giấu ở dưới bề ngoài bình tĩnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Kiếm thế của Nguyễn Tử Mậu từ bốn phương tám hướng chém xuống, thân thương trong tay La Thanh Vân xoay một cái, ngưng tụ mà ra thương mang to lớn phóng lên trời, hóa ra từng đạo nguyên lực, uy thế tản ra, dĩ nhiên ngăn trở kiếm thế. Cái gì? Trong lòng Nguyễn Hồng Ngọc giật mình. Đối phương vẻn vẹn dựa vào thương uy liền có thể ngăn trở chiêu kiếm toàn lực của Nguyễn Tử Mậu, thế thì còn đánh như thế nào? Ầm ầm ầm, toàn bộ kiếm thế ở dưới thương mang sụp đổ, ảo trận trong phút chốc biến mất, ai ở bầu trời tung xuống một vệt máu tươi, Nguyễn Tử Mậu đột nhiên bị đánh rơi xuống trên vũ đài, thổ huyết không thôi. Chuyện gì xảy ra, tại sao sẽ như vậy? Lúc này người dưới đài mới từng cái ngơ ngác, bọn họ cũng không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn thấy kết quả hoàn toàn không thể nào hiểu được. Thân thể Nguyên Tử Mậu ở Yên Vũ Đài kịch liệt co quắp, không ngừng ói ra máu, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng, trong lòng một mảnh thất vọng bàng hoàng, thương thế càng tăng thêm, ngay cả đứng dậy cũng không có lực.
Sắc mặt của Nguyễn Hồng Ngọc cũng trắng bệch, cụt hứng ngồi xuống, trên mặt ngơ ngác không có sắc thái. Trừ Khả Nguyệt hướng Lý Vân Tiêu hỏi. La Thanh Vân này ngươi biết, người ra sao? Tất cả mọi người đồng thời vểnh tai lên, bọn họ đối với người đột nhiên nhô ra kia cũng cảm giác hiếu kỳ. Lý Vân Tiêu cười nói. Nhân phẩm cái gì qua loa đi, cùng ta khẳng định là không thể so sánh, nhưng so với tuyệt đại đa số người thì mạnh hơn. Bất quá, ta nhìn hắn chưa chắc xè làm con rể Hồng Nguyệt Thành A, hắn hẳn là hướng về Long Bí Bảo mà đến. Sắc mặt Khả Nguyệt trong nháy mắt liền lạnh xuống, lạnh lùng nói. Nếu thắng thi đấu, có nguyện ý hay không liền không do hắn. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc lắc đầu, là Thành Vân dự thi, thuần túy là vì Long Tu, lần này sợ là muốn ồn ào ra phiền phức. Ánh mắt La Thanh Vân hướng về phía trên quét qua, hướng Khương Như Băng khẽ gật đầu nói. Nhị tiểu thư, xin lỗi, ta tới là vì Long Bí Bảo, cùng cưới ngươi không quan hệ. Dầm, bốn phía một trận cả kinh, đồng thời ồ lên, Nguyễn Tử Mậu nằm ở trên vũ đài trong lòng cực kỳ hối hận, nếu như mình không cao ngạo như vậy, ban đầu đáp ứng điều kiện của hắn thì thật tốt, cũng sẽ không rơi vào kết cục như hiện tại, không chỉ mất đi cơ hội. Hơn nữa ở trước thiên hạ hào kiệt mất hết mặt mũi, nội tâm hắn cực kỳ hối hận cùng tuyệt vọng. Làm càn. Nguyễn Hồng Ngọc tại chỗ quát lên, lạnh lùng nói. Nếu luận vò phải chọn rể, bằng không giống nhau hết hiệu lực, cút đi. La Thanh Vân nhìn Khương Như Bã một chút, biết tâm tư nàng không muốn làm quân cờ, kiên quyết quay người đi, cũng không để ý tới Nguyễn Hồng Ngọc, một bộ cho rằng không có nghe thấy. Nguyễn Hồng Ngọc tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng lại không thể làm gì, đối phương cho tới bây giờ đều là đúng quy đúng củ, cũng không hề trái với quy định thi đấu. Khương Biệt Ly theo thông lệ hỏi. Còn có nơ sười dự thi hay không? Lần này trái lại gây nên không ít gây rối phía dưới, dù sao thực lực bát tinh vũ tôn của La Thanh Vân đặt ở đó, Nguyễn Tử Mậu đến cùng làm sao bại cũng khó có mấy người nhìn dố, trái lại dục dịch ngóc đầu dậy. Ha ha, La Thanh Vân sao? Hồi lâu không gặp, tiến bộ không nhỏ a. Đột nhiên mây đen biến sắc, toàn bộ bầu trời đều trở nên âm trầm, một luồng lực lượng bá đạo cường tuyệt ở trên không vũ đài ngưng tụ, âm thanh âm lãnh truyền xuống, cười khàng khạc quái dị nói. Kha kha, người cùng ở chung quanh tìm Long Bí Bảo sao? Hi hi, nhưng đáng tiếc a, Long Tu này ta muốn. Bên trong mây đen lôi điện lấp lóe, mơ hồ có rồng cuốn hổ chồm, chậm rãi ngưng tụ ra dáng dấp một tên nam tử, nhanh chân bước trên mây mà xuống. Khương Biệt Ly cau mày quát lên. Người tới từ phương nào? Người kia khẽ hừ một tiếng, biến mất dị tượng quanh thân, ở dưới muôn người chú ý hai chân đạp ở trên vũ đài, ngạo nghễ nói. Bắc Hải Nhuân Tường. Bốn chữ vừa vào trong tai mọi người, đều là ngắc nhiên không ngớt, tựa hồ chưa từng nghe qua. Chỉ có một ít tổ tiên vào đạo đồng thời thay đổi sắc mặt, lập tức nghe ra hàm nghĩa trong đó. Con người của Lý Vân Tiêu cũng áp xúc, thầm nghĩ không được. Người này chính là tường tử ở Tống Nguyệt Dương Thành, quả nhiên là Bắc Hải Vương tộc. Hắn hiện thân nơi đây, nhất định là vì Long Bí Bảo mà đến. Lấy nhuận từ ở Tống Nguyệt Dương Thành biểu hiện ra thực lực, là Thành Vân căn bản không phải đối thủ. Quảng, Khâm, Thuận, Nhuận, chính là Tứ Hải Vương tộc, chỉ có một ít cửa e à tối đinh trên đại lục mới có thể biết. Vừa nãy lúc người này hiện thân long khí bốc lên, hơn nửa họ Nhuận, này tất nhiên là Bắc Hải Vương tộc không thể nghi ngờ. Khuôn mắt Khương Sở Nhiên lộ ra vẻ nghiêm túc, chậm rãi mở miệng nói. Hóa ra là khách hải tộc tới, quang lâm Hồng Nguyệt Thành ta, cực kỳ vinh hạnh. Cái gì, hải tộc? Lần này trong đám người càng là sôi sùng sục, từng cái ổ lên không ngớt. Hải tộc cù nhân loại trong lúc đó trên căn bản không hề có quen biết gì, gần đây một lần ấn tượng nhất vẫn là mấy chục năm trước, cổ phi dương chọc bọn họ, để tứ hải cổ chủ Tam Aya tự mình dẫn người lên thánh vực đòi lẽ phải. Kết quả thánh vực bế môn canh, giả chết không ra, thật là một sỉ nhục lớn của nhân loại. Vì lẽ đó mọi người vừa nghe là hải tộc, liền từng cái tràn ngập địch ý, nhưng hải tộc cường đại ấn tượng vẫn để cho mọi người sinh ra lòng kiêng kỵ. Ha ha, chuyện càng vinh hạnh còn ở phía sau đây. Nhuận Tường ngạo nhiên cười nói. Ngươi lập tức liền trở thành nhạc phụ của ta, bất quá ngươi thân là Hồng Nguyệt Thành chi chủ, ngược lại cũng có tư cách này. Cái gì? Hắn là tới tham gia vũ đài. Vô nghĩa, hải tộc cũng tới tham gia nhân loại thi đấu, này không phải lộn xộn ư. Khắp mọi nơi đều là tiếng phản đối kịch liệt,
nhiều người bắt đầu hô lớn cút đi, trong lúc nhất thời bầu không khí cừu thị lan tràn. Khương Sở Nhiên nhíu mày nói. Chủng tộc không giống, há có thể thông hôn? Ngươi thân là Bắc Hải Vương tộc, hoan nghênh quang lâm Hồng Nguyệt Thành uống trà ngắm trăng. À, trong các ngươi, La Thành Vân trước mắt này cũng coi như là nửa người nửa yêu, không thể chủng tộc thông hôn, thời điểm các ngươi thông cáo thiên hạ luận vò chọn rể có nói rõ không? Chờ ta không xa vạn dặm từ Bắc Hải mà đến, lại nói không thể thông hôn, chẳng lẽ các ngươi là trêu chọc hải tộc ta? Nhuận Tường vẻ mặt lạnh lùng, nói đến phần sau càng là nghiêm túc, trên người từng cơn hàn khí tản ra. Người Hồng Nguyệt Thành mỗi cái hơi thay đổi sắc mặt, bốn chữ trêu chọc hải tộc này có thể nặng có thể nhẹ, hơn nửa đối phương là Bắc Hải Vương tộc, từ trong miệng hắn nói ra phân lượng đã đáng giá cân nhắc. Khương Sở Nhiên biết vậy nên đau đầu, giờ khắc này mỗi một câu nói của hắn đều đại diện cho thái độ của Hồng Nguyệt Thành, đối mặt thiên hạ hào kiệt, hắn không thể mất khí độ, tương tự lại không thể trở mặt với hải tộc, bằng không dẫn tới hai tộc đại chiến liền phiền phức lớn rồi. Nhân loại đối với thực lực tổng hợp của hải tộc đều khuyết thiếu nhận thức, ngay cả lúc trước thánh vực cũng tránh né không chiến, lấy Khương Sở Nhiên làm người thận trọng cẩn thận, càng là không dám xem thường chiến sự. Nhưng Khả Nguyệt không lo được nhiều như vậy, cười lạnh nói. Chuyện cười, Hồng Nguyệt Thành ta chiêu cáo thiên hạ, quyền giải thích tự nhiên quy chúng ta hết thảy. Chúng ta muốn cho ai tham gia người đó liền tham gia, không muốn để cho ai tham gia, kẻ đó phải cút đi, hiện tại ngươi. Liền lập tức cút cho ta, bằng không đừng nói ta không cho hải tộc ngươi mặt mũi. Sắc mặt Nhuận Tường đại biến, hướng người nói chuyện nhìn tới, nhưng ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng về một bên, cả kinh nói. Lý Vân Tiêu, ngươi cũng ở đây. Khả Nguyệt cùng Khương Sở Nhiên, còn có Nguyễn Hồng Ngọc cùng với cao tầng khác của Hồng Nguyệt Thành cũng là một mặt quái lạ nhìn Lý Vân Tiêu, làm sao những người cổ quái kỳ lạ hắn đều nhận thức. Xem ra quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng nói. Tường tử, không phải oan gia không tụ đầu a. Trên mặt Nhuận Tường lướt qua một vẻ kích động, lạnh lùng cười nói. Ha ha, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Thành chủ đại nhân, muốn ta rời đi cũng được, Long Tu cùng Lý Vân Tiêu giao cho ta, ta không nói hai lời liền đi. Khương Sở Nhiên nói. Lý Vân Tiêu là quý khách của Hồng Nguyệt Thành ta, Long Bí Bảo càng là đồ cưới của tiểu nữ. Vô duyên vô cớ, điều kiện như thế này thực khó đáp ứng. Nhuận Tường lạnh lùng nói. Dù như thế nào, Long Tu này ta hôm nay nhất định phải đạt được, nếu như nhân loại các ngươi còn có một chút dũng khí, liền để ta tham gia luận vũ chọn rể, bằng không. Hắn dựng thẳng lên một ngón giữa, khinh bỉ ngã xuống, châm chọc nói. Chính là một chủng tộc nhát gan ha ha. Mọi người giận dữ, từng cái căn phẫn sục sôi, gầm lên không ngớt. Mẹ nó chứ, ngươi một con thủy quái cũng dám đến đánh chủ ý mỹ nữ nhân loại ta. Nhát gan, con mẹ ngươi trở lại ôm biển rộng nhà ngươi nói đi thôi. Các loại tiếng mắng không ngừng, tất cả đều là châm chọc đến cực điểm, Khương Sở Nhiên cảm thấy rất đau đầu, nếu như bỏ mặc chiến một trận, nhân loại thắng còn tốt, nếu như thua, toàn bộ Hồng Nguyệt Thành sẽ chìm đắm vào trong miệng lưỡi của thiên hạ. Trận chiến này không chỉ có quan hệ đến vận mệnh nữ nhi của hắn. Càng là có nhân tộc vinh nhục bên trong, lấy nhãn lực của Khương Sở Nhiên cũng không nhìn thấu thực lực đối phương, chỉ mơ hồ cảm thấy cực không đơn giản, nào dám xem thường khai chiến. Một trận chiến mà thôi, có gì khó. Ngay khi tất cả mọi người tranh chấp, nhục mạ, cười nhạo, trường thương của La Thanh Vân xoay ngang, lạnh lùng mở miệng, khí thế xông thẳng cửu tiêu. Sau khi hắn nhìn thấy Nhuận Tường cũng là tâm tình chập trùng rất lớn, giờ khắc này khí thế trên người như một con mãnh thú ngủ đông. Tùy thời lộ ra răng nanh. Vũ giả ở phụ cận võ đài cả kinh liên tiếp lui về phía sau, bị cố tính tình cương trực kia khuất phục, đáy lòng sinh ra hàn ý. Cái cảm giác này mặc dù ở lúc Nguyễn Tử Mậu cùng Trúc Dục Kỳ vũ đế chi tranh cũng chưa từng xuất hiện. Ha ha, có khí phách, ta yêu thích. Nhuận Tường cười lạnh từng bước một ép đến, nói. Liền để ta nhìn ngươi có thể đạt đến mức nào, dùng hết toàn lực của ngươi đánh ta, nhìn tiến bộ tới trình độ nào đi. La Thanh Vân không nói hai lời, nắm thương liền xông lên, một thương lâm không đâm ra, đạo đạo kim quang lóng lánh, phảng phất như hoang cổ mãnh thú mở ra răng nanh. Nhuận Tường ngớ ra một thoáng, trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, uy lực một thương này cách xa hắn dự tính, nguyên bản định tay không ứng chiến cũng thuận theo thay đổi, tương tự một thanh chiến thương đâm ra, hai đạo lực lượng cực hạn oanh kích cùng nhau. La Hậu nhất kích, ầm ầm,
Sức nổ to lớn nổ ra, chấn động đến mức hai người lùi về sau, toàn bộ phòng ngự vũ đài bị ép ra muôn màu muôn vẻ, rực rỡ lóa mắt. Dưới một thương này, hết thảy âm thanh dừng lại, đều là nín thở ngưng thần chú ý tới. Khương Sở Nhiên cảm thấy đau đầu, nhưng chiến sự đã mở, hắn chỉ có thể yên lặng xem kỳ biến, chỉ là dù như thế nào cũng không thể để Nhuận Tường thắng rời đi, bằng không Hồng Nguyệt Thành hắn liền trở thành trò cười. Ồ, trong tay ngươi là vũ khí gì? Nhuận Tường cả kinh, nhất thời lộ ra vẻ tham lam, cười to nói. Vừa vặn ta muốn. La Hậu Thương trong tay hắn chính là Long Bí Bảo biến thành, thời điểm không biến hóa long thân là không cách nào triển khai ra. Mà chiến thương trong tay La Thanh Vân uy lực tựa hồ còn ở trên Long Bí Bảo của hắn. Thần thương có chủ, người có tư cách gì? La Thanh Vân cười lạnh một tiếng, ở sau khi đánh giết Văn Lâm, chuôi hoang thần minh nguyệt thương này tựa hồ giống như sống lại, khí linh bên trong đang chậm rãi cùng hắn câu thông dung hợp, thương này có man hoang tâm ý khủng bố, ngay cả hắn mỗi khi thần thức chạm đến cũng phải sợ hãi. Nghe nói trên người ngươi đạt được không ít Long Bí Bảo, vừa vặn bớt đi phiền phức ta tìm kiếm từng cái. Trên hoang thần thương lóng lánh ra từng cái phù hiệu màu vàng óng, ở quanh thân La Thanh Vân hiện lên, giờ khắc này cả người hắn cũng từ từ yêu hóa, phải màu xanh phân bố khắp cả toàn thân, lộ ra hình thái yêu long. Loại lực lượng dã tính hung mãnh kia ở trên vũ đài tàn phá bừa bãi, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Thân thể La Thanh Vân trong nháy mắt bắn ra, huyền khí vũ đài dưới chân bị chấn động lõm vào, phát sinh tiếng rung kịch liệt. Trong lòng tất cả mọi người giật mình, lực bộc phát như vậy, cũng chỉ có thượng cổ huyết mạch yêu thân mới có thể làm được, dựa vào thân thể liền đủ để cùng vũ giả chiến một trận. Con người Nhuận Tường mở lớn, thu hồi coi thường, hừ lạnh nói. Tuy đều là long thể, nhưng ở dưới huyết mạch tinh khiết của ta, người bất quá là run rế. Hắn hét lớn một tiếng, một đạo long ngâm kinh cửu tiêu, thân thể bắt đầu kịch liệt biến hóa. Phạm vi so với La Thanh Vân muốn kịch liệt nhiều lắm, La Hậu Trường thương trong tay hóa thành một đoạn cột sống thật dài, xương trắng ơn ẩn, bỗng nhiên quất ra ngoài. Thân thể La Thanh Vân đột nhiên hơi ngưng lại, ở dưới long ngâm dĩ nhiên cảm thấy một tia run rẩy, đó là huyết mạch yếu kém, bị đối phương áp chế gắt gao, hắn ngơ ngác cả kinh nói. Huyết mạch của ngươi? Kha kha! Nhuận Tường lộ ra một tiếng nanh sắc, đột nhiên cười lớn nói. Ha 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 ha! Huyết mạch của ta đã tinh luyện đến trình độ vô hạn tiếp cận phản tổ, so với những hàng nhái các ngươi hoàn toàn không phải một đẳng cấp. La Hầu cửu thước tiên. Xương sống tùm ở trong tay hắn giơ lên, uốn lượn thành một trường long nối tiếp nhau, từ trên người Nhuận Tường tỏa ra long uy khủng bố, vũ giả ở ngoài vũ đài cũng từng cái sợ đến cả người run cầm cập, ở dưới cỗ uy thế này có loại kích động không nhịn được muốn quỳ lại. Ầm ầm. Long chi cột sống ầm ầm đánh ra. Chấn động ở trên hoang thần thương mang, trực tiếp phá tan hàm ý bá đạo hung mãnh của La Thanh Vân, đánh vào trong cơ thể hắn. Chỉ một chiêu, yêu long thân của La Thanh Vân bị nổ máu thịt be bét, đánh bay trên đất, hắn run rẩy dùng hoang thần thương chống đẩy thân thể, nhưng hai chân vẫn run lẩy bẩy. Đó là một loại sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, uy thế trên đẳng cấp huyết mạch, để hắn khó có thể chống cự loại sức mạnh long chi vương giả kia, càng vận chuyển long lực. Càng là có một loại cảm giác muốn nằm rạp quỳ xuống. Ngoá! Hắn luôn luôn trầm ổn cũng không nhịn được nói tục. Tuy rằng thân thể bị sợ hãi, nhưng vũ ý tuyệt cường vĩnh viễn không bao giờ chịu thua. Chanh! La Thanh Vân cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ áp chế lại thân thể run rẩy, một tay kéo thần thương xông lên, thương mang xuất thủ, quét ngang một mảnh. Khí thế kia tuy rằng kinh hãi lòng người, nhưng cao tầng Hồng Nguyệt Thành từng cái lắc đầu. Sắc mặt trở nên khó coi. Cỗ long uy kia đừng nói đẳng cấp huyết mạch áp chế, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy khí huyết trong cơ thể không khoái, có loại cảm giác cực kỳ ngột ngạt cùng không khỏe, dưới tình huống này La Thanh Vân là tuyệt đối không có nửa phần thắng. Lý Vân Tiêu cũng hơi thay đổi sắc mặt, thực lực Nhuận Tường này so với lúc ở Tống Nguyệt Dương Thành còn muốn lợi hại, hơn nữa lực lượng long uy kia bất quá là da lông của chiêu chân long thai tức mà thôi. Trên Tống Nguyệt Dương Thành, Nhuận Tường nhất chiêu chân long thai tức, hầu như chấn áp hết thảy cường giả, mà giờ khắc này thực lực so với lúc đó càng mạnh hơn, triển khai ra La Thanh Vân căn bản không thể có sức phản kháng. Mặc dù vẻn vẹn là ưu thế trên đẳng cấp huyết mạch, cũng đã uy hiếp La Thanh Vân hầu như không cách nào chiến đấu, trận chiến này không có hồi hộp. Hoang thần thương chấn động ở trên long chi cột sống, một luồng tâm ý hung mãnh tản ra,
khiến cho khí thế của Nhuận Tường suy yếu, hắn cau mày nói. Ở tình huống như vậy ngươi còn có thể nâng thương tái chiến, đáng giá ta vài phần kính trọng. Lập tức ngươi sẽ kính trọng thêm vài phần. La Thanh Vân lạnh lùng hừ nói, thương mang trong tay không ngừng tản ra, lực lượng ma ha cổ văn trên thân thương càng ngày càng mạnh, ép tới long chi cột sống không ngừng chìm xuống. Trong mắt Nhuận Tường lộ ra ánh sáng kinh dị, liên tục khen. Hảo thương, thực sự là một cây hảo thương, ở trong tay ngươi quá phung phí của trời. Đột nhiên La Thanh Vân xoay thân thương một cái, một luồng khí tức man hoang trực tiếp đánh văng ra long chi cột sống, đâm về trái tim của Nhuận Tường. Nhuận Tường kinh hãi, ở dưới có lực lượng bá đạo kia thả người lùi lại, nhưng không tránh nổi tốc độ của thương mang, thương ý phá tan phòng ngự của hắn, đột nhiên đánh vào trên người. Ở vị trí trái tim của hắn đột nhiên hiện ra một mảnh long lân, đem thương thế chặn lại. Sau đó long lân tự mình diễn biến, một hóa hai, hai hóa ba, từ một khối phân giải ra ngoài, lập tức đem toàn thân Nhuận Tường bao vây lại, ngoại hình hai người bắt đầu trở nên hơi tương tự. Không giống chính là long lân trên người La Thanh Vân là kết quả bản thân yêu hóa, nói khó nghe một chút là yêu lân, đẳng cấp quá thấp. Mà trên người Nhuận Tường là long lân chân chính của thượng cổ chân long còn sót lại. Giống như một cái là đao thật, một cái là mộc đao. Sắc mặt La Thanh Vân cũng biến thành vạn phần khó coi, xanh mặt nói. Chân long bí bảo. Ha ha, đối phó ngươi lại muốn ta vận dụng hai cái chân long bí bảo, ngươi có thể kiêu ngạo. Nhuận Tường bỗng nhiên hét lớn một tiếng, long chi cột sống trong tay bắt đầu quấn ở trên người, dần dần khắp nhập trong nhục thân, dĩ nhiên trực tiếp ẩn vào trong thân thể. Một luồng lực lượng bàng bạc từ trên người Nhuận Tường nổ tung, song quyền ở trên không trung ngưng lại, một long hình hội tụ thành, bỗng nhiên nổ ra. Cảm giác kia như chân long trên đời, long uy cuồn cuộn mà xuống, kinh hãi lòng người. Võ giả ở ngoài vũ đài đều đồng thời run rẩy, không ít người càng là trực tiếp quỳ xuống. Cả người La Thanh Vân cũng run rẩy, dưới cú đấm này hội tụ chính là sức mạnh của hai cái long bí bảo, dưới cái nhìn của hắn giống như tổ tiên đến, loại uy thế trên đẳng cấp kia trực tiếp từ trong linh hồn cùng huyết dịch chảy ra, để thân thể của hắn không ngừng run rẩy. Ha ha, làm sao? Ngay cả thương cũng cầm không vững sao? Âm thanh châm chọc của Nhuận Tường truyền đến, lạnh lùng nói. Ta chính là long tộc hậu duệ cao quý nhất, là tồn tại mà những tạp giao các ngươi ngưỡng mộ. Người ta trong lúc đó chênh lệch tựa như cú đấm này, người vĩnh viễn không cách nào vượt qua, đi chết đi. Một quyền màu xanh kia đánh xuống, trong nháy mắt liền đến trước mặt La Thanh Vân. Thân thể La Thanh Vân đột nhiên bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói. Nắm giữ một viên vũ giả chi tâm dũng cảm tiến tới, cõi đời này sẽ không tồn tại hồng câu vượt qua không được. Trong đầu của hắn hiện ra phong ấn thuật trên người Văn Lâm, đột nhiên một tay bấm quyết. Một tia sáng kỳ dị ở trước ngực tản ra, trái tim hắn kịch liệt nhúc nhích. Ầm ầm. Lần này trái tim nhảy lên, tựa hồ bị không ít người nhận ra được, Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày, ở tình huống như vậy, sức mạnh của La Thanh Vân đã phát huy đến cực hạn, hắn thực sự không nghĩ ra còn có biện pháp gì có thể khắc chế Nhuận Tường. Mạch liên thứ nhất, mở ra. Nội tâm La Thanh Vân điên cuồng gào thét, trong mắt đột nhiên tuôn ra từng tia lệ mang. Thân thể vào đúng lúc này nổi lên biến hóa nhỏ bé, yêu lân trên người tựa hồ không còn là giả, trong mơ hồ lộ ra long tức. Lúc này trên thân thương truyền đến một đạo ý niệm, thẳng vào đầu óc của hắn, mạc danh liền nhiều thêm một thức thương pháp chưa từng nghe thấy. Sát sinh 10 vạn, tam thiên thế giới. Ở dưới long quyền ép thân, hắn không chút nghĩ ngợi liền sử dụng tới chiêu mới vừa lĩnh ngộ kia. Đột nhiên một tiếng gào thét từ trên thân thương hiện hình, khí linh trực tiếp hiện ra. Từ trên thân thương chậm rãi ngẩng đầu lên, hai sừng trâu to lớn cùng thân thể hoàn toàn kém xa, nổi giận gầm lên một tiếng, phá tan long quyền, như yêu ma ngang trời, toàn bộ bầu trời cũng vì đó biến đổi. Nhuận Tường liền triệt để choáng váng, biến hóa bất thình lình, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, một quyền tất thắng dĩ nhiên dẫn ra phản kích cường đại như thế, ở dưới ngưu đầu khí linh, long uy trên người hắn dĩ nhiên lập tức bị ép xuống. Đây là quái vật gì? Dĩ nhiên có thể mạnh hơn long uy của ta. Nhuận Tường lập tức mắt choáng váng, không còn kịp suy tư nữa, đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh toàn thân, ở trước người ngưng hóa ra một cây trường thương đâm ra ngoài, giận dữ hét. 3000 nghiệp chướng, La Hậu nhất kích. Thương thế của hắn ở dưới ngưu đầu quái kia dường như cây tăm, trong nháy mắt tan vỡ. Ầm ầm.
Một đạo quang mang to lớn lóe lên, nhuận tường hoàn toàn bị một thương kia nhấn chìm, dư âm như bạo phong chi nhãn, ở trên trời cao tàn phá bừa bãi ra. Long uy tiêu tan, tất cả mọi người lập tức từ trong sợ hãi phục hồi tinh thần lại, từng cái sợ hãi nhìn. Trong lòng Nguyễn Tử Mậu cũng run rẩy, bất kể là nhuận tường long hình chi quyền, hay là một thương kinh khủng kia của La Thanh Vân, đều không phải hắn có thể tiếp được, lúc trước bại ban đầu còn lòng sinh bất mãn, không cam lòng, không phục, hiện tại là triệt để tâm phục khẩu phục. Các cao thủ cũng đều kinh hãi, uy lực một thương kia, phóng tầm mắt trong thiên hạ trẻ tuổi, sợ là không người nào có thể địch. Trong lòng Khả Nguyệt ngơ ngác, nhìn Lý Vân Tiêu một chút nói. Một thương kia, người có thể tiếp được sao? Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười khổ. Trạng thái toàn mở, đương nhiên đón đỡ được, nhưng ở Hồng Nguyệt Thành, mình dám dùng tuyệt kỹ sao? Khả Nguyệt đúng là hiểu sai ý, cho rằng hắn cũng không được, khe khẽ gật đầu, uy lực một thương kia để một tên vũ tôn đi đón, xác thực là quá miễn cưỡng. Phốc! Trên không trung La Thanh Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu, mở ra mạch liên đã để thân thể của hắn không chịu nổi gánh nặng, vừa nãy một thương kinh thiên động địa kia càng là trực tiếp đánh hết toàn bộ sức mạnh, ngay cả duy trì thân thể cân bằng trên không trung cũng có chút khó khăn, rốt cục chậm rãi rơi xuống đất, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống điều tức. Thắng sao? Trong lòng tất cả mọi người đều nghi vấn, nhuận tường ở dưới một thương kia đã không biết oanh đến nơi nào, trực tiếp biến mất ở trên bầu trời. Ầm ầm. Giữa bầu trời đột nhiên truyền đến vang vọng, bị kéo dài một vết thương, thân thể nhuận tường từ trong ép ra ngoài, long lân đầy người tất cả đều là máu tươi, đang thở hổn hển nhìn chằm chằm La Thanh Vân ở phía dưới, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên không chết. Chúng nhân đều ồ lên. Ở dưới một thương như vậy còn có thể đào mạng, động vật biển này là bất tử chi thân sao? Đáng chết a, dĩ nhiên để ta chật vật như vậy. Nhuận tường nghiến răng nghiến lợi, từng bước một từ trong hư không đi xuống, hắn cũng nhìn ra La Thanh Vân đã là cung dương hết đà, khó chiến một trận nữa. Dừng tay, người đã thắng. Đột nhiên một bóng người xông lên vũ đài, ngăn ở trước mặt La Thanh Vân, sắc mặt trắng bệch, đối mặt áp lực nhuận tường từng bước mà đến. Nàng cảm thấy một trận sợ run tim mất mật, nhưng vẫn như cũ cắn răng chịu đựng, ngẩng đầu mà đứng. Hả, Thiết Cha Cha, người đã nhược đến cần một phụ nữ thế ngươi chặn địch sao? Nhuận tường xem thường châm chọc nói, nhưng trong mắt không có chút xem thường nào, trái lại là nghiêm nghị. Chỉ Tuyền muội tử, người tránh ra. La Thanh Vân hơi điều tức nguyên lực, muốn đứng dậy tái chiến. Trận chiến này nhuận tường thắng, La Thanh Vân bại. Đột nhiên âm thanh của Khương Biệt Ly truyền đến, trong thanh âm không mang theo bất luận sắc thái cảm tình gì. Tuy rằng hắn cũng không muốn người hải tộc thắng, nhưng lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể thấy được nhuận tường tuy rằng nhìn như chật vật, kỳ thực ở dưới nhất thương kia cũng không có bị thương tổn chân chính. Mà La Thanh Vân là triệt để vô lực. Hắn cũng là xuất phát từ hảo cảm đối với người trẻ tuổi này, một loại phương thức bảo vệ hắn. Hừ, tiện nghi ngươi. Nhuận tường một bước bước lên. Khí thế trên người dâng trào ra, trực tiếp đánh văng Nạp Lan Chỉ Tuyền, liền hướng về trên người La Thanh Vân chộp tới, quát lên. Đem thần thương giao ra đây. Khương Biệt Ly hừ lạnh một tiếng, tương tự là nhẹ nhàng hướng về trước bước ra một bước, một luồng cự lực dung ra, cùng sức mạnh của nhuận tường đánh vào, trực tiếp đem người sau đẩy lui mấy bước. Ngươi làm cái gì? Nhuận tường cả giận nói. Chẳng lẽ nhân loại các ngươi muốn lấy lớn ép nhỏ? Khương Biệt Ly lạnh lùng nói, nếu tỷ thí kết thúc, liền không thể tái chiến, trên lôi đài này ngươi đã không thể lại xuất thủ với hắn. Hắn nhẹ nhàng vung tay, liền đem La Thanh Vân cuốn lên, hướng về trên người Nạp Lan Chỉ Tuyền bay đi. Hừ, vậy hãy để cho hắn sống thêm chốc lát. Sau đó ánh mắt nhuận tường hướng bốn phía nhìn quét mà đi, lạnh lùng nói. Còn có ai muốn tới chịu chết? Thanh âm lạnh như băng tản ra. Mọi người đều cảm thấy cả người rét run, lạnh rung lùi về sau. Nạp Lan Chỉ Tuyền vội vàng đỡ lấy La Thanh Vân, nâng La Thanh Vân lùi lại khán đài, ân cần nói. La đại ca, người không có sao chứ? Khương Như Băng cũng chạy lên, đều là một mặt thân thiết. Ánh mắt các cao thủ cũng ở trên người hắn đánh giá, lấy tuổi của người này, tương lai tất nhiên là nhân vật phong vân của thiên vũ giới, từng cái không khỏi lộ ra ánh mắt hiền hòa. Càng là có mấy vị khách quý trực tiếp lấy ra đan dược cung cấp. La Thanh Vân xanh mặt từ chối từng cái, cuối cùng mới đưa ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu nói.
có lẽ chỉ có ngươi mới có thể thắng hắn. Lời của hắn để tất cả mọi người giật mình, không khỏi đánh giá Lý Vân Tiêu vài lần, lộ ra vẻ cổ quái. Chỉ có mấy người như Lý Giật thấy qua hắn xuất thủ, còn bị đánh bại mấy lần mới hiểu, nhưng mà trong lòng âm thầm lắc đầu, hiển nhiên cũng không coi trọng. Lý Vân Tiêu cười nói. Đừng nói giỡn, kia là thủy quái a, để ta đi không phải trực tiếp chịu chết sao? Giờ khắc này trên vũ đài, Khương Biệt Ly cũng nhíu mày, cao giọng nói. Còn có người ứng chiến không? Toàn trường yên lặng như tờ. Khương Như Băng hướng Lý Vân Tiêu la lên. Ngươi còn có phải là đàn ông hay không? Lại sợ chết như thế, lẽ nào ngươi nhẫn tâm để ta gả cho một con thủy quái? Nàng nói xong rất thống khổ đáng thương, nước mắt liền muốn rơi xuống. Hừ, thủy quái, đêm nay liền để ngươi nếm thử chỗ tốt cẩu thủy quái ha ha. Nhuận Tường lộ ra nụ cười gằn, trong miệng tất cả đều là ô thanh ố ngữ, khiến người ta cực kỳ phẫn nộ, nhưng không người dám tiến lên ứng chiến, toàn trường yên tĩnh, ở trong nhân tộc thịnh hội bị hải tộc thể hiện, là mỗi người sỉ nhục. Mọi người cũng đều tức giận, trong mắt sát ý từng trận, nhưng bọn họ càng không thể xuất thủ, một tên quý khách Phệ Hồn Tông ngưng tiếng nói. Ta đã dùng bí pháp thông báo Thừa Hạo Miểu, bây giờ trong toàn bộ trẻ tuổi cũng chỉ có hắn có hy vọng vượt qua người này. Số một Tây vực Ngũ Kiệt, đứng đầu Bắc vực Tứ Tú, có bọn họ đứng ra nhất định có thể thắng. Ta xem không hẳn đi, Nguyễn Tử Mậu cùng bọn hắn thực lực cách biệt không lớn, không phải cũng thua sao? Hừm, Thừa Hạo Miểu hy vọng lớn hơn một ít, dù sao hắn là nhị tinh vũ đế, hơn nữa lấy vũ khí khủng bố của Phệ Hồn Tông, ta xem vẫn có một cơ hội. Chỉ có thể như vậy, bằng không bộ mặt nhân tộc ta ở đâu? Hiện tại đã không phải sự tình của Hồng Nguyệt Thành, mà là quan hệ nhân tộc tôn nghiêm. Những cường giả được hưởng nổi danh cũng từng cái kích động, hiện tại là cộng cừu địch khải. Ở nơi nào đó trên bầu trời, đột nhiên một thanh âm khẽ ổ lên, cười khổ nói. Đến, Phong huynh cũng tới. Hừm, ta ngờ tới Thừa Miểu huynh tất nhiên cũng thu được truyền âm, quả nhiên so với ta càng trước một bước. Ha ha, có Phong huynh ra trận, ta liền yên tâm. Ván này nhất định thắng không thể nghi ngờ. Ha ha, tâm cơ của Thừa Miểu huynh vẫn là thâm trầm như vậy. Vừa nãy một thương kia của La Thanh Vân nói vậy Thừa Miểu huynh cũng cảm nhận được. Tiểu đệ tự hỏi không tiếp được, hôm nay nhân tộc tôn nghiêm phải dựa vào Thừa Miểu huynh đi vãn hồi rồi. Trận chiến này thắng lợi, Thừa Miểu huynh cũng chính là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hừ, không cần tâng bốc ta, mình có bao nhiêu cân lượng, ta tự mình rõ ràng, tuy rằng một thương kia của La Thanh Vân khủng bố, nhưng còn không đạt đến trình độ kinh thiên khắp địa, khủng bố chính là Nhuận Tường ở chính diện ăn một thương, dĩ nhiên bình an vô sự. Ngươi nhìn trên người hắn tuy rằng chật vật có chút vết máu, nhưng long tức cùng khí thế như ngủ đông không thay đổi chút nào, thực lực người này sợ là đã vượt qua phạm chủ vũ đế cấp thấp. Ồ, nói như vậy chiến lực của hắn ít nhất cũng có tứ tinh. Thấp nhất tứ tinh, lại cao hơn cũng không phải người ta có thể suy đoán đến. Hai người lập tức trầm mặc, đều không lên tiếng. Sau một lúc, Bắc Minh Lai Phong cười khổ nói. Truyền âm lại tới nữa rồi, làm sao bây giờ? Thừa Hạo Miểu lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo, chính là đồ vật truyền âm, trực tiếp hướng về trong hư không ném một cái, hừ nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là giả chết, hiện tại chỉ là cả nhân tộc mất mặt, chúng ta hiện thân, không chỉ có nhân tộc vẫn như cũ mất mặt, mình càng thêm mất mặt. Thừa Miểu huynh nói có lý. Bắc Minh Lai Phong cũng ném vật truyền âm vào trong hư không, không gặp không phiền, khẽ cười nói. Chỉ cần chúng ta không xuất thủ, chí ít nội tâm mọi người còn có cái chờ đợi, nếu chúng ta xuất thủ, đoàn người còn lại cũng chỉ có tuyệt vọng. Hừm, hiện tại liền xem Hồng Nguyệt Thành làm như thế nào. Đúng rồi, Lý Vân Tiêu cũng ở phía dưới, nếu như hắn xuất thủ, có thể có phần thắng. Hừm, thực lực người này cũng có chút quỷ dị, cũng có thể chống đỡ chốc lát, nhưng muốn nói thủ thắng, ta không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Ai, xem ra lần này bộ tộc ta là mất mặt lớn. Âm thanh của hai người liền trở nên yên lặng, không còn bất kỳ đối thoại. Mọi người phía dưới chờ giây lát, đều là từng cái sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trên trán tên Phệ Hồn Tông trưởng lão kia bốc lên mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Ta liên hệ Thừa Hạo Miểu đều liên lạc không được, có thể là bế tử quan. Phía ta liên hệ Bắc Minh Lai Phong cũng vậy, này nên làm thế nào cho phải? Mọi người vừa nghe hai người này đều không thể liên lạc, tâm tình thật vất vả bình tĩnh một chút lần thứ hai lo lắng.
Khả Nguyệt lạnh lùng nói. Quản nó làm gì, không bằng do ta xuất thủ trực tiếp giết chết người này, đỡ phải phiền phức. Không thể. Khương Sở Nhiên sợ hết hồn, trầm giọng nói. Ngươi tuyệt đối đừng sằng bậy, thiên hạ tai mắt khắp nơi, mọi việc há có thể toàn bộ theo tính mình. Hừ. Khả Nguyệt tầng tầng hừ một tiếng nói. Thôi, ngược lại như băng là con gái ngươi, chính ngươi nhìn làm. Nàng buồn bực quay đầu đi chỗ khác, không tiếp tục để ý. Trên vũ đài sắc mặt của Khương Biệt Ly cũng khó coi, đã hô hai lần, theo lý lại gọi một lần không người ứng chiến, liền muốn tuyên bố, lần cuối cùng này hắn chậm chạp không cách nào gọi ra, tất cả mọi người đều cảm thấy thời gian trải qua dài dằng dặc. Đột nhiên một bóng người xông lên vũ đài, phẫn nộ quát. Không người dám chiến liền do ta đến. Khương Như Băng tự mình cầm kiếm phi thân mà lên, kiếm thế ở trên không trung tan ra, thẳng đến nơi cổ họng của Nhuận Tường. Hừ, lẽ nào nhân loại đã nhược đến trình độ muốn nữ nhân ra trận sao? Nhuận Tường cười lớn không ngớt, trong thanh âm tất cả đều là châm chọc cùng khinh bỉ, nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, ở trên trường kiếm kia bắn ra, một luồng cự lực đè xuống, trực tiếp chấn trường kiếm của Khương Như Băng tuột tay, cả người cũng chấn động bay ra ngoài. Tiếng cười hung hăng của hắn để hết thảy nhân tộc cường giả đều cảm nhận được khuất nhục lớn lao, từng cái muốn rách cả mí mắt. Nương tử của ta a, hiện tại chờ không kịp muốn theo ta động phòng sao? Nhuận Tường cười gằn nghiêng người mà lên, đuổi theo Khương Như Băng bị đánh bay, đưa tay liền hướng trên cổ nàng chộp tới. Trong lúc nhất thời bi phẫn nổi lên bốn phía, mỗi người đều là hai mắt phun lửa, trơ mắt nhìn mỹ nữ khuynh thành nhập ma chảo, nhưng không người dám lên. Loại vô lực cùng giận dữ và xấu hổ kia ở trong lòng mỗi một người lan tràn. Đùng! Ngay khi năm ngón tay của Nhuận Tường sắp nắm lấy Khương Như Băng, một cánh tay gầy gò ngang trời mà đến, trực tiếp khoát lên cổ tay của hắn, cánh tay kia sáng loáng như ngọc, nhìn như không có sức mạnh, nhưng nhẹ nhàng nắm chặt, liền bắt đầu nghe thấy âm thanh xương nứt. Răng rắc! A! À. Tay của Nhuận Tường chật khớp, sợ hãi gầm lên một tiếng, hắn một cước giơ lên, liền hướng trên mặt người đến đá vào. Khoảng cách gần như vậy, không khí trực tiếp áp xúc đến cực hạn, trong nháy mắt nổ tung. Người đến lấy ra một mặt bảo kính, trực tiếp nằm ngang ở trước người mình, kính quang lóe lên, kinh khí bá đạo của Nhuận Tường đàn hồi trở lại, trong nháy mắt đem người hắn rung ra mấy chục mét. Biến cố này làm cho tất cả mọi người buông lỏng, mỹ nữ xem như là tạm thời thoát ly ma chảo. Khi nhìn rõ người đến, mọi người lại từng cái than thở, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Bất quá là một tên lục tinh vũ tôn, đi tới chắc chắn phải chết. Xem ra cũng là hạng người nhiệt huyết a, anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng đáng giá tán thưởng, nhưng dũng mãnh cực kỳ, thông minh không đủ. Lý Vân Tiêu nhìn Khương Như Băng bị sợ không nhẹ, hầu như khóc lên, lòng sinh một luồng thương hại, tuy rằng thân là Khương gia nhị tiểu thư, thân phận vô cùng tôn quý, nhưng mà bất quá là người vì vận mạng mình chống lại. Hắn ôn nhu nói, được rồi, không có chuyện gì. Con thủy quái này ta thế ngươi đánh đuổi hắn. Oa ô ô ô. Khương Như Băng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt che kín tơ máu đỏ tươi, đôi mắt đỏ chót. Nàng bỗng nhiên dùng tay che miệng lại, rốt cục oa khóc lớn. Nước mắt như là nước chảy ở trong mắt của nàng lướt qua, khắp khuôn mặt là nước mắt chua xót. Cả người nàng run rẩy, trên mi mắt mang theo nước mắt óng ánh, chỉ thấy nước mắt theo gò má chảy xuống, tay run rẩy lau đi nước mắt trên mặt. Thế nhưng nước mắt như là dòng suối, lau làm sao cũng không ngừng được. Nhỏ yếu a, mặc dù thân là Hồng Nguyệt Thành tiểu thư cực kỳ tôn vinh thì lại làm sao, bánh răng vận mệnh há là nàng có thể chống lại. Sốt cục khóc thành tiếng, lập tức nhảy vào trong lòng Lý Vân Tiêu, nước mắt thấm ướt thanh sam. Ở dưới con mắt của ngàn vạn võ giả không e dè khóc lớn, thân thể mảnh mai, cùng nước mắt như mưa, để trong lòng mỗi người cũng vì đó xúc động, khiến cho người thương cảm. Hai mắt Nguyễn Tử Mậu đỏ chót, hắn thấp giọng quát. Lý Vân Tiêu, thay ta giết con thủy quái kia. Tuy rằng nội tâm hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể đem cỗ bi phẫn trong lòng giao phó cho người. Thời điểm nói ra lời này, đứng đầu Đông Vực Thất Tinh rốt cục hạ thấp đầu lâu cao ngạo. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ mái tóc của Khương Như Băng, một bên hướng Nguyễn Tử Mậu nói. Đừng rượt dây ta, đối phương là có lai lịch lớn. Ta sao dám đắc tội Tứ Hải Vương tộc? Hắn không giết ta liền cảm ơn trời đất. Trong mắt Nguyễn Tử Mậu có nước mắt bất khuất đảo quanh, dựng thẳng lên một cái ngón giữa, hung hãn nói. Ta xem như là nhìn thấu ngươi người này,
ngươi chính là tiện, tiện, tiện. Ha ha, Lý Vân Tiêu không để ý lắm, ngược lại nở nụ cười, vỗ vỗ Khương Như Băng, nhẹ nhàng dùng tay ở trên eo nàng đẩy một cái, liền đưa nàng về trên khán đài, ở bên người Khả Nguyệt. Sắc mặt Khả Nguyệt nghiêm túc, tiếp nhận Khương Như Băng, trầm giọng nói. Không thể thắng liền không muốn miễn cưỡng, ta không hy vọng ngươi có việc. Lý Vân Tiêu cười nói. Yên tâm đi, tuy rằng vướng tay chút, nhưng ta đã quyết định đánh đến cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Khả Nguyệt ngẩn ra, lập tức cười nói. Ngươi cùng tính cách của hắn hoàn toàn tương tự, nỗ lực lên. Một tiếng nỗ lực vang lên, lập tức gây nên phản ứng dây chuyền, toàn bộ quảng trường reo hò một mảnh. Nỗ lực lên, đánh hắn, đánh chết hắn đi. Lý Vân Tiêu nỗ lực lên, vì nhân tộc vẻ vang, đánh cha mẹ hắn cũng không nhận ra. Ngươi là hảo nam nhân, chúng ta đều ủng hộ ngươi, đánh thủy quái kia tàn phế đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sôi vọt lên, tiếng hô tấp nập, một làn sóng cao hơn một làn sóng, ở toàn bộ bầu trời Hồng Nguyệt Thành vang vọng giống như kinh lôi, trên bầu trời mây đen bị đuổi tản ra, một mảnh càn khôn sáng sủa. Lý Vân Tiêu, ngươi dám cùng ta chiến, cũng tốt. Nợ cũ lần trước cũng có thể tính một lượt. Sắc mặt Nhuận Tường trở nên cực kỳ khó coi, tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị cùng châm chọc, trên người không hề che giấu sát ư chút nào. Nghe cùng Lý Giật Hầu như một bộ, Lý Vân Tiêu bật cười khanh khách. Làm sao các người mỗi một người đều như vậy, lần trước rõ ràng là các người muốn giết ta, muốn nói có nợ, cũng phải là ta đến đòi, làm sao đều giống như ta thiếu nợ các ngươi. Nhuận Tường hừ lạnh nói. Nếu như ta không đoán sai, trong thuật tháp ngươi nhất định được đến đồ vật ta mong muốn, lần này cũng giao ra cho ta. Trong mắt hắn lập lòe vẻ kích động, hiện tại hắn đã người mang 4 cái long bí bảo, nếu như lại đạt được long tu cùng cái trên người Lý Vân Tiêu, như vậy thực lực sẽ lần thứ 2 gia tăng gấp đôi. Lý Vân Tiêu cười nói. Nhìn dáng vẻ ngươi kích động, thật giống như đã biến thành chân long vậy, người trẻ tuổi, bình tĩnh một chút đi. Hừ. Người vẫn tiện như trước kia à? Nhuận Tường lạnh lùng nói. Lần trước một trận chiến bị cắt đứt, không thể ngược chết ngươi, vẫn cực kỳ tiếc nuối, lần này vừa vặn một lần chấm dứt. Năm ngón tay của hắn nắm chặt, một luồng long khí cường đại từ trên người lao ra, so với thời điểm lúc trước đối địch La Thanh Vân còn muốn cường đại. Đối với La Thanh Vân, hắn bất quá là thái độ vui đùa một chút mà thôi, mà Lý Vân Tiêu ở Tống Nguyệt Dương Thành biểu hiện, đầy đủ hắn kiêng kỵ vạn phần. Thế nhưng giờ khắc này người mang 4 long bí bảo, thêm vào sức mạnh huyết mạch hết sức tiếp cận tổ tiên của hắn, hắn có 10 phần tự tin hành hạ Lý Vân Tiêu đến chết. Long tức từ trên người Nhuận Tường nổ tung, lập tức hướng 4 phương 8 hướng tán đi, chung quanh những vũ giả ở gần nhất kia từng cái thay đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh tràn trề chảy xuống, run cầm cập. Lý Vân Tiêu trực diện long tức đập tới, khẽ cười nói. Loại trò trẻ con này đối với ta có ý nghĩa sao? Đem chiêu chân long thai tức kia triển khai ra, ta còn có thể để ở trong lòng. Nhuận Tường hơi thay đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng. Chân long thai tức tiêu hao rất lớn, ở trên Tống Nguyệt Dương Thành hắn cũng chỉ là dựa vào không ngừng hấp thu long tinh lực mới có thể miễn cưỡng triển khai. Hơn nữa đối với Lý Vân Tiêu hiệu quả căn bản không lớn, giờ khắc này càng là không dám triển khai ra. Đối phó ngươi cần phải dùng chân long thai tức sao? Nhuận Tường quát lạnh một tiếng. Thân thể trong nháy mắt vọt lên, hai cái long bí bảo ở trong người hoàn toàn dung hợp, giở tay giở chân trong lúc đó liền có lực lượng long uy cự đại, ở giữa trời cao một cước lâm không dẫm xuống, một cước ảnh màu xanh ngưng tụ, bao phủ toàn bộ vũ đài, đột nhiên nổ xuống. Hai tay Lý Vân Tiêu bấm quyết, thiên thu bá đao đột nhiên hiện lên ở trước người, từ từ biến lớn, thỉnh thoảng lóe lên nhuệ khí ánh đao, theo hắn đánh pháp quyết vào trong đó, đại đao bỗng nhiên hút hết sạch thiên địa linh khí bốn phía. Bỗng nhiên hóa thành trường đao to lớn, hướng về giữa bầu trời chém tới. Ao ao, cước ảnh trực tiếp bị ánh đao phá tan, long khí màu xanh trong nháy mắt ở trên không trung tiêu tan, sau một đòn, tựa hồ hết sạch linh khí, trực tiếp rơi xuống, hóa thành bảo đao tranh một tiếng cắm ở trên vũ đài, hàn quang lấp lóe. Nhuận Tường hừ lạnh một tiếng, một cước này cũng chỉ là thăm dò mà thôi, cả người lập tức phi thân xuống, như long du tứ hải, quyền ảnh vạn ngàn. Mỗi một quyền đều là uy thế kinh thiên, chấn động đến mức không khí luân phiên phá nát. Thân hình Lý Vân Tiêu lóe lên, bước tiến mềm mại ở dưới chân dẫm mở, hóa trưởng thành đao, vòng qua ngàn vạn quyền uy kia, hướng về trên người đối phương chém tới.
thân ảnh của hai người đều cực nhanh, người ở phía dưới xem phảng phất hồ điệp bay lượn đầy trời, lập tức hoa cả mắt, các loại quyền kình trường ảnh trùng kích phòng ngự vũ đài, giống như hào quang pháo hoa nổ tung, rực rỡ dị thường. Lý Vân Tiêu mấy lần mạnh mẽ chống đỡ quyền kình của đối phương, đều bị chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, xương cốt sắp nứt, ở dưới tình huống không cách nào vận dụng bất diệt kim thân, là không thể cùng thân thể của đối phương mạnh mẽ chống đỡ, huống hồ này chỉ là dưới tình huống dung hợp hai long bí bảo. Lý Vân Tiêu ở dưới mạnh mẽ chống đỡ một trường, bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Người bốn phía đều âm thầm lắc đầu không ngớt, đồng thời không coi trọng hắn, có thể chống đỡ nháy mắt cũng đã là ra ngoài dự liệu. Sắc mặt Khả Nguyệt cũng nghiêm nghị, biết trong lòng Lý Vân Tiêu có e dè, tuyệt kỹ gia truyền cùng Nguyệt Đồng không cách nào triển khai, căn bản không thể chiến thắng đối thủ cường đại như vậy. Nàng đã làm tốt chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất thủ, chỉ cần Lý Vân Tiêu không địch lại liền lập tức xuất thủ cứu người, tiện thể giết Nhuận Tường. Nàng sẽ không cho phép Lý Vân Tiêu bị giết, cũng sẽ không cho phép Khương Như Băng gả cho người này. Sau khi quyết định, trong mắt lập lòe sát ý, hàn quang liên tục, nàng mới mặc kệ cái gì Hồng Nguyệt Thành đại sự, cái gì nhân tộc tôn nghiêm. Phàm là người nàng muốn bảo vệ, liều mạng cũng sẽ bảo vệ. Lý Vân Tiêu, ngươi cũng chỉ có trình độ như thế này sao? Nhuận Tường lạnh lùng một tiếng, chỉ tay Lâm Không điểm xuống, long khí phá không mà đến, trực tiếp cắt mở không gian, dường như bầu trời hiện ra một vết thương, muốn phá xuyên tất cả. Lý Vân Tiêu tiện tay vung lên, Thiên Thu Bá Đao vẫn cắm ở trên vũ đài bỗng nhiên phát sinh một ánh hào quang, hướng chỉ lực đánh tới. Ánh đao chém phá chỉ kính, Lâm Không vọt tới. Nhuận Tường hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay khép lại, hóa trưởng thành đao chém xuống, một đạo trưởng phong chấn động, trực tiếp đánh mất đao khí, sau đó trưởng lực đánh xuống, Lý Vân Tiêu vươn mình trở ra. Trưởng lực chấn động ở trên vũ đài, khói bụi cuồn cuộn tan ra. Hai người ở sau một đòn này đều ngừng lại, chú ý mà nhìn. Người bốn phía đều biết mấy chiêu lúc trước bất quá đều là thăm dò mà thôi, nhưng bọn họ không rõ chính là, đối phó một tên chỉ là vũ tôn, hải tộc vương giả ngông cuồng tự đại kia cần thăm dò sao. Nóng người đến đây là kết thúc. Nhuận Tường lạnh giọng nói, hai tay ở trên không trung bay múa, hóa thành một long thân xoay quanh ở hai cánh tay, đầu rồng đột nhiên hướng xuống dưới, quát lên. Long chiến vu giã. Long thân kia đột nhiên đánh xuống, ở dưới pháp quyết của Nhuận Tường dẫn dắt, đột nhiên nổ tung thành mấy chục kim long bé nhỏ, ở trên vũ đài bừa bãi tàn phá, hướng về trên người Lý Vân Tiêu phóng đi. Lý Vân Tiêu vòng quanh Thiên Thu Bá Đao một vòng, đao này hắn không dám sử dụng quá đáng, then chốt là không cách nào khống chế thích làm gì thì làm, không chừng một thoáng liền đánh sạch nguyên lực trong ngươi, cho ngươi khóc không ra nước mắt. Hắn một tay kiếm quyết, năm chuỗi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đột nhiên hiện lên. Kết thành kiếm trận, kiếm khí chi hải khủng bố đột nhiên tản ra, nhằm về phía hơn 10 long khí biến thành kim long kia, trong nháy mắt nổ tung. Sức mạnh khổng lồ bao phủ vũ đài, lấy Lý Vân Tiêu làm trung tâm, một vòng xoáy do kiếm khí cùng long khí hỗn hợp giao tạp, tàn phá bừa bãi, đem phòng ngự vũ đài chống đến to lớn nhất, hầu như muốn phá diệt, vũ giả bốn phía cả kinh, đồng thời ngơ ngác bỏ chạy về phía sau. Đông đảo cao thủ ở chỗ ngồi, trong lòng cũng rùng mình. Bọn họ đều có thể cảm nhận được năm chuôi trường kiếm kia khí tức rung động, tuyệt đối là huyền khí cấp 9A. Một tên vũ tôn khống chế năm huyền khí cấp 9, mở cái vui đùa gì. Hơn nữa hai hàng lông mày của Khương Sở Nhiên cũng đứng dậy, kiếm trận oai kia hơn xa mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, chỉ bất quá thực lực của Lý Vân Tiêu có hạn, không cách nào phát huy được mà thôi. Hắn rốt cục không nhịn được hỏi. Khả Nguyệt, người này đến cùng lai lịch ra sao? Khả Nguyệt cũng thất kinh, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh nói. Tân hữu mà thôi, ta giao thiệp xưa nay không hỏi lai lịch. Khương Sở Nhiên ngẩn ngơ, lắc đầu cười khổ không thôi, biết hỏi không ra. Hai tay Khương Như Băng tất cả đều là mồ hôi lạnh, vội la lên. Sư phụ, Vân Tiêu đại ca có thể thắng sao? Khả Nguyệt trầm tư một chút, làm sao cũng nhìn không ra phần thắng bao nhiêu, giờ khắc này năm chuôi huyền khí cấp 9 kết trận, nhìn như uy lực vô cùng. Nhưng này đối với nguyên lực bản thân hao tổn khó có thể đánh giá, căn bản không thể kéo dài. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Lý Vân Tiêu không bỏ ra nổi một thức vũ kỹ có thể chân chính thương tới đối phương, nếu không có, này còn nói gì tới thủ thắng. Nàng cũng lắc đầu nói. Mỗi người có cơ hội thắng, không cách nào dự phán.
câu nói này kỳ thực đã là an ủi to lớn nhất cho Khương Như Băng. Ngay cả La Thanh Vân đối với Lý Vân Tiêu luôn luôn hiểu khá rõ, trong lòng cũng không đáy, chỉ nghiêm nghị nhìn. Nhuận Tường, đây chính là ngươi nói nóng người kết thúc sao? Ta thế nào cảm giác ngươi còn đang đùa nhỉ? Lý Vân Tiêu một mặt châm chọc, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn tới. Hừ, ngươi muốn chết sớm, ta sẽ tác thành ngươi. Nhuận Tường lâm không một chảo, một vệt kim quang ở trong tay lập lòe ra, hóa thành một thanh chiến kích, sức mạnh toàn thân lần thứ hai kéo lên, trên chiến kích truyền đến vẻ khát máu. 3000 nghiệp chướng, La Hầu nhất kích. Một đạo hàn mang ở trong tay hắn xẹt qua, cả người cùng chiến kích kia hợp nhất, lâm không chém xuống. Kiếm trận loạn sắc. Kiếm quyết của Lý Vân Tiêu điểm xuống, năm chuôi trường kiếm hóa ra kiếm thế không giống, tầng tầng chồng chất lên nhau, sinh ra một đạo hào quang năm màu, đón lấy chiến kích kia. Oanh! Hai loại sức mạnh xông tới, kiếm trận vẫn ở hạ phong, đột nhiên bị phá tan, năm chuôi trường kiếm đánh bay ra ngoài, Nhuận Tường một tay nắm kích, chém về phía đầu lâu của Lý Vân Tiêu. Trong tay Lý Vân Tiêu đánh ra một đạo quyết ấn, vỗ vào trên chiến kích, cự lực chấn động. Bỗng nhiên cảm nhận được trên người chiến kích có kình khí bá đạo bắn lên, đem một chưởng của hắn văng ra. Cái gì? Hắn ngơ ngác cả kinh, chiến kích đâm thẳng mà đến, Lý Vân Tiêu bỗng nhiên xoay người, trong tay hàn quang lóe lên, hàn kiếm băng xương đột nhiên xuất thủ, hạo nhiên quyết đệ nhất kiếm lâm không đâm ra. Cái gì? Lại là một thanh huyền khí cấp 9. Tất cả mọi người đều giật mình trong lòng, thầm nghĩ người này không phải Vạn Bảo Lâu chính là Hóa Thần Hải. Coi như là bảy đại siêu cấp thế lực cũng không có xa hoa như vậy a. Nhuận Tường thu kích lại, chiêu 3000 nghiệp chướng lần thứ hai giấy lên hàn mang, trực bổ xuống. Kiếm thế bị phá, hai binh chạm vào nhau, cự lực chấn động, còn có hàn khí chiến kích đầy trời, trực tiếp đánh bay Lý Vân Tiêu ra ngoài, một cái tâm huyết xông lên cổ họng. Trận chiến này quá mức rút tay rút chân, quá mức uất ức, hắn muốn ẩn giấu đồ vật quá nhiều, kết quả khắp nơi bị quản chế. Một thoáng liền rơi vào hạ phong. Nhuận Tường nhất chiêu đắc thủ, nhất thời đại hỉ, chiến kích lại bốc lên một mảnh ánh sáng, ngang trời chém tới, khí thế gào thét làm vũ đài phát sinh tiếng rung. Vũ đài này vốn cũng là huyền khí, ở dưới một kích chém xuống cũng sản sinh đẳng cấp khắc chế. Trong lòng tất cả mọi người dùng mình, cỗ lực lượng kia làm vũ giả cách xa ở dưới lôi đài cũng cảm thấy thấy lạnh cả người, sợ đến rét run, đồng thời hướng về bên cạnh chen ra. Trong hai mắt Lý Vân Tiêu dập dờn ra gợn sóng, một kích kia hắn có mấy loại phương pháp có thể đỡ lấy, nhưng lại không biết dùng loại nào được, trái lại dại ra, tâm tình bắt đầu có chút rối loạn. Hừm, thú vị a. Đột nhiên Khương Sở Nhiên khẽ ồ lên một tiếng, khuôn mặt lộ ra ý cười quái lạ nói. Tiểu tử này thật không biết điều, dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế. Sắc mặt Nguyễn Hồng Ngọc khó coi nói. Có ý gì, đã sắp chết rồi, còn ẩn giấu. Khả Nguyệt đã làm tốt chuẩn bị muốn xuất thủ, nghe Khương Sở Nhiên nói như thế, trong lòng ngẩn ra, lắng nghe. Khương Sở Nhiên cười nói. Ban đầu ta cũng cảm thấy người này không có phần thắng, thế nhưng hiện nay xem ra, tiểu tử này ẩn giấu thực lực rất lớn a, chẳng lẽ hắn sợ chúng ta nhìn ra lai lịch của hắn? Cái gì? Nguyễn Hồng Ngọc cả kinh, sau đó lắc đầu liên tục nói. Ngươi lại ý nói hắn vẫn đang ẩn núp thực lực của mình chiến đấu. Làm sao có khả năng, hắn ngay cả 6 cái huyền khí cấp 9 cũng dùng, này đã là lá bài tẩy to lớn nhất, chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy mạnh hơn 6 huyền khí cấp 9? Khả Nguyệt nghe mà một trận hoảng sợ, lá bài tẩy so với 6 huyền khí cấp 9 càng mạnh hơn, này không thể nghi ngờ chính là Nguyệt Đồng, trong hai tay nàng chảy mồ hôi, nếu như Lý Vân Tiêu sử dụng tới đồng thuật mà nói, sợ là ngay cả nàng cũng không giữ được hắn. Khương Sở Nhiên khẽ cười nói. Ta cũng rất hiếu kỳ, ánh mắt của tiểu tử này rất dễ dụa. Xem ra thế cuộc sẽ không như chúng ta lúc trước sở liệu nghiêng về một phía như vậy. Trên vũ đài, chiến kích lâm không chém tới, sắc mặt Lý Vân Tiêu thay đổi mấy lần, chớp mắt liền tới, đã không tránh kịp, thân pháp đạp ra, vẫn như cũng bị cắt phá lồng ngực, hiện ra huyết nhục đỏ tươi. Hừ, chỉ có thực lực như vậy sao? Xem ra chiến đấu so với ta dự tính sớm kết thúc hơn. Nhuận Tường cười gằn một tiếng, chiến kích trong tay liên tục chém ra, từng đạo đánh chém luân phiên mà ra, Lý Vân Tiêu ở dưới thế tiến công liên hoàn đáp ứng không xuể, chiêu nào chiêu nấy gặp nạn. La Thanh Vân cũng nhíu mày, hắn biết thực lực của Lý Vân Tiêu hoàn toàn không chỉ như thế, cũng không biết hắn vì sao phải ẩn giấu.
Ầm. Đột nhiên một tiếng huyền khí va chạm, kèm theo lôi điện to lớn lấp lóe, Lý Vân Tiêu rốt cục không thể nhịn được nữa, lấy ra truy tử nện ở trên chiến kích, bắn ra vạn đạo ánh chớp. Cái ma ha cổ văn đại diện cho lôi chi quy tắc ở trong sấm sét hiện lên, đánh văng tam xoa chiến kích của đối phương ra. Trời ạ, lại là một cái huyền khí cấp 9. Trái tim của mỗi người lần thứ hai co giật một thoáng, này đã là kiện huyền khí cấp 9 thứ 8 mà Lý Vân Tiêu sử dụng, sắc mặt mỗi người đều gần như dại ra. Ngươi cuối cùng chọc giận ta, phần mộ ngươi đã thay mình đào xong rồi. Trên mặt Lý Vân Tiêu lướt qua vẻ tàn khốc, hắn biết trên người Nhuận Tường còn có hai long bí bảo, mình lại ẩn giấu sợ là càng đánh càng nguy hiểm, hơn nữa chỉ cần không dùng tới Nguyệt Đồng cùng kiếm quyết trảm tinh thần, chí ít ở Hồng Nguyệt Thành là an toàn. Hai tay hắn một điểm, lại là bốn chuỗi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bay ra, giải rác ở bốn phía vũ đài, năm kiếm chịu ảnh hưởng, đồng thời ào ào bay vào không trung, cửu kiếm lâm không, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, lẫn nhau dẫn dắt, một trận đồ nhàn nhạt ở trên cửu kiếm ẩn hiện. A, à, lại bốn cái. Mọi người đã triệt để chết lặng, từng cái há to mồm, cảm giác trên đời sẽ không còn đồ vật có thể kích thích bọn họ nữa. Nguyễn Hồng Ngọc cũng triệt để dại ra, mím môi, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Khương Sở Nhiên một mảnh ngạc nhiên, sau đó cau mày nói. Tuy huyền khí cấp 9 nhiều, nhưng ham nhiều tước không nát, ta nhìn hắn mỗi một dạng đều không thể phát huy ra uy lực gì, còn không bằng La Thanh Vân lúc trước, chuyên tâm ở một cây trường thương. Nguyễn Hồng Ngọc ngơ ngác nói. Lời tuy như vậy, nhưng huyền khí cấp 9 cũng quá nhiều đi, nhiều đến có thể dùng để bày trận. Kiếm trận cửu thiên lãng nguyệt. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, trong mắt không có bất kỳ do dự nào, đồ án trên kiếm trận kia nhanh chóng ép xuống, chín thanh kiếm tự thành kiếm hình, ở trên đồ án lần thứ hai ngưng ra một thanh kiếm ảnh, điên cuồng hấp thu linh khí đất trời bốn phía, kiếm khí chi hải khủng bố lan tràn ra. Kiếm trận thật mạnh, đây rốt cuộc là trận pháp gì, ngay cả ta cũng chưa từng nghe thấy. Khương Sở Nhiên ngơ ngác thất sắc, kiếm trận kia trong nháy mắt biến hóa, để trong lòng hắn giật mình. Vũ giả quan sát dưới đài cũng nín thở ngưng thần, không ít người ngơ ngác phát hiện, da của mình bắt đầu nứt ra từng đạo lỗ hồng, chảy máu. Chuyện gì xảy ra, không phải có vũ đài phòng ngự sao, kiếm khí dĩ nhiên có thể xuyên thấu ra. Người phía dưới từng cái dị thường khiếp sợ, vội vàng vận công chống đối. Một lão giả ở chỗ ngồi vẻ mặt nghiêm túc nói. Cửu âm cửu dương kiếm trận của tông ta hưởng nổi danh khắp thiên hạ, thế nhưng... Hắn rốt cục thừa nhận nói. Thế nhưng so với cửu thiên lãng nguyệt kia vẫn có chênh lệch, kiếm trận bá đạo như vậy, sẽ không thể nào yên lặng vô danh, lẽ nào chư vị thật sự không người thấy qua. Ồ, cửu âm cửu dương kiếm trận của quý phái quả thật là kiếm trận mạnh nhất mà ta biết, lại vẫn không bằng cửu thiên lãng nguyệt này. Một lão giả khác giật mình nói. Ta quan sát kiếm trận kia diễn biến còn không hết cửu số, chỉ là người trẻ tuổi này thực lực quá nông, căn bản không phát huy ra uy lực. Lão giả lúc trước kia nói, cửu chính là cực hạn, nếu nói kiếm trận này có thể đột phá chút, như vậy uy lực sẽ vô cùng khủng bố. Người này hiện tại bất quá là lục tinh vũ tôn, nếu như hắn bước vào vũ đế, hoặc là cửu tinh vũ đế, lại triển khai loại kiếm trận này, trong thiên hạ ai có thể địch. Trong lòng mọi người đều ngơ ngác, lấy tình huống trước mắt đến xem, có thể một lần lấy ra nhiều huyền khí cấp 9 như vậy, sau lưng nhất định là có tài nguyên khổng lồ chống đỡ. Hơn nữa lấy tình huống hiện nay nhìn thấy, Lý Vân Tiêu bước vào vũ đế là không có chút hồi hộp nào, nếu để cho người này trưởng thành, sợ là sẽ diễn biến thành đại nhân vật như Ngạo Trường Không. Đáng chết a! Nhuận Tường kinh hãi, giờ khắc này kiếm đồ kia đã ép tới hắn khó có thể nhúc nhích, nếu như không trung treo cao cửu kiếm hóa hình hạ xuống, sợ là một thân long lân cũng sẽ hủy diệt sạch. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nguyên bản bình thường bắt đầu tiến hóa ra vuốt rồng. Một luồng sức mạnh thê lương tản ra, chân long móng vuốt làm người nhìn thấy mà giật mình bỗng nhiên nắm chặt chiến kích, một luồng kình khí cường đại đem kiếm đổ đội lên. Hừ, vuốt rồng này là lợi ích thương đưa cho ngươi sao? Ta nhớ ngươi còn có một đôi sừng rồng a, vẫn là đồng thời dùng tới đi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng theo dõi hắn. Khóe miệng tự tin mỉm cười kia, để Nhuận Tường xem giận tím mặt, quát. Đối phó ngươi. Ba cái long bí bảo liền đủ. Trong tay hắn chiến kích tan ra, mấy đạo trảm quang ngang trời, trong nháy mắt chém phá kiếm đồ, muốn đem một mảnh kiếm khí chi hải kia bổ ra. Lại là long bí bảo.
chẳng trách những người nắm giữ long huyết kia đối với vật ấy đổ xô tới, ta nhìn thực lực hắn một thoáng liền gia tăng mấy lần a. Nguyễn Hồng Ngọc kinh thán nói. Khương Sở Nhiên lo lắng nói. Nghe đồn nếu tập hợp 9 cái long bí bảo, liền có thể biến thành thượng cổ chân long lâm thế, tuy rằng đồn đại có khuyết đại, nhưng đủ thấy tầm quan trọng của long bí bảo. Nếu như long tu kia cũng bị người này lấy đi, trong trẻ tuổi liền không còn ai có thể áp chế hắn. Nguyễn Hồng Ngọc cũng hối hận nói. Long bí bảo này vốn là mắt trận của một chỗ phong ấn trong Mai Cốt Chi Địa, ta thấy dị thường quý trọng, lúc này mới mang ra làm đồ cưới, không nghĩ tới sẽ diễn biến thành tình hình như thế, ngay cả người hải tộc cũng tới. Trên lôi đài, Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Người đã không nghe khuyến cáo, vậy liền đi chết đi, cửu kiếm hóa hình, chém. Hắn đánh ra một đạo pháp quyết, ở dưới tiếng rung của chín chuôi bảo kiếm, kiếm hình to lớn nổ xuống, như cự nhận trảm thủ, trong nháy mắt chém xuống. Chấn động thiên địa, kinh khắp sơn hà. Sau khi nhuận tường hòa vào vuốt rồng, tự tin cùng thực lực đều tăng nhiều, tuy rằng chiến kích kia chỉ là huyền khí cấp 9 phổ thông, nhưng đủ để phát huy hơn nửa sức mạnh, dưới một trảm đối đầu kiếm hình kia. Oanh! Uy lực vô tận nổ ra, hai cỗ lực lượng bá đạo đến cực điểm trong nháy mắt đổ nát, bao phủ tất cả. Trên vũ đài, phòng ngự trong phút chốc phát sinh ánh sáng cửu sắc, ở dưới áp lực của nhiều huyền khí cấp 9 cùng kiếm hải, vũ đài cũng là huyền khí rốt cục không chịu nổi gánh nặng, phòng ngự lập tức chống đến to lớn nhất, vẫn như cũ không cách nào giữ vững lực lượng xung kích, trong nháy mắt tan rã. Không tốt! Mấy tiếng hét kinh hãi trong lúc hỗn loạn vang lên, tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn phòng ngự phá nát, lực lượng rung động khủng bố truyền đến, tất cả đều sợ đến hồn phi phách tán. Bình tĩnh! Âm thanh của Khương Biệt Ly vang lên, trực tiếp truyền tới trái tim mỗi người, trong lúc đó không trung hiện ra mấy đạo nhân ảnh, liên thủ lại liền bố trí ra phòng ngự kết giới mới, ngăn cản lực lượng hai người quyết đấu. Hô, hù chết ta, mụ mụ! Ô ô, suýt chút nữa mạng nhỏ đã không còn, thật mạo hiểm a! Xem tranh tài còn có nguy hiểm vẫn lạc, mẹ nó, lão tử không nhìn nữa. Mọi người oán giận một lúc, mới dần dần yên tĩnh lại. Trong vũ đài, Lý Vân Tiêu chém xuống một chiêu kiếm hình, tiện tay lâm không một chảo, thiên thu bá đao tranh một tiếng tới tay, trong tay trái hiện ra một đoàn bóng nước màu xanh biếc, từ trên thiên thu bá đao nhẹ nhàng phất qua. Tranh! Thiên thu đao như dẫn máu tươi, vui vẻ kêu to, uy thế càng ngày càng mạnh, phát sinh ánh sáng chói mắt, dĩ nhiên ở quanh thân hình thành đao chi kết giới, đem lực lượng trùng kích tách ra. Cái gì? Đó là cái gì? Ở dưới dư âm xung kích, nhuận tường khổ sở chống đỡ bỗng nhiên trợn to hai mắt, sợ hãi giống nói. Long bí bảo, trong tay người quả nhiên có long bí bảo, cho ta. Hắn gào thét mang theo khát vọng cùng hưng phấn cực cường, bỗng nhiên vung chiến kích lên. Đẩy lực lượng xung kích lao lên. Khuôn mặt Lý Vân Tiêu ở dưới lục thủy chiếu rọi từ từ rực rỡ, cười lạnh nói. Người đã muốn, liền cầm đi. Sức mạnh của thiên thu bá đao càng ngày càng khổng lồ, ở trên bầu trời vũ đài mơ hồ hiện ra một hình thái đại thi biệt to lớn, chậm rãi hạ xuống. Này, đây là khí linh sao? Tất cả mọi người ngơ ngác, không ít người ngất lịm nói. Khí linh ta cũng đã gặp. Tại sao có thể tồn tại như thực thể vậy? Khương Như Băng mím môi, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ cùng chán ghét, cau mày nói. Sư phụ, dáng vẻ khí linh này thật là ghê tởm a, rõ ràng chính là một con đại thi biệt, mà Lý Vân Tiêu cũng thật là buồn nôn, nắm vật này làm khí linh. Nàng trước đó tâm tình chập chờn, lúc này dần dần ổn định lại, khôi phục hoạt bát. Khả Nguyệt cũng ngờ vực nhíu mày nói. Không giống như là khí linh. Nhưng không phải khí linh vậy sẽ là cái gì? Đây là bản thể của đao. Đột nhiên Khương Sở Nhiên mở miệng nói. Bảo đao này hẳn là dùng đại thi biệt luyện chế thành, giờ khắc này chịu đến lục thủy kích thích, vì lẽ đó hiển hóa ra bản thể khi còn sống. Hắn cười khổ nói. Tiểu tử này một thân đều là vật ly kỳ cổ quái, mỗi một dạng đều đáng sợ, chẳng trách phải cực lực che giấu. Hai mắt La Thanh Vân nghiêm nghị, trong mắt mang theo vẻ khát vọng, tự lẩm bẩm. Lục thủy kia rốt cuộc là thứ gì? Vì sao cho ta cảm giác như long bí bảo vậy, để huyết mạch trong cơ thể ta khuấy động không ngớt? Lục thủy kia chính là chân long chi lệ, thời điểm ở Mai Cốt Chi Địa, thì biệt đao đối với vật ấy liền có vẻ hết sức thân thiện, giờ khắc này trực tiếp bám vào trên thân đao, càng làm cho bản thể của nó hiển hiện ra, tỏa ra khí tức kinh khủng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chú vào nhuận tường,
trong tay bắt đao quyết, lâm không chém xuống, trong miệng ngâm nói. Thiên thu nhược tuyết, nửa đêm như mộng, một đao chấn hồn. Đám người Hồng Nguyệt Thành đều kinh hãi, hắn dĩ nhiên trực tiếp mô phỏng theo chiêu chấn hồn ca của chữ Khả Nguyệt, lấy đao làm kiếm, diễn hóa ra chấn hồn chi khúc. Khả Nguyệt cũng là một trận ngơ ngác, tuy rằng đao thế của Lý Vân Tiêu so với chấn hồn khúc của nàng cách biệt không ít, nhưng ở trên thần vận dĩ nhiên có mấy phần giống, có loại tâm ý chấn hồn nhàn nhạt truyền ra. Chiêu thức là có thể mô phỏng theo, nhưng vụ ý, có thể nào dễ dàng học tập như thế. Hơn nữa ở dưới một đao kia, dĩ nhiên có sức mạnh quy tắc hiện lên, thời điểm mọi người ở đây một mặt mờ mịt, trên đao mang kia lần thứ hai hiện ra ba cái ma ha cổ văn, chính là trên long cốt châu ghi chép phương pháp công kích linh hồn. Theo một đao kia chém xuống, đại thi biệt lâm không mà hàng, một thanh đao hình ở trên thân thể nó ngưng tụ, bốn phía đều là hải dương ánh đao, trong nháy mắt đem nhuận tường áp chế lại. Không chỉ có lực lượng quy tắc cầm cố hắn, hơn nữa trong đao giới khủng bố, còn có loại sức mạnh quỷ dị trực kích linh hồn hắn. Nhuận tường sợ hãi, vội vàng đem toàn bộ sức mạnh rót vào tam xoa chiến kích, đột nhiên tiến lên nghênh tiếp. Chiến kích trực tiếp chém ở trên đầu lâu đại thi biệt, bắn ra đốm lửa, nhưng không cách nào ngăn cản sức mạnh kinh khủng kia chấn áp xuống, thế giới ánh đao, sức mạnh quy tắc, công kích linh hồn, tam vị nhất thể kết hợp với nhau, muốn đem hắn nghiền ép tan xương nát thịt. Oanh! Bất quá trong nháy mắt, đại thi biệt liền chấn áp xuống, cả người theo bản thể của đại thi biệt đồng thời rơi xuống, ầm ầm rơi xuống đất, toàn bộ thế giới ánh đao nổ tung, phóng ra hào quang óng ánh. Vũ giả Hồng Nguyệt Thành bố trí kết giới ở dưới ánh đao kia cũng tràn ngập nguy cơ, người liên thủ bày trận đều biến sắc, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Ùng ục, chỉ nghe một mảnh âm thanh nuốt nước miếng, toàn trường yên tĩnh. Đã chết rồi sao? Một tiếng nghi vấn ở trong đám người vang lên, nhưng không người nào có thể trả lời, bên trong kết giới vẫn là sức mạnh kinh khủng xung kích, ánh sáng chói mắt, khó có thể phát hiện tình hình trong đó. Một đao kia tại sao có thể có sức mạnh quy tắc? Khương Sở Nhiên hiển nhiên cũng có chút dại ra nói. Khả Nguyệt, đây là ngươi dạy hắn. Khả Nguyệt không biết trả lời như thế nào, nếu nói không phải, vậy Lý Vân Tiêu làm sao học được chấn hồn khúc tứ bất tượng sao không ra ngô ra khoai. Nếu nói phải, nàng cũng không cách nào giải thích Khương Sở Nhiên nghi hoặc. Sư phụ, thủy quái kia đã chết rồi sao? Âm thanh của Khương như băng hơi có chút kích động, đầy mắt đều là chờ đợi. Khả Nguyệt nói. Trọng thương là khẳng định, nhưng sẽ không chết. Long bí bảo dung hợp pháp thể, so với yêu thân phổ thông cường đại quá nhiều, nhưng một đao kia hẳn là then chốt nghịch chuyển thế cuộc, chỉ không biết nguyên lực của Lý Vân Tiêu còn có thể chống đỡ bao lâu. Một đao kia còn chưa tử sao? Những vũ giả kia nghe vậy, trên người tất cả đều bốc lên mồ hôi lạnh, nhuận tường kia không khỏi cũng quá khủng bố đi. Lý Vân Tiêu ở sau một đòn, vội vàng thu hồi thi biệt đao. Đao này hắn không cách nào khống chế toàn bộ, chỉ sợ một thoáng hút sạch nguyên lực của mình, vậy thì thật sự không còn cách xoay chuyển đất trời, cũng may nó tựa hồ rất thích chân long chi lệ, cũng không tự mình hấp thu nguyên lực của hắn. Một đao kia, còn không đến mức chém chết tiểu tử này a, ta lại bù cho ngươi một viên gạch. Giờ khắc này trên sân ánh sáng dần tán, lộ ra một cái hố to đen kịt, tuy rằng vũ đài linh khí bị phá hỏng hầu như không còn, nhưng dù sao cũng là một huyền khí nằm ngang ở đó a. Lại bị nổ biến thành cho bụi, vật liệu cũng không còn tồn tại nữa. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, thoáng điều thức trạng thái của mình, giới thần bi liền trực tiếp từ trong tay bay ra, theo pháp quyết đánh vào, thế giới lực diễn biến ra, trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi nhỏ, hướng về trong hầm đánh xuống. Lại một cái huyền khí cấp 9. Tất cả mọi người là trong lòng yên lặng nghĩ, lần này đã không có ai chấn kinh, toàn bộ tập mãi thành quen. Trong lòng Khương Sở Nhiên hơi chấn động một cái, trong con người xẹt qua vẻ giật mình, tuy rằng đều là huyền khí cấp 9, nhưng hắn bản năng cảm nhận được giới thần bi bất phàm. Ầm ầm, giới thần bi trực tiếp đập vào trong hầm, đại địa truyền đến rung động kịch liệt, chấn động đất rung núi chuyển, toàn bộ Hồng Nguyệt Thành tựa hồ muốn sụp đổ xuống. Mọi người đều biến sắc, uy lực dưới đòn đánh này, dĩ nhiên không dưới một đao trước kia. Trời ạ, tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Vẻn vẹn là lục tinh vũ tôn A, lại có sức chiến đấu như lục tinh vũ đế. Đột nhiên một ánh hào quang từ trong hầm bắn ra, chính là giới thần bi bay trở về, phía trên linh khí mở nhạt, bị Lý Vân Tiêu vẫy tay liền cất đi. Theo sát mà lên chính là một luồng long tức khủng bố,
cái động kia như hóa thành long huyệt, tựa hồ đang hô hấp thổ nạp. Ầm, bên trong truyền đến một tiếng nổ vang, sau đó một cái bóng phóng lên trời, trong nháy mắt đánh về phía Lý Vân Tiêu. Oanh, không gian chỗ Lý Vân Tiêu đứng trong nháy mắt bị đánh nổ, cả người hắn sớm có phòng bị, trực tiếp lâm không tránh ra, vẫn bị một luồng sóng khí đánh bay một khoảng cách. Cái gì, dĩ nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều là mắt choáng váng, lập tức trợn mắt há hốc mồm, ở dưới hai huyền khí oanh kích như vậy, không chỉ không có chuyện gì, trái lại càng mạnh mẽ hơn, thế thì còn đánh như thế nào? Thừa Hạo Miểu cùng Bắc Minh Lai Phong ẩn nấp ở trên bầu trời vốn là xem trợn mắt há hốc mồm, hô hấp cũng đóng chặt, lần này hai người không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, âm thầm vui mừng mình không có cậy mạnh ra trận, bằng không mạng nhỏ vô cùng có khả năng mất đi. Lại là Long Bí Bảo, chẳng lẽ hắn thật sự muốn tụ tập 9 cái? La Thanh Vân một mặt ngơ ngác, kinh ngạc nhìn Tường Tử ở trong sân đã là trạng thái bán long, tuy rằng trên người có chút chật vật, nhưng khí tức cường đại là khó có thể ẩn giấu tán phát ra. Khương Sở Nhiên ngưng tiếng nói. Đã là một lần biến thân cuối cùng, ta cảm nhận được dòng máu của hắn thiêu đốt, loại dung hợp Long Bí Bảo này hẳn là tồn tại tỷ vết, hiện tại tiểu tử kia là dựa vào lực lượng huyết mạch của mình, mạnh mẽ dung hợp, không nói hắn còn bí bảo ở trên người hay không, cho dù có, lấy trạng thái hiện nay như thế, cũng không có thể dung hợp nhiều hơn nữa, bằng không thân thể tất nhiên tan vỡ. La Thanh Vân nghe mà cả kinh, đối với Long Bí Bảo dung hợp hắn biết cũng không nhiều, chỉ biết đạt được càng nhiều càng tốt, nhưng Khương Sở Nhiên thân là một trong 7 đại tông chủ, ánh mắt tự nhiên sẽ không sai, nghe đồn 9 bảo hợp nhất diễn biến chân long, có thể thật có việc ấy, nhưng dung hợp 9 bí bảo sợ là rất khó làm được. Ánh mắt Khả Nguyệt ngưng nhìn trong sân, sắc mặt dị thường khó coi, nói. Mỗi một lần dung hợp dị bảo, đều cơ hồ chữa trị thương tích trên thân thể, này còn đánh như thế nào? Khương Sở Nhiên nói, hừm, xác thực là phiền toái, bất quá ta xem Lý Vân Tiêu cũng không có hoảng loạn, dáng vẻ vẫn là một bộ nhẹ như mây gió, tư thế này nếu không có lòng tin tuyệt đối, vậy thì là một loại hờ hững sau khi trải qua tang thương, người này tương lai trưởng thành quá mức khủng bố. Ta thậm chí dám nói, mấy chục năm sau trở thành thiên hạ đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Mọi người đều kinh hãi, từng cái chấn kinh. Tuy rằng Hồng Nguyệt Thành thành chủ phán đoán không dám nói tuyệt đối chính xác, nhưng ít nhất có thành phần tham khảo, hơn nữa lấy phong cách làm việc cẩn thận của Khương Sở Nhiên, có can đảm nói ra những lời ấy, hiển nhiên là có nhận định cùng nắm chặt nhất định. Thiên hạ đệ nhất nhân sao? Mấy chữ này lập tức ở trong đầu mọi người lái đi không được, so với giao đấu trước mắt còn có chấn động. Nếu nói hắn có tiềm chất trở thành một đại tông chủ, hoặc là phong hào vũ đế, tất cả mọi người còn có thể tán đồng. Nhưng năm chữ thiên hạ đệ nhất nhân này, dù là ai cũng không cách nào bình tĩnh. Trong lòng Nguyễn Hồng Ngọc cũng giật mình, đột nhiên cười nói. Nếu phu quân dám chắc chắn như thế, này tất nhiên là đối với Lý Vân Tiêu hết sức coi trọng, chỉ cần hắn thủ thắng, như vậy luận võ chọn rể lần này liền phi thường viên mãn. Nàng ý tứ, là muốn chọn Lý Vân Tiêu làm con rể. Nguyễn Tử Mậu ở một bên nghe mà buồn bã ủ rũ. Nguyên bản hắn dự định lợi dụng thiết phiến cưỡng bức Lý Vân Tiêu, để hắn từ bỏ cưới Khương Như Băng, hiện tại Khương Sở Nhiên đối với thành tựu tương lai của Lý Vân Tiêu phán đoán, một cái hương mô mô như vậy, sợ là bất luận người nào cũng sẽ không chịu buông tha. Ngay cả Khương Sở Nhiên cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, lấy tính cách của hắn là tuyệt sẽ không nói ra những lời này, thế nhưng loại cảm giác đó dị thường mãnh liệt, đây là một loại bản năng vũ giả, tới tu vi như hắn, loại bản năng này càng là rất ít phạm sai lầm. Hừ, Khương thành chủ không khỏi nói nghiêm trọng đi, thắng bại chẳng mấy chốc sẽ công bố, ta xem Lý Vân Tiêu kia ngay cả cửa ải này cũng chưa chắc qua được. Rốt cục có người không phục, lạnh lùng phản bác. Khương Sở Nhiên cười nói. Tạm thời xem Lý Vân Tiêu kia ứng đối ra sao đi, lấy ta đánh giá, sức mạnh của Tường Tử kia mạnh nhất hẳn là đến tứ tinh vũ đế đỉnh cao, rất khó đi lên nữa. Mà Lý Vân Tiêu, người kia cau mày nói. Ồ. Lý Vân Tiêu kia nên mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ có thể có trình độ ngũ tinh vũ đế? Khương Sở Nhiên cười nhạt một tiếng nói. Thực lực của Lý Vân Tiêu, ta hoàn toàn đánh giá không ra. Người kia nói. Hừ hừ, này bất quá là góc nhìn của Khương thành chủ mà thôi, vẫn là chờ Lý Vân Tiêu có thể thắng rồi hãy nói, ta nhìn hắn là cơ hội xa vời. Trên bầu trời, giờ khắc này Nhuận Tường đã hoàn toàn thay đổi, sau khi sừng rồng hòa tan vào thân thể. Lực lượng huyết mạch của hắn cũng phát huy đến cực hạn,
nửa người đã hóa thành long hình, trong tay nhấc theo tam xoa chiến kích, một bộ dáng dấp tứ hải vương tộc tiêu chuẩn. Ha ha, rốt cục chịu lộ ra trạng thái mạnh nhất sao? Trong tay Lý Vân Tiêu nắm hàn kiếm băng xương, vung lên, chín chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm lần thứ hai ngưng tụ đến trước người, xếp thành hàng ngang. Chiến kích trong tay Nhuận Tường xoay ngang, khí tức bắt đầu kéo lên kịch liệt, lấy hắn làm trung tâm, bầu trời một trận run rẩy, từng đạo ánh sáng từ trên người tràn ra, như mưa gió tập đến. Bầu trời bắt đầu mây đen dày đặc, sấm vang chớp giật, mà giờ khắc này trên người Nhuận Tường cũng dần dần biến hóa, một đầu rồng to lớn đang chậm rãi giơ lên, mở to con mắt giống như đèn lồng, phảng phất xuyên qua vô tận thời không, ngưng mắt nhìn Lý Vân Tiêu. Chân long dáng thế. Lý Vân Tiêu ở dưới long nhãn nhìn kỹ, cũng không khỏi dùng mình một cái, vội vàng vận chuyển đại diễn thần quyết, để tâm thần của mình ngưng định xuống. Ngươi rất mạnh, ở trong nhân loại trẻ tuổi có thể nói đệ nhất. Nhuận Tường một mặt bình tĩnh nói. Có thể bước ta đến trình độ này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu không có ở Tống Nguyệt Dương Thành đạt được kiện long bí bảo thứ tư, hôm nay đúng là muốn chết ở trong tay ngươi. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Ngươi ý tứ là, ngươi sẽ thắng. Đương nhiên. Nhuận Tường ngạo nghễ nói. Ta chính là thiên chi kiêu tử trong hải tộc, thiên phú hơn xa nhân loại các ngươi, ngươi có thể cùng ta chiến đến trình độ này, còn không đáng giá kiêu ngạo sao? Lại vẫn ngây thơ muốn thắng. Lý Vân Tiêu vỗ trán một cái, vô lực nói. Ngươi cũng bị ta đánh không ra bộ dạng gì nữa, còn ăn nói ngông cuồng, các ngươi những động vật biển này từ đâu tới cảm giác ưu việt a? Ở hải lý quá lâu, từng cái đầu óc vào nước a. Đáng chết. Nhuận Tường gào to một tiếng, một loại phẫn nộ cùng khuất nhục xông lên đầu, chiến kích trong tay cũng phát sinh một trận tiếng rung, đầu rồng to lớn ở phía sau tựa hồ đang dần dần hòa vào trong cơ thể, không gian ở dưới loại trạng thái dị thường này, dĩ nhiên tự mình sụp ra. Quyền khuynh thiên hạ. Nhuận Tường ở dưới loại trạng thái dung hợp này có vẻ hết sức thống khổ, bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Một đạo trảm kích lâm không bổ tới, hóa ra màu sắc tươi đẹp chói mắt, đem bầu trời nứt thành hai nửa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu nghiêm nghị, lực lượng một kích kia ngang trời mà đến, chín chuôi bảo kiếm ở trước mặt hắn dĩ nhiên phát sinh tiếng rung, đây là rên rỉ khi đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Thật mạnh, có thể để huyền khí cấp 9 sản sinh rung động. Lý Vân Tiêu một tay bấm quyết, đại bi mộ vân kính ở trong tay hiện ra, kính quang bắn xuống, bầu trời đột nhiên thay đổi dáng dấp. Từng mặt kính ở trước người hình thành, kết thành một tổ kính trận. Chín chuôi bảo kiếm trong nháy mắt bị chiến kích đánh văng ra, sau khi cả người Nhuận Tường cùng hình bóng đầu rồng kia hợp nhất, thân thể trở nên đen kịt, đồng thời cao lớn hơn mấy phần. Tổ tiên hắn vốn là ly long trong cửu tử của chân long, là loài rồng toàn thân màu đen, giờ khắc này dấu hiệu phản tổ ở trên người xuất hiện, sức mạnh cũng đến đỉnh cao. Trò mèo. Mặt kính trong nháy mắt phá nát. Ánh sáng trên mộ vân kính tiêu thất. Mà thời điểm Nhuận Tường phá nát những mặt kính kia, một bộ phận sức mạnh bị phân giải rời đi, đồng thời cũng chịu đến sức mạnh của mình phản chấn, chiêu quyền khuynh thiên hạ tan rã. Hừ, ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh. Nhuận Tường hừ lạnh một tiếng, bóng người cùng chiến kích đồng thời xung kích mà lên, mạnh mẽ phất lên chiến kích, liền lâm không chặt bỏ. Mộ vân kính ở sau chiêu kia linh khí mất hết. Nhuận Tường bá đạo đánh chém lâm không mà lên, trực tiếp chấn động ở trên hàn kiếm băng xương trong tay hắn, sức mạnh khổng lồ như nhập vào cơ thể mà ra, muốn đem Lý Vân Tiêu triệt để nát tan. Lý Vân Tiêu hoàn toàn không chống đỡ được lực lượng của một kích này, long uy cùng sức mạnh to lớn rung động mà xuống, ép tới hắn bay lên bầu trời, mọi người chỉ nhìn thấy hai người hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay lên không, kinh hãi liên tục. Lý Vân Tiêu, người đã hết biện pháp a? Nhưng ta vừa mới bắt đầu ha 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 ha. Không trung truyền đến tiếng cười gần cùng long uy cường đại của Nhuận Tường. Hết thảy vũ giả trong lòng nặng trịch, lần này trên căn bản là xong. Ha ha, Khương thành chủ, Lý Vân Tiêu kia ngay cả cửa này cũng không chịu nổi, sau trận đấu sợ là không chết cũng phế bỏ, tương lai đệ nhất thiên hạ này. Ha ha, người không phục lúc trước kia, cuối cùng cũng coi như là thở phào một cái, tâm tình đại sướng. Khương Sở Nhiên nhíu mày, ngắm nhìn trên bầu trời, trầm tư không nói. Câm miệng. Khả Nguyệt âm trầm, mắng. Lại cười một thoáng, liền cút cho ta. Người kia hơi thay đổi sắc mặt, hừ nói. Hừ, ta là quý khách do Hồng Nguyệt Thành mời tới,
đạo đãi khách của các ngươi là như vậy sao? Sát khí trên người Khả Nguyệt ngưng lại, lạnh lùng nói. Để ta nhìn không vừa mắt, liền không phải quý khách, không phải quý khách nói lung tung, cũng rất dễ chết. Người kia sắc mặt đại biến, ở dưới khí thế của nàng trực tiếp ngậm miệng lại, thế nhưng trong mắt vô cùng lạnh lẽo. Một người khác cũng nói. Lý Vân Tiêu dù sao cũng là người tộc ta, nếu như thất bại, người cười trên sự đau khổ của người khác như vậy tốt sao? Khả Nguyệt đứng dậy nói. Biệt Ly đại thúc, ta thay Lý Vân Tiêu chịu thua, xin lập tức ngưng hẳn thi đấu. Nàng nói lập tức dẫn tới toàn trường ồ lên. Khương Biệt Ly cau mày nói. Nhất định phải chính hắn tự mình chịu thua, hoặc là mất đi sức chiến đấu, hoặc là trong lòng ta cảm thấy thua, mới có thể phán thua. Khả Nguyệt nói. Cũng đã tới loại cục diện này, ở trong lòng ngươi còn không thấy thua sao? Nàng sầm mặt lại, hơi có chút giận nói. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhìn Lý Vân Tiêu chết? Khương Biệt Ly nhìn nàng một cái, không tiếp tục nói nữa, mà là đưa mắt tìm đến phía trên bầu trời. Ở dưới long uy to lớn, những vũ giả tu vi thấp kia, đừng nói dương mắt nhìn, có thể không quỳ xuống cũng đã cảm ơn trời đất, giờ khắc này còn có thể thấy rõ tình hình, chỉ còn số người cực ít. Nguyễn Hồng Ngọc nói, nếu như giờ khắc này để Lý Vân Tiêu chịu thua, vậy Như Băng nên làm thế nào cho phải? Người thân là sư phụ của Như Băng, lại nhẫn tâm như vậy. Khả Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, ngu xuẩn, nếu như Lý Vân Tiêu thua, việc Như Băng kết hôn còn có thể nghĩ biện pháp. Nếu như Lý Vân Tiêu chết rồi, người chết làm sao phục sinh? Lý Vân Tiêu là nhi tử của Cổ Phi Dương. Nàng dù như thế nào cũng phải thay Cổ Phi Dương bảo vệ huyết mạch duy nhất của hắn. Khương Sở Nhiên đột nhiên nói. Hả, vẫn còn có sức phản kháng. Cái gì? Theo lời của hắn hạ xuống, những người còn có thể nhìn rõ ràng tình thế kia đồng thời ngửa đầu nhìn, chỉ thấy bên trong ánh sáng màu xanh to lớn, nhuận tường một mặt dữ tợn, sức mạnh trong tay đang không ngừng tăng cường, hắn muốn triệt để nghiền nát Lý Vân Tiêu. Ngay khi hắn tự nhận là Lý Vân Tiêu không thể hồi thiên, đột nhiên một luồng sức mạnh bá tuyệt hiện lên, chống cự lực lượng long uy. Cái gì, đây là... Con người của nhuận tường đột nhiên áp xúc, ngơ ngác nhìn. Toàn thân Lý Vân Tiêu vào đúng lúc này đột nhiên ánh vàng rừng rực, ngoài thân như bao trùm một tầng kim y, rực rỡ như dương, lực lượng long uy dĩ nhiên đều bị ngăn cản, thân thể nguyên bản sắp tan vỡ, tựa hồ lập tức khôi phục sức mạnh. Lý Vân Tiêu một tay bấm quyết, quát khẽ. Pháp tướng kim thân. Ngoại trừ thân thể hóa thành ánh vàng ra, pháp tướng ba đầu sáu tay nhất thời hiển hiện, mắt sáng như đuốc, sáng quắc hại người. Này, đó là... Tất cả mọi người đều là trong nháy mắt ngớ ra, nhìn dáng dấp ba đầu sáu tay quái lạ kia, từng cái đầu óc phát mộng. Khương Sở Nhiên ngạc nhiên nói. Này, đây là bất diệt kim thân sao? Làm sao ra ba đầu sáu tay? Mọi người vừa nghe bốn chữ bất diệt kim thân này, nhất thời toàn bộ hít vào ngụm khí lạnh. Bởi vì bốn chữ kia, đại biểu chính là đệ nhất cường giả dưới vùng trời này. Trong lòng Khả Nguyệt cũng chấn động mạnh, nàng cũng vạn vạn không ngờ tới lá bài tẩy của Lý Vân Tiêu dĩ nhiên nhiều như thế, nhưng nàng lập tức nhìn ra tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức nói. Làm sao có khả năng là bất diệt kim thân, các ngươi thấy qua ngạo trường không biến thành ba đầu sáu tay sao? Hẳn là một loại pháp thân thuật cường đại, hiển hóa ra hiệu quả kim thân. Kỳ thực nội tâm của nàng cũng hoài nghi. Nhưng mặc kệ có phải là bất diệt kim thân hay không, đều phải đi đầu phủ nhận, hậu quả xác nhận quá nghiêm trọng. Khương Sở Nhiên cũng gật đầu nói. Bất diệt kim thân của ngạo trường không ta đã thấy, xác thực không phải bộ dáng này. Có Hồng Nguyệt Thành thành chủ phán đoán, lúc này mọi người mới thoáng an tâm, nhưng vẫn thấp giọng nghị luận không ngừng, đồng thời đối với lá bài tẩy vô cùng vô tận của Lý Vân Tiêu cảm thấy vô lực. Lần này tất cả mọi người đều đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác khó hiểu. Cảm thấy cuộc chiến đấu này cứ tiếp tục đánh, Lý Vân Tiêu có thể còn có mấy cái, thậm chí mấy chục cái lá bài tẩy, nói chung sẽ liên tục, mãi đến khi thắng mới thôi. Tương tự, cuộc chiến của người ta, đến đây kết thúc. Ba khuôn mặt của Lý Vân Tiêu đều là vẻ lạnh lùng, trên gương mặt đối diện nhuận tường, mi tâm đột nhiên mở ra một con mắt, một luồng hỏa diễm khủng bố từ đó bay ra, hóa thành phượng hoàng thần điểu, trong nháy mắt đốt xuống. Hả? Nhuận tường hoảng hốt. Hai người cách nhau gần quá, ngọn lửa kia vừa thiêu, liền để hắn cảm thấy một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố, ngay cả long khí của hắn cũng muốn đốt rụi. Chân long hủy diệt. Bỗng nhiên nhuận tường mở ra miệng lớn,
long ảnh cùng hắn trùng hợp, một luồng long tức bỗng nhiên phun ra. Lực lượng long tức lập tức đánh tan hình thái phượng hoàng, càng là ở trên không trung nghĩ hóa ra một con thanh long, rít gào mà tới. Hừ, phượng hoàng thần hỏa, phá! Lý Vân Tiêu lần thứ hai thủ quyết, hỏa diễm chấn tan ngưng tụ lại, trong mi tâm bắn ra gió xoáy, cùng ngọn lửa kia dung hợp lại với nhau, một vòng xoáy hỏa chi hình thành, hướng về long tức chấn động đi. Cùng lúc đó, hàn kiếm băng xương trong tay Lý Vân Tiêu tỏa ra hàn khí kinh người, đông lại một vùng không gian, kiếm ý lạnh lẽo trực tiếp xuyên thấu ánh sáng chiến kích, để Nhuận Tường cũng cảm thấy từng trận rét run. Thanh liên kiếm ca, trăm hoa đua nở. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lấy một đóa băng liên hoa to lớn trên hàn kiếm băng xương ngưng tụ thành, bỗng nhiên chặt đứt tầng tầng sức mạnh áp bức mà đến, mình ở dưới chiêu kiếm kia phản chấn nhanh chóng lui lại. Trên trời cao ở dưới chiêu kiếm này, dĩ nhiên nở rộ hơn mấy trăm ngàn đóa băng liên tuy đẹp, nhưng mà kiếm khí ngưng phá, kinh khủng vô cùng. Ở lúc băng hoa nở đến to lớn nhất, trong phút chốc đồng thời hướng về Nhuận Tường chém đi. Trong lúc nhất thời băng kiếm khí lâm không, tỏa ra ánh sáng lành lạnh, như mưa sao xẹt qua trời cao. Mà ở một bên là hỏa phong bạo, cùng long tức rằng co, dần dần chiếm thượng phong, muốn đem người sau dập tắt. Toàn bộ trời cao giống như pháo hoa mỹ lệ, xem mà tất cả mọi người ngớ ra, dĩ nhiên sinh ra một loại cảm giác làm người say mê. Đáng chết a! Trong lòng Nhuận Tường bỗng nhiên cả kinh, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu còn có lá bài tẩy cường đại như thế, hắn lâm không bất động, nổi giận múa chiến kích, đánh tan những băng kiếm khí kia. Lý Vân Tiêu cũng mượn cơ hội này trì hoãn khẩu khí, sắp chết trở ra, đạp ở trên người ngạc ngư do phong hỏa biến thành, sáu cánh tay bắt đầu hiện ra ánh sáng, từng cái hiển hóa ra huyền khí, ánh mắt thì hoàn toàn lạnh lẽo, ngóng nhìn mà đi. Chuyện này, ngạc ngư kia là đồ vật gì? Sủng vật, lẽ nào hắn còn là một triệu hoán sư? Ba đầu sáu tay, này, đây là thần công gì a? Lập tức tất cả mọi người đều mờ mịt ngớ ra. Chỉ cảm thấy cuộc so tài này càng đánh càng thái quá, càng đánh càng vượt qua bọn họ tưởng tượng. Trong mắt Khương Sở Nhiên lóe lên tinh mang, tâm tình tựa hồ hơi kích động, tự đáy lòng thở dài nói. Thật mạnh, đây chính là trạng thái mạnh nhất của hắn, hai người rốt cục đều triển lộ ra toàn bộ lá bài tẩy, chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu a. Lời này vừa nói ra, lập tức té xỉu một mảnh. Đã đánh cho trời long đất lở, huyền khí vũ đài tan xương nát thịt. Đại địa hiện ra hố sâu, bầu trời vết nứt khắp nơi, này còn chỉ là vừa bắt đầu. Trận chiến ngày hôm nay, đủ để lưu danh trăm năm. Có thể ở Hồng Nguyệt Thành cùng thiên hạ hào kiệt đồng thời chứng kiến trận chiến này, nhân sinh không còn tiếc nuối. Hừm, ta hiện tại tin Khương Thành chủ nói, nếu như hôm nay người này không chết, tương lai nhất định có thể trở thành đệ nhất thiên hạ. Thiên hạ đệ nhất nhân quá mức mờ ảo, nhưng ít ra trong nhân tài mới xuất hiện. Người số một là hoàn toàn xứng đáng. Các loại nghị luận truyền đến, có tán thưởng, có ngưỡng vọng, có ước ao, có đố kỵ, có phản bác, mỗi người cảm xúc bất nhất, nhưng dù như thế nào, sau trận chiến này, tên của Lý Vân Tiêu tất nhiên sẽ danh dương thiên hạ. Giờ khắc này âm u nhất là Nguyễn Tử Mậu, còn có Thừa Hạo Miểu cùng Bắc Minh Lai Phong giấu kín trong hư không, hình tượng vô địch của bọn họ ở trong trẻ tuổi hoàn toàn biến mất, hết thảy vinh quang hội tụ ở trên người nam tử kia. Này là trạng thái mạnh nhất của ngươi sao? Trận chiến ở Tống Nguyệt Dương Thành, trên đường danh sinh tử dẫy dụa, cũng chưa từng thấy ngươi dùng thần thông như vậy, hiển nhiên là sở học gần đây, tốc độ trưởng thành của ngươi quá làm người giật mình. Sắc mặt Nhuận Tường âm trầm, không hề che giấu lòng kiêng kỵ của mình đối với Lý Vân Tiêu chút nào, nói. Hôm nay ta nhất định phải xóa bỏ ngươi, bằng không chờ ngươi trưởng thành, quá khủng bố. Lý Vân Tiêu mạnh mẽ và tốc độ tiến bộ. Ngay cả Nhuận Tường tự xưng là có khả năng phản tổ thành công nhất cũng cảm thấy áp lực lớn lao, hắn để chiến kích nằm ngang ở trên cánh tay, hai tay nhanh chóng bấm quyết, đột nhiên mở miệng ra, khẽ quát một tiếng, một luồng lực lượng sóng âm đẩy ra, toàn bộ không gian chấn động. Sóng âm quái lạ vang lên, không lọt chỗ nào khuếch tán ra, người nghe được đều kinh sợ. Không tốt, lực lượng sóng âm này làm sao chặn? Trong lòng Khương Biệt Ly cả kinh, sóng âm kia công kích có mặt khắp nơi. Không ít vũ giả nghe mà bắt đầu biến dị, từng cái dĩ nhiên có dáng vẻ bị yêu hóa, từ từ mất đi thần trí. Này! Tất cả cao tầng của Hồng Nguyệt Thành giật mình, đối với loại hiện tượng này hết đường xoay sở. Đế khí của bọn họ chống đối cũng vô cùng khó khăn,
huống hồ những vũ giả dưới vũ đế kia, cơ bản không thể đề phòng. Đột nhiên Khả Nguyệt bay lên trên không, quyền trượng trong tay hiện lên, một đạo ánh sáng dịu dịu như ẩn như hiện tản ra, du du dương dương, là một khúc an hồn, dần dần ở trong lòng mọi người vang lên, đem hết thảy dị dạng đều tiêu trừ hết. Nàng lo lắng ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn tới, sóng âm công kích là phương thức công kích vô cùng hiếm thấy cùng vướng tay chân. Long ngữ, dĩ nhiên là chân long chi ngữ, nhanh phong cấm phong ngũ giác. Âm thanh yêu long ở trong người vang lên, mang theo một tia hoảng loạn, tựa hồ đối với long ngữ kia hết sức kiêng kỵ. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được lực lượng sóng âm kia trực tiếp xuyên thấu bất diệt kim thân của mình, bắt đầu ảnh hưởng thân thể biến hóa, nhưng lực lượng tinh thần của hắn cực mạnh, không phải dễ dàng có thể ảnh hưởng. Hoàng triều trung bay lên cao cao, một cánh tay khác cầm truy tử, mãnh liệt gõ một cái. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên quát lên. Một âm một thế kỷ, cộng thêm truy tử nổ đến người nát bét. Cheng! Một tiếng chuông lanh lảnh ở trên bầu trời vang vọng, đến từ quá khứ xa xôi, nối liền tương lai vô tận, một tiếng chuông kia phảng phất xuyên qua vô số thế kỷ, năm tháng vào đúng lúc này dừng bước. Tất cả mọi người đều là tâm thần chấn động, phảng phất mình đã trải qua trăm năm, chống chiều chuông sớm, làm người tỉnh mộng. Sau đó một đạo lôi điện lại kéo mọi người từ trong trạng thái suy nghĩ trở về, trên bầu trời hiện ra một ma ha cổ văn to lớn, diễn hóa thành một mảnh lôi ngục, không ngừng tản ra. Hoàng triều trung bị đánh một thoáng, trở nên càng lúc càng lớn, như vòm trời ngập đầu, hướng về trên người Nhuận Tường đánh tới, mà trong lôi ngục cũng bắn ra ngàn vạn lôi mang, quét ngang trời cao, muốn phá hủy tất cả. Phi Long tại thiên, bố vũ hành vân. Nhuận Tường nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo lưu quang từ trên chiến kích xông ra, hắn nhân kích hợp nhất lao lên, chém chết lôi đình, đem lôi ngục màu xanh xé rách, phân chia thành hai nửa. Cả người càng là hóa thành hình thái chân long pháp thân, gào thét muốn xông ra hoàng triều trung áp chế, giữa bầu trời phong vân biến sắc, rất nhiều long đằng vây quanh, cảm giác như mưa gió sắp tới, một mảnh mây đen tối om om hội tụ đến. Hoàng triều trung ở dưới long uy to lớn, bắt đầu phát sinh tiếng rung động, tốc độ trở nên cực hoãn. Hừ, một con bò sát trong biển mà thôi, còn thật cho rằng mình là chân long. Lý Vân Tiêu lần thứ hai lấy ra mộ vân kính. Kính quang soi sáng mà xuống, một khoảng trời trong sáng, đem cả người Nhuận Tường cháo nhập trong ánh sáng. Mọi người nâng đầu nhìn tới, chỉ nhìn thấy một con dao long màu đen đang không ngừng bay lên không dãy giụa, mỗi người đều nhìn thấy mà giật mình, tâm trạng sợ hãi không ngớt. Lần này ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn nào có thể chạy thoát hay không? Lý Vân Tiêu lạnh mi nhìn tới, một tay lâm không điểm lên, chín chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hội tụ đến, ngưng tụ thành kiếm đồ. Uy thế không ngừng tăng lên, hóa ra một thanh kiếm hình to lớn. Cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cửu thiên lãng nguyệt, lại thêm phong hỏa cự luân. Chân của hắn hướng về trên lưng Ngạc Ngư dẫm một cái, trong miệng quát khẽ. Đi! Nửa ngày, Ngạc Ngư kia không chút phản ứng, nó đang ngủ gật, hai mắt trống rỗng vô thần. Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi, liên tục đá vào trên đầu Ngạc Ngư bị đau, lúc này mới hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt xông lên trên. Nó hóa thành một đạo phong hỏa khủng bố, ở dưới kiếm hình của cửu thiên lãng nguyệt xoay tròn, kiếm khí cùng hỏa phong dần dần dung hợp, một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa bắt đầu hình thành. Trong lòng Nhuận Tường hoảng hốt, mộ vân kính phong tỏa không gian, hơn nữa hoàng triều trung như thương khung chấn áp, để hắn hành động dị thường chậm, mà kiếm hình trước mắt dung hợp phong hỏa, vẻn vẹn là uy thế liền khủng bố như vậy. Nếu bị chiêu kiếm kia chém chúng, bán long thân của hắn phỏng chừng cũng triệt để xong đời. Đột nhiên một khối thạch đầu màu xanh nhạt xuất hiện ở trong một vuốt rồng của Nhuận Tường, hắn ném vào trong miệng nuốt, thân thể đen kịt đột nhiên biến thành màu xanh, dĩ nhiên thật sự có dấu hiệu hóa long. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt, cả kinh nói. Lại là long bí bảo. Âm thanh yêu long truyền đến nói. Đó là long tinh, chân long là thiên địa sơ khai hóa sinh. Nhưng mà sẽ có thời điểm tịch diệt, khi đó nó sẽ lưu lại lượng lớn long tinh, cũng là bảo vật vô giá. Nhuận Tường nuốt vào một khối long tinh cuối cùng, thân là tứ hải vương tộc, hắn cũng chỉ có bốn khối, đó là bảo bối ép đáy hòm, vì cùng thương hối đoái vuốt rồng, hắn liên tục dùng ba khối để triển khai chân long thai tức, chân áp vũ giả trong Tống Nguyệt Dương Thành, một khối cuối cùng này, nếu không phải ý thức được nguy cơ rất lớn, là căn bản sẽ không cam lòng vận dụng. Lý Vân Tiêu hết thảy đều kết thúc, thân hóa chân long, thập phương chân áp. Oanh!
một luồng khí tức kinh khủng nổ tung, dĩ nhiên trực tiếp đánh nát không gian mà Mộ Vân Kính phong tỏa, đồng thời lao ra phạm vi hoàng triều trung bao phủ, một tồn tại tương tự thượng cổ chân long bay lượn ở trong đất trời, nhằm về phía Lý Vân Tiêu. Phía dưới vô số vũ giả vào đúng lúc này đột nhiên lòng sinh sợ hãi, không nhịn được nữa hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống tảng lớn. Vũ đế cường giả cũng đồng thời vận công chống đối loại cảm giác bất an kia, Khương Sở Nhiên cùng chữ Khả Nguyệt. Chúng cửu tinh vũ đế cũng lộ ra kinh hãi cùng nghiêm nghị, Khương Sở Nhiên ngơ ngác tự nói. Thượng cổ chân long, này là thượng cổ chân long nghĩ hóa sao? Trong lòng Lý Vân Tiêu giật mình, cái cảm giác này đến từ uy thế vô thượng, khiến cho hắn không sinh nổi lòng phản kháng. Chân long uy thế, con mẹ nó quá biến thái, nhuận tường này thực sự là thiên tài trong long tộc, vạn người chưa chắc có được một A. Yêu long cũng là một mảnh sợ hãi, nhìn long ảnh ngang trời mà đến, trong âm thanh cũng mang theo run rẩy, đó là viễn cổ truyền thừa đến từ sâu trong linh hồn. Lý Vân Tiêu liều mạng vận chuyển đại diễn thần quyết, trung hòa cảm giác run rẩy đến từ linh hồn, đồng thời khống chế phong hỏa kiếm hình, bỗng nhiên chém ra. Nhuận tường đã nhảy vào trong kiếm hải, hết thảy kiếm khí đột nhiên sụp đổ, rốt cục đánh vào trên kiếm hình, đi vào trong lực lượng phong hỏa luân chuyển, phát sinh nổ vang kinh thiên. Ầm ầm ầm, chỉ nhìn thấy kiếm hình trong nháy mắt tan vỡ, lực lượng phong hỏa hoàn toàn bị đánh tan, long ảnh bất diệt mà ra, hầu như muốn thôn thiên phệ địa. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, giờ khắc này nguyên lực của hắn cũng gần như đèn cạn dầu, vội vàng vận chuyển thần dịch lực, bỗng nhiên nắm giới thần bi ở trong tay, coi là một viên gạch, ầm ầm đập xuống. Vài cánh tay khác cũng đồng thời bấm quyết triển khai pháp thuật, đại giới thần quyết thông qua 6 tay triển khai, tốc độ là gấp 3 trước đó, từng cái ma ha cổ văn đánh vào trong giới thần bi, tứ đại vực giới chồng chất lên nhau, ngưng tụ ra lực lượng thế giới, hướng về long ảnh trấn áp tới. Oanh! Rốt cục nhuận tường đánh vào trên giới thần bi, trong nháy mắt nổ ra một đạo cực quang, phảng phất như hố đen cấp tốc khuếch tán, tia sáng trắng chói mắt soi sáng ra, như thiên địa đổ nát, tất cả bất động, chỉ còn dư lại vẻ trắng xóa trong vũ trụ. Ở bên trong ánh sáng mênh mông, phảng phất có hai bóng người đối lập mà đứng. Ngươi thắng! Ngươi rất mạnh! Hai âm thanh trước sau vang lên, liền trong khoảnh khắc kết thúc một hồi đối thoại, bóng người cũng ở trong tia sáng trắng dần dần tán đi. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời còn đang không ngừng nổ vang, đã hoàn toàn thay đổi, ánh sáng ban ngày chậm rãi tán đi, như thiên địa sơ khai, thế giới bắt đầu thành hình, loại lực lượng vĩ đại kia tùy ý hạ xuống, để mỗi người đều chấn động. Này là cảm giác thập phương cảnh sao? Trong lòng Khương Sở Nhiên kinh ngạc không ngớt, sinh ra một vẻ say mê, nhưng trong mắt lóe ra một tia mê hoặc, tự lẩm bẩm. Tại sao cái cảm giác này như có hai đạo? Trên người thượng cổ chân long có chứa khí tức thập phương cảnh có thể lý giải, nhưng cảm giác một đạo khác là chuyện gì xảy ra? Trên mặt hắn tràn đầy nghiêm nghị, tựa hồ là một loại tôn kính đối với những tồn tại đã từng là chí cao vô thượng kia. Phốc! Trên trời cao, Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm tiên huyết, pháp tướng kim thân trong nháy mắt tan vỡ, phía trên bắn ra từng đạo huyết chú, cả người từ trên bầu trời rơi rụng. Vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Ai thắng? Lý Vân Tiêu rốt cục thất bại sao? Chân long kia đâu? Hải tộc chiến sĩ đi đâu rồi? Từng cái nghi vấn ở trong đầu mỗi người vang lên, bọn họ đều là đồng thời ảo não, trách mình tu vi quá thấp, trận chiến kinh thiên như vậy dĩ nhiên không thể thấy rõ, ngày sau thời điểm cùng người nói khoác chỉ có thể vô căn cứ. Một bóng người bay lên trời, trực tiếp ôm lấy Lý Vân Tiêu, thân thể lạnh lùng có vẻ cao ngạo. Chính là Khả Nguyệt, nàng mặt không hề cảm xúc. Lý Vân Tiêu vừa đến tay, lập tức dùng thần thức tra xét một phen, phát hiện không nguy hiểm đến tình mạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ trên bầu trời từ từ hạ xuống. Hải tộc chiến sĩ đâu? Lẽ nào biến thành cho bụi? Mọi người không nhịn được hỏi, hơn nữa trong giọng nói từ động vật biển đã biến thành hải tộc chiến sĩ, nhuận tường trong trận chiến này biểu hiện ra thực lực đã đem bọn họ khuất phục, vì lẽ đó ở trong giọng nói biểu hiện ra đầy đủ tôn kính. Khương Biệt Ly nhìn chăm chú Lý Vân Tiêu một lúc, lộ ra vẻ cau mày, đôi môi khẽ mở, là truyền âm nhập mật, cùng Hồng Nguyệt Thành thành chủ thương nghị, cuối cùng tựa hồ có định luận, lúc này mới chậm rãi gật đầu, mở miệng nói. Trận chiến này đầy đủ khốc liệt, hải tộc nhuận tường người bị thương nặng, triển khai pháp bảo cứu mạng độn không mà đi, Lý Vân Tiêu đồng dạng người bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh, hai người thực lực tương đương, thắng bại khó phán, như vậy tính hòa. Dầm.
tuyên bố lập tức gây ra ổ lên, nguyên lai hải tộc chiến sĩ chạy thoát, cũng không phải là biến thành cho bụi. Có người cao giọng nói. Nếu hòa nhau, cái luận võ chọn rể này ai được tuyển? Khương Biệt Ly nói. Nhuận Tường đào tẩu, Lý Vân Tiêu lưu lại, tự nhiên là Lý Vân Tiêu có tư cách. Nhưng giờ khắc này hắn hôn mê bất tỉnh, chờ sau khi tỉnh lại, nếu có người khiêu chiến có thể thử một lần. Mọi người thoáng cái câm miệng, ai dám đi khiêu chiến? Đừng nói bọn họ, giờ khắc này ở trên bầu trời, sắc mặt của Thừa Hạo Miểu cùng Bắc Minh Lai Phong cũng trắng bệch, ói ra không biết bao nhiêu huyết, nhưng vẫn như cũ còn ở đó khổ sở chống đỡ, chờ tất cả kết thúc mới rời đi. Lý Vân Tiêu cùng Nhuận Tường ở trên không trung chiến một trận, mặc dù cách bọn họ cũng rất xa, nhưng lực lượng xung kích lan đến gần nhất là chỗ bọn họ ẩn núp, dưới muôn người chú ý lại không thể hiện thân chạy trốn, chỉ có thể mạnh mẽ chống đối, kết quả hai người cũng trọng thương, nuốt vào lượng lớn đan dược, vẫn như cũ tràn ngập nguy cơ. Này không ổn đâu, tên lão giả tìm cớ lúc trước sắc mặt nghiêm túc nói. Nhuận Tường còn có dư lực đào tẩu, nhưng Lý Vân Tiêu hôn mê bất tỉnh, hẳn là Nhuận Tường thắng lợi mới đúng. Mặc dù đối phương là khác loại, nhưng chúng ta thân là bình ủy khách quý, nhất định phải lo liệu công chính, bằng không dùng cái gì phục thiên hạ. Hắn lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới quý khách còn lại đồng thời gật đầu tán thành, dị tộc bị đánh chạy, lập tức đã biến thành thời khắc nội đấu, ai cũng không muốn một thiếu niên cường đại như thế gia nhập Hồng Nguyệt Thành, tiềm lực tương lai của hắn thực sự là quá khủng bố. Hiện tại hầu như sẽ không có người hoài nghi lúc trước Khương Sở Nhiên nói, lại qua khoảng 10 năm, thiên hạ đệ nhất nhân không phải người này không còn ai khác. Nguyễn Hồng Ngọc cười lạnh nói. Nhuận Tường ở trước khi đào tẩu cũng đã hôn mê, chỉ bất quá là dựa vào pháp bảo tự mình vận chuyển độn không, lấy thực lực của chư vị, không đến nỗi không nhìn ra chứ. Muốn nói hôn mê, Lý Vân Tiêu tựa hồ so với hắn hôn mê muộn hơn. Chuyện này, khặc, khặc, ta đương nhiên nhìn ra. Nhưng Nhuận Tường đã bỏ chạy, ai hôn mê trước tiên dựa vào con mắt thực sự khó có thể kết luận, vậy thì lấy thế hòa đi. Luận võ chọn rể đã bị trễ nải không ít thời gian, ta xem không bằng ngày mai lại tiếp tục tỉ thí, chọn ra người xuất sắc, dù sao thời gian của ai đều quý giá, cũng không thể không ngừng nghỉ đánh a. Hắn nói lập tức được hết thảy khách quý bình ủy tán thành, ai cũng biết lấy thương thế hiện nay của Lý Vân Tiêu xem, ngày mai là không thể khôi phục, chỉ cần ngày mai tiếp tục tỉ thí. Như vậy Lý Vân Tiêu bị đào thải liền thành chắc chắn. Hành Thanh Vân, hiện tại kinh mạch hắn đã tận phế, đan điền tổn hại, ngay cả thiên phú võ đạo cũng trực tiếp chịu đến xung kích, sợ là không có 10 năm 20 năm, là rất khó khôi phục. Các ngươi để hắn ngày mai làm sao tái chiến? Thanh âm lạnh như băng của Khả Nguyệt vang lên, trong đôi mắt hầu như phun ra lửa. Cái gì, đan điền tổn hại? Vũ đạo thiên phú chịu đến xung kích? Những khách quý kia từng cái khiếp sợ, nếu thật sự là như thế, vậy thì là một đời nhân vật tuyệt thế triệt để phế bỏ. Tất cả mọi người lộ ra vẻ ngờ vực, một tên lão giả trong đó nói. Nguyệt Thiên Tử sẽ không nhìn lầm chứ, ở đây không ít cường giả đều người mang bí pháp, nói không chắc có thể tìm tới phương pháp chữa trị, không bằng để mọi người chúng ta nhìn. Tất cả mọi người đồng thời tán thành, yêu cầu kiểm tra. Mục đích đương nhiên là muốn xác nhận là có như Khả Nguyệt nói hay không, còn cứu trị, hừ, đùa gì thế, ước gì loại nhân vật thiên tài này sớm phế bỏ một chút mới tốt. Trong lòng Khương Sở Nhiên rung động, không biết chữ Khả Nguyệt nói thật hay giả, nếu như là thật, vậy thì thực sự quá đáng tiếc. Chữ Khả Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói. Muốn xem các ngươi tự mình xem đi. Nàng không chút nào tiếc rẻ đem thân thể Lý Vân Tiêu đặt ở trên đài, tùy ý mọi người điều tra. Thân thể Lý Vân Tiêu nàng đã kiểm tra, đan điền xác thực là thiếu hụt một nửa, lúc đó cũng làm cho nàng sợ hết hồn, cả người như bị dội nước lã, cho rằng Lý Vân Tiêu triệt để xong đời, sau đó mới phát hiện một nửa khác dĩ nhiên là bị một luồng sức mạnh màu đen tập kích nuốt chửng, lúc này mới dẫn đến nhìn như chỉ có một nửa đan điền. Mà cỗ sức mạnh màu đen kia ở dưới thần thức của nàng, đã xác nhận là ma khí không thể nghi ngờ. Điều này cũng làm cho nàng rất khiếp sợ, thần thức của nàng tìm tòi trong đó. Lập tức bị ma khí ăn mòn nuốt chửng, đủ thấy nó cường hãn. Tiểu tử này vẫn còn có mấy tấm lá bài tẩy không dùng, trời ạ, hắn đến cùng là một quái vật như thế nào? Khả Nguyệt tự nhiên biết Lý Vân Tiêu còn có Nguyệt Đồng cùng kiếm quyết, đó là tuyệt kỹ vạn vạn không dám ở Hồng Nguyệt Thành vận dụng, giờ khắc này phát hiện trong cơ thể hắn còn ẩn giấu ma khí thâm hậu như thế, càng cảm thấy một trận hoảng sợ. Xem xong chưa, đều cút ngay.
Ở đông đảo khách quý từng cái tra xét, Khả Nguyệt đúng thời cơ tản ra thần thức, đánh văng tất cả mọi người ra, lạnh lùng nói. Còn không thấy đủ sao? Tất cả mọi người hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ cũng phát hiện Lý Vân Tiêu chỉ còn dư lại một nửa đan điền, nhưng chưa kịp thâm tra nguyên nhân, liền bị chữ Khả Nguyệt đánh gãy. Bất quá dù như thế nào, chỉ còn một nửa đan điền là tuyệt đối phiền phức, cho dù trị liệu, thiên phú võ đạo cũng hủy diệt sạch không thể nghi ngờ. Lấy lúc trước Lý Vân Tiêu triển lộ thực lực, nhiều lắm miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến lục tinh vũ đế mà thôi, thậm chí còn không bằng. Để Hồng Nguyệt Thành nhiều một tên lục tinh vũ đế, có thể nói là không đến nơi đến chốn, có cũng được mà không có cũng được. Trái tim mọi người rốt cục để xuống, nhưng trong mắt toàn bộ lướt qua một tia đáng tiếc, dù sao cũng là thiên tài như sao chổi đảo qua trời cao, mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái, liền như vậy chết đi, này cũng là tổn thất lớn lao của nhân tộc. Nhìn vẻ mặt ung dung của mọi người, sắc mặt Khương Sở Nhiên đột nhiên trắng bệch, hắn cũng đã biết đáp án, lập tức bị dại ra. Ai, thực sự là thiên đố anh tài a, quả nhiên chỉ còn nửa bên đan điền. Phải a, thiếu niên tuyệt thế như vậy, nếu như trưởng thành, này là tuyệt thế vũ đế trong nhân tộc a. Bất kể như thế nào, hắn đều vì nhân tộc ta làm vẻ vang, là anh hùng đáng giá mọi người kiêu ngạo, ta kiến nghị lần luận võ chọn rể này lấy hắn thắng lợi, người còn lại không thể khiêu chiến nữa. Tán thành, tuyệt đối tán thành, ha ha, chúc mừng Khương thành chủ, chiêu được một con rể tuyệt thế như vậy. Đám khách quý đều là khuôn mặt tươi cười như hoa, từng cái chúc mừng. Chư vị đổi mặt sao so với uống nước còn dễ dàng. Mới vừa rồi còn nói trận này thắng thua khó định, ngày mai tái chiến, ta xem vẫn là lấy lời chư vị nói lúc trước làm đi, ngày mai tái chiến. Nguyễn Hồng Ngọc cũng biết đan điền của Lý Vân Tiêu bị phá hủy, làm sao sẽ chịu để con gái gả cho hắn, lúc này phản đối. Này! Những khách quý kia mặt lộ vẻ do dự, liếc nhìn nhau, mới mỉm cười nói. Cũng được, dù sao cũng là việc kết hôn của Hồng Nguyệt Thành, đương nhiên phải tôn trọng Khương phu nhân quyết định, chúng ta chỉ là người ngoài, dám thì công bằng công chính là được. Hừ! Nguyễn Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng, sắc mặt băng hàn. Hôm nay hết thảy tuyệt thế thiếu niên đã tham chiến, mặc dù ngày mai lại so, có thể đánh ra kẻ tốt lành gì, lần này nàng cũng chỉ là kế hoãn binh, chờ đợi đêm nay lại nghĩ đối sách, nói chung như băng quyết không thể nào gả cho Lâu La dưới vũ đế. Khương Biệt Ly cao giọng nói. Cuộc chiến hôm nay đến đây kết thúc, ngày mai tiếp tục, tất cả giải tán đi. Mọi người nói chuyện, võ giả phía dưới cũng nghe được thanh thanh sở sở, bọn họ trong lúc đó bản tính không ít người cũng rõ ràng trong lòng. Lập tức mỗi người một ý tản ra. Ha ha, chúng ta cũng cáo từ. Hôm nay vô cùng đặc sắc, chờ mong ngày mai sẽ có càng nhiều người trẻ tuổi ưu tú hơn nhảy ra, ha ha. Những khách quý kia cũng từng cái mặt mày hớn hở ôm quyền cáo từ. Toàn bộ quảng trường lập tức trở nên lất pha lất phất. Tâm tư Nguyễn Tử Mẫu nguyên bản chán trường, sau khi biết Lý Vân Tiêu đan điền phế bỏ, lại lập tức lên tinh thần, xem ra sự tình còn có chuyển cơ. Không chỉ có chuyển cơ, hơn nữa cơ hội rất lớn. Trong lòng hắn đột nhiên giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Khả Nguyệt lạnh lùng theo dõi hắn, sợ hết hồn, vội vàng nói. Khả Nguyệt A-di, có chuyện gì sao? Khả Nguyệt hừ một tiếng nói. Khối thiết phiến kia đâu? Ngươi cùng Lý Vân Tiêu làm chuyện gì, đừng cho là ta không biết. Trong lòng Nguyễn Tử Mậu ngẩn ra, giờ khắc này Lý Vân Tiêu đã phế bỏ. Căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp với hắn, khối thiết phiến kia khẳng định là thứ không tầm thường, ngay cả Lý Vân Tiêu có nhiều huyền khí cấp 9 cũng coi trọng như vậy, sợ là tồn tại đỉnh cấp nào đó, hắn lập tức liền muốn đổi ý nói. Ta cho Lý Vân Tiêu nếu như hắn giết Lý Giật, không tham gia vũ đài tái, hắn một cái đều không có làm được, thất ước trước, ta không cách nào thực hiện lời hứa. Khả Nguyệt sắc mặt phát lạnh, lạnh như băng nói. Ta không muốn hỏi lại lần thứ hai. Ngươi trả lời ta có cho hay không? Bỗng nhiên Nguyễn Tử Mậu cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, nội tâm một trận run rẩy, nhưng hắn liệu định chữ Khả Nguyệt không thể làm sao hắn, cắn răng run cầm cập nói. Thiết phiến kia đã không ở trên người ta, ở chỗ phụ thân đại nhân. Tiếng nói vừa ra, quanh thân hàn khí tận tán. Khả Nguyệt thu hồi khí thế của mình, lạnh lùng nói. Ta sẽ đi hỏi Nguyễn Nguyên Tư, nếu như biết ngươi dám gạt ta. Lấy quy định của Hồng Nguyệt Thành, lừa dối trưởng bối là kết cục gì ngươi liền chờ xem. Nàng quay người lại, ôm lấy Lý Vân Tiêu liền lâm không mà đi,
một bước bước ra, lập tức biến mất ở không trung. Sắc mặt Nguyễn Tử Mậu thay đổi mấy lần, thầm kêu không được, thiết phiến kia còn ở trên người hắn, xem ra nhất định phải mau mau đưa cho phụ thân, bằng không đắc tội vị đại nhân kia, dù là phụ thân đại nhân cũng che không nổi hắn. Sư phụ chờ ta a. Khương Như Băng hô vài tiếng, muốn theo sau, nhưng cuối cùng không thể đuổi tới, trơ mắt nhìn chữ Khả Nguyệt biến mất ở trước mắt. Nạp Lan Chỉ Tuyền tiến lên phía trước nói. Khả Nguyệt đại nhân tất nhiên là đi trị liệu cho Lý Vân Tiêu, Như Băng muội tử ngươi cũng đừng đi theo, bằng không chỉ sẽ thêm phiền phức. Khương Như Băng lo lắng nói. Không biết thương thế của Vân Tiêu đại ca có thể khôi phục hay không, đều tại ta, nếu như căn cơ vũ đạo của hắn bị phế bỏ, vậy ta. Nàng lập tức lâm vào trong tự trách, âm thanh có chút nghẹn ngào, không nhịn được dùng một tay che miệng. Hừ, đan điền chỉ có thể còn lại nửa bên, cho dù chữa khỏi, thiên phú cũng hủy diệt sạch, trung thân chỉ có thể dừng lại ở trình độ lục tinh vũ tôn. Nguyễn Hồng Ngọc không chút nào thương hại hừ lạnh, ngưng mắt nhìn Khương Như Băng nói. Như Băng ngươi theo ta trở lại, khoảng thời gian này không được tái xuất phủ thành chủ, ngươi đừng thêm phiền cho mọi người. Khương Như Băng vừa nghe, từng viên nước mắt nhất thời đổ rào rào rớt xuống, rốt cục ô khóc ra thành tiếng, khóc không ra tiếng. Ô ô ô, đều do ta, đều là ta hại Vân Tiêu đại ca, ô ô ô. Nàng lâm vào trong tự trách, nếu không phải nàng mạnh mẽ muốn Lý Vân Tiêu xuất thủ, giờ khắc này căn bản sẽ không có tình huống như thế phát sinh, như vậy Lý Vân Tiêu có thể an tâm tu luyện võ đạo, cho đến trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Mỗi người có thiên mệnh, Như Băng ngươi cũng không cần quá tự trách. Có thể là thiên phú của hắn quá cường, ông trời cũng nhìn không được, lúc này mới mượn tay nhuận tường phá hủy. Khương Sở Nhiên bùi ngùi thở dài, an ủi Khương Như Băng nói. Thiên đạo phiêu miểu không lường được, đây là kiếp nạn của hắn, cùng ngươi không quan hệ. Đúng, mỗi người đều có thiên mệnh, ta tin tưởng Lý Vân Tiêu nhất định có thể sống qua kiếp này. Sắc mặt của La Thanh Vân cũng cực kỳ khó coi, sau khi nói ra câu nói này liền xoay người rời đi. Nạp Lan Chỉ Tuyền ngẩn ngơ, cũng vội đi theo. Căn cơ vũ đạo của Lý Vân Tiêu đã hủy, thiên phú không còn tồn tại nữa, cao tầng Hồng Nguyệt Thành đối với người này cũng mất đi hứng thú, chỉ bất quá là thở dài một tiếng, liền đồng thời rời đi, Khương Như Băng cũng bị mang về phủ thành chủ, toàn bộ quảng trường lập tức trống vắng. Phốc, phốc, lúc này trong trời cao mới phun ra hai ngụm tiên huyết, chính là Thừa Hạo Miểu cùng Bắc Minh Lai Phong, hai người vẫn ẩn nấp ở giữa trời cao. Mãi đến tận đoàn người đi hết, lúc này mới hiện thân ra, sắc mặt đều trắng bệch, cả người run cầm cập. Thừa Miểu huynh, ta luôn cảm giác hành tích của chúng ta tựa hồ có người nhận ra được. Hừm, đương nhiên không gạt được những người Hồng Nguyệt Thành thành chủ kia, chỉ cần mọi người không thấy là tốt rồi. Chuyện này, vẫn là làm hình tượng của chúng ta tổn thất lớn a. Thiết, tính mạng trọng yếu hay là hình tượng trọng yếu? Lý Vân Tiêu vũ đạo căn cơ bị phế. Chúng ta vẫn là kiệt xuất nhất, tương lai lãnh tụ thiên hạ, ai dám nói chúng ta hình tượng không tốt. Hừm, này cũng phải. Ngẫm lại Lý Vân Tiêu kia thực sự là quá khủng bố a, hải tộc Nhuận Tường kia cũng như vậy, may là Lý Vân Tiêu bị phế bỏ, chỉ không biết Nhuận Tường làm sao. Ta nghĩ phỏng chừng cũng gần như đi, cho dù không phế, vậy cũng là việc của ngoại tộc, không tới phiên chúng ta bận tâm. Hai người nói xong. Liền đồng thời hóa thành một ánh hào quang hướng về Hồng Nguyệt Thành rơi xuống, tìm địa phương chữa thương. Sau khi hai người rời đi không lâu, giữa bầu trời đột nhiên hơi vặn vẹo, từ đó đi ra một bóng người, mỗi một bước của hắn như dẫm ở trên mặt nước, đẩy ra sóng gợn, tầng tầng hoàng hôn không hề có một tiếng động mở ra, phảng phất chính là vì nghênh tiếp hắn đến. Nam tử tóc đã hoa râm, khuôn mặt có vẻ hơi cứng ngắc lành lạnh, như một khối đá cẩm thạch màu trắng, hắn hơi ngẩng cằm, nhắm hai mắt. Ở trên không trung hít một hơi, như ở trong trăm khóm hoa thưởng thức hương hoa. Quả nhiên là mùi vị của thập phương cảnh, chân long khí cùng thần dịch lực, chỉ là quá ít, quá ít. Nam tử chính là người từ trong địa lao đi ra, bị Lý Vân Tiêu xưng là Mộ Dung Trúc kia, hắn cảm khái một thoáng, cả người liền dần dần biến mất ở giữa trời chiều, đại địa bắt đầu đi vào đêm tối. Nhưng một đêm này, trong Hồng Nguyệt Thành là tuyệt đại đa số người không thể ngủ yên. Hầu như hết thảy tử lâu đều là đèn đuốc sáng choang, toàn bộ đang bàn luận cuộc chiến hôm nay, từng cái nước miếng văng tung tóe, thật giống như tham chiến chính là bản thân bọn họ vậy, ngay cả Lý Vân Tiêu cùng Nhuận Tường lúc đó tâm lý hoạt động cũng miêu tả rõ rõ ràng ràng, say sưa ngon lành, trắng đêm không nghỉ,
chuyện làm ăn làm đến hừng đông. Ngày thứ hai, những vũ giả nói chuyện một đêm, uống sạch hầu như hết thảy rượu của các tửu quán, lần thứ hai hứng thú hừng hực đi tới quảng trường trung ương, nhưng nhận được tin tức, nói Khương Nhị tiểu thư ở trong trận chiến đêm qua bị kinh sợ, bị bệnh không nhẹ, cường giả Hồng Nguyệt Thành mang theo nàng đi tìm y, vì không thất tín với người trong thiên hạ, vì vậy để một vị Khương gia nữ tử khác thay vào đó, làm đối tượng luận võ chọn rể lần này, đồ cưới không chỉ không ít, còn nhiều hơn một chút bảo vật. Bất quá Đông Hải Nguyệt Minh Châu cùng Long Bí Bảo trong đó lại bị thay ra. Tất cả mọi người cảm thấy một trận quái lạ, ngày hôm qua còn hảo hảo, làm sao một đêm xuống liền bệnh không nhẹ, hơn nữa Hồng Nguyệt Thành chính là một trong bảy đại thế lực của thiên hạ, ngay cả nơi này cũng không chữa được, còn có thể đi nơi nào xem. Nhưng quái lạ quy quái lạ, cũng không ai dám đi ra oán giận, huống hồ cũng có một vị nữ tử khác sắc đẹp cách biệt không lớn thế thân, đồ cưới không giảm lại tăng, mọi người cũng không có gì để nói. Còn vị Khương gia nữ tử thế thân kia, tự nhiên là từ trong chi thứ tùy tiện tìm một cái là được. Chỉ bất quá tỉ thí hôm nay, Khương Sở Nhiên cùng Nguyễn Hồng Ngọc không còn hiện thân, mà là phái một vị trưởng lão ra chủ trì, những khách quý mời đến kia là một cái cũng không vắng mặt, bọn họ đối với Hồng Nguyệt Thành lâm thời thay đổi người, tuy rằng cũng đoán được nội tình, nhưng đối với thế lực khắp nơi lại không quan hệ, cũng lười lắm miệng. Bọn họ quan tâm là tình huống thương thế của Lý Vân Tiêu. Chỉ là sau khi Lý Vân Tiêu bị chữ Khả Nguyệt mang đi liền trực tiếp tiến vào đào Hoa Am, chỗ kia là vùng cấm của nàng, dù là cao tầng của Hồng Nguyệt Thành cũng không dám tự ý bước vào, vì lẽ đó không có tin tức gì truyền ra. Nhưng xem thái độ hiện tại của Khương gia, cùng với ngày hôm qua bọn họ tự mình kiểm tra, Lý Vân Tiêu là tất phế không thể nghi ngờ, ngược lại cũng không cần quan tâm quá nhiều, từng cái khoan thai thưởng thức trà xem so tài. Sư phụ, Vân Tiêu đại ca đến cùng thế nào? Mau nói cho ta biết có được hay không. Bên trong đào Hoa Am, Khương Như Băng gấp đến độ như con kiến trên chảo nóng, khó có thể tĩnh tâm. Vị trí của nàng là dưới đáy khắc nước của đào Hoa Am, bị một cái bọt khí to lớn bao quanh, mặc nàng giãy giụa như thế nào cũng không phá ra được. Nàng không biết chính là, ở bên trong bọt khí này, âm thanh của nàng cũng không cách nào truyền đạt ra, dù kêu gào như thế nào cũng phí công. Ở trên nước sông, một chiếc cầu nhỏ ngang qua. Liên tiếp Nam Bắc Đình Lâu, theo hành lang uốn khúc kéo dài về phía trước, vượt qua một hoa viên lá sen liên liên, đó là một gian mật thất tu luyện to lớn. Bình thường mật thất nhiều là xây ở dưới nền đất, hoặc là chỗ bí ẩn, mà mật thất nơi đây như lâu vũ tọa lạc ở phần cuối kiến trúc, cho thấy chủ nhân tự tin không gì sánh được, tuyệt không có bất kỳ người nào dám tự ý quấy rầy. Một người dám duy nhất, đã bị nàng nhốt đến đáy sông. Trong mật thất khác đầy các loại trận pháp cùng phù hiệu phức tạp. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu đang nằm ở trung ương, một cái trận pháp đem lực lượng nguyên đan bốn phía hấp thu, rót vào trong cơ thể. Khả Nguyệt ngồi ở một bên, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lại thời khắc giám sát thân thể Lý Vân Tiêu biến hóa, nội tâm lo lắng một khắc cũng không có đình chỉ qua. Thân thể Lý Vân Tiêu khôi phục vượt xa nàng dự tính, đối với hấp thu nguyên đan cũng kinh người nhiều lắm, từ lâu vượt qua một tên lục tinh vũ tôn nên có. Nhưng cân nhắc đến sức chiến đấu chân thực của hắn. Lúc trước chữ Khả Nguyệt vẫn không để ý lắm, cảm thấy hấp thu nhiều một ít cũng bình thường, nhưng một ít này dĩ nhiên nhiều gấp 10 lần lục tinh vũ tôn phổ thông. Hơn nữa còn cuồn cuộn không ngừng hấp thu, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán chữ Khả Nguyệt chảy xuống, nàng cảm thấy có nên đi tìm một tên thuật luyện sư cấp 9 tới xem một chút hay không, nhưng nếu như vậy, việc đan điền của Lý Vân Tiêu không bị tổn hại liền không gạt được, chí ít Khương Sở Nhiên là không gạt được. Lẽ nào thật sự là đan điền xảy ra vấn đề, không cách nào tụ khí? Nghĩ đến điểm này, chữ Khả Nguyệt sợ hết hồn, vội vàng tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện cũng không phải chuyện như vậy. Trong đan điền khí tức no đủ, những nguyên lực hấp thu đi vào kia tựa hồ toàn bộ bị thân thể tiêu hóa hết, pháp tướng ba đầu sáu tay đến cùng là thần thông nào, thật quá mức kinh người, hơn nữa phòng ngự cũng cực kỳ biến thái, ở dưới loại lực lượng chân long kia còn có thể sống sót, thực sự là may mắn. Tuy rằng Nhuận Tường nghĩ hóa ra trạng thái chân long vô cùng có hạn, nhưng dù sao ẩn chứa lực lượng thập phương thần cảnh ở bên trong, dù là vũ đế trung kỳ cũng phải ngã xuống, căn bản không phải vũ tôn có thể chặn. Hả, đình chỉ. Ngay khi thân thể Lý Vân Tiêu hấp thu khoảng 80 lần nguyên lực của lục tinh vũ tôn phổ thông, rốt cục cũng ngừng lại. Khả Nguyệt vội vàng đem thần thức dò vào trong cơ thể, trước tiên là kiểm tra đan điền, dù sao nơi đó mới là trọng yếu nhất. Chuyện này. Chuyện gì xảy ra?
Nàng bỗng nhiên cả kinh, phát hiện đan điền của Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, bị một đoàn ma khí màu đen triệt để thay thế. Đột nhiên một luồng ma khí từ trên người hắn tản mát ra, trên thân thể đã chữa trị hoàn chỉnh bắt đầu hiện ra các loại hoa văn màu đen, đan xen chằng chịt, tựa hồ tuần hoàn một loại quy luật nào đó, dần dần che kín toàn thân. Thời điểm Khả Nguyệt thất kinh, không biết như thế nào cho phải, Lý Vân Tiêu bỗng nhiên mở hai mắt ra, con mắt dĩ nhiên là màu tím yêu dị. Lý Vân Tiêu nằm trên đất đột nhiên nghiêng người, lập tức xuất thủ chém ra một luồng ánh đao, hướng về trên người Khả Nguyệt bổ tới, mình thì trong nháy mắt lui về phía sau một khoảng cách, toàn thân đề phòng cùng cảnh giác. Đạo ánh đao kia ở trước mặt Khả Nguyệt tự nhiên là trò trẻ con, nàng đưa tay chộp một cái liền tan rã, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc nói. Ngươi là ai? Bộ dáng này của Lý Vân Tiêu, dù là ai vừa nhìn cũng biết là bị đồ vật khác chiếm cứ thân thể. Ha, ha ha. Lý Vân Tiêu đột nhiên cười lớn, một mặt hưng phấn kích động nói. Rốt cục, ta rốt cục có thể hoàn toàn khống chế bộ thân thể này rồi. Không chỉ có sức mạnh của thân thể, ngay cả những huyền khí trong thân thể cũng quy ta khống chế. Ha, ha ha, ha ha ha, quá tốt rồi. Hắn khó có thể ức chế kích động, sắc mặt trướng có chút đỏ chót, tự lẩm bẩm. Có thân thể cường đại này, còn có những huyền khí biến thái kia, ta thậm chí có tư bản cùng đám huynh đệ kia tranh cao thấp một hồi. Ha ha, quá tuyệt, hấp thu thân thể đám huynh đệ kia, ta là ma chủ thời đại này. Ma chủ, ngươi xác định ngươi ngưu như thế. Khả Nguyệt một mặt châm chọc, lạnh lùng ngưng mắt nhìn. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị nói. Nữ nhân, ta nhìn ngươi thực lực không tệ, làm người hầu của ta đi, ta sẽ ban tặng ngươi vô thượng vinh quang. Đùng. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên cảm thấy một luồng cự lực chấn động đến, trực tiếp phiến ở trên mặt hắn, lập tức bay ra ngoài, đánh vào trên tường mật thất, đau đến oa oa kêu to. Mật thất này không biết là do vật liệu gì chế thành, dĩ nhiên một điểm vết tích cũng không có. Đáng chết, đồ vật không biết điều, bản tọa. Đùng. Lại là một thoáng đánh bay, mặc thân thể hắn cường hãn, cũng bị chấn đến mức thất điên bát đảo. Đả kích trên thân thể vẫn tính được, then chốt là thân là ma chủ chí cao vô thượng, lại liên tục bị nữ nhân này phiến bạt tai, loại tâm hồn đả kích kia là không cách nào truyền lời, cả người đều không bình tĩnh. Tiên sư nó, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lý Vân Tiêu giữ tợn gào thét, trực tiếp phóng lên trời, lập tức hóa ra ma chi pháp tướng, ba đầu sáu tay lấy ra sáu cái huyền khí, uy thế còn trên kim thân pháp tướng của Lý Vân Tiêu. Chữ Khả Nguyệt lạnh lùng nhìn, không nói một lời, chỉ là giơ tay lên, một bàn tay to lớn ở trên không trung ngưng tụ thành, bỗng nhiên đập xuống. Xâm La vạn tượng, ma. Trạng thái ma chi pháp tướng toàn mở, nhưng vẫn như cũ không ngăn được một bàn tay, lần thứ hai bị đánh bay, rơi vào trên tường. Chỉ bất quá lần này đúng là đem vách tường ấn ra một vết sâu. Con mẹ ngươi, đừng đánh nữa. Đùng. Hoa hoa xúc sinh. Đùng. 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 Mấy canh giờ sau, trên vách tường toàn bộ mật thất tất cả đều là một ít loang loang lổ lổ, bất quá tựa hồ có loại sức mạnh kỳ dị, đang không ngừng chữa trị vách tường này. Mặt Lý Vân Tiêu đã bị đánh thành đông qua, sao bí đao trong đôi mắt tất cả đều là tơ máu đỏ chót, oán độc vô tận. Bị một phụ nữ phiến thành bộ dáng này, khuất nhục đời này là cọ rửa không xong. Khả Nguyệt tựa hồ cảm thấy mệt mỏi, dừng tay lại lên tiếng. Được rồi, nói đi, người rốt cuộc là thứ gì, trạng thái này của Lý Vân Tiêu lại là chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu đã bị đập hôn đầu điên não, đứng cũng không vững. Hả? Lòng mang bất mãn không chịu nói. Sắc mặt Khả Nguyệt phát lạnh, nhấc tay lại muốn vỗ. Đừng, đừng đánh nữa, ta nói, ta nói. Lý Vân Tiêu dùng thanh âm khàn khàn nói, triệt để khuất phục, hai mắt đỏ chót, có vẻ cực kỳ oan ức. Chuyện này quả thật còn khó chịu hơn là giết hắn, nhất thời đem tình huống của mình rõ ràng mười mươi nói ra. Khả Nguyệt nghe mà trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Mai Cốt Chi Địa dĩ nhiên xảy ra đại sự như vậy. Mà Lý Vân Tiêu lại có gặp gỡ cùng cố sự như vậy. Nàng trầm tư một lúc mới nói. Vậy như thế nào mới có thể triệt để luyện hóa ngươi? Lý Vân Tiêu chấn động trong lòng, giận không kiềm được nói. Ngươi cái vấn đề này thật quá đáng, ngươi có gan liền giết ta, cho dù đập chết ta cũng sẽ không nói. Khả Nguyệt biết hỏi lại không ra đồ vật gì, trong tay nàng lóe lên ánh sáng,
quyền trượng nổi lên, chanh một tiếng đặt trên đất, sau đó một tay bấm quyết, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Ôn một chiếc năm tháng hoa mai, là ai chờ mong, là ai đang vì ai chờ đợi. Theo tiếng thơ ngâm vang lên, một đạo nhu quang tung xuống, một luồng tình cảm nhàn nhạt ở trong mật thất trôi chảy, loại cảm giác đó tựa hồ hữu hình, có màu sắc, có ấm áp, như dòng suối chảy nhỏ giọt, ở trong thời không lưu chuyển. Lý Vân Tiêu lập tức dại ra, một luồng ấm áp đến từ trong linh hồn tuôn ra, thoải mái cùng kỳ ảo không nói ra lời, lập tức rơi vào loại vong ngã chi cảnh, tùy ý cảm giác ở trên người trôi chảy. Đột nhiên thân thể của hắn trở nên sáng ngời, một ánh hào quang từ trong thân thể bắn ra, như ngân hà thấu triệt, chiếu lên mật thất sáng trưng. Hai con mắt Khả Nguyệt bỗng nhiên mở, giật mình nói. Đây là, Minh Nguyệt thần thể, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu bí mật. Theo ánh sáng Minh Nguyệt nổi lên, từng cái tiểu cầu phát sáng bắt đầu từ trong cơ thể nổi lên, ở bốn phía thân thể hình thành một vòng, cùng tia sáng kia lẫn nhau chiếu rọi, hình thành cộng hưởng. Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Chữ Khả Nguyệt hơi sững sờ, lập tức nhận ra những hạt châu nhỏ này, tổng cộng 19 viên, ở dưới ánh sáng thần thể chiếu rọi từ từ rực rỡ, bắt đầu diễn hóa ra một vài bức cảnh tượng kỳ dị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lấy cửu tinh vũ đế như nàng, cũng không nhịn được bị chấn kinh rồi, trước mắt diễn biến cảnh tượng càng là một bộ tinh dạ hải đồ, ở dưới mạn thiên tinh thần, nước biển ôm lấy ánh sao, quang cùng thủy lẫn nhau giao hòa, biến ảo ra tia sáng ôn nhu, ở bên trong sóng lớn đá lởm chởm dập dờn. Đồ án còn đang không ngừng biến hóa, một vầng minh nguyệt từ trong nước biển bay lên không. Trên biển sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng trường không. Nguyệt quang tràn lan, trên biển yên tĩnh phiêu miểu, giờ khắc này lại có giao nhân lên bờ, nhìn nguyệt rơi lệ, hóa thành từng viên châu. Thương Hải Nguyệt Minh Châu có lệ, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Yên Phi. Trong lòng Khả Nguyệt kinh hãi, ngơ ngác tự nói. Nghe đồn tụ tập 24 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu, có thể diễn hóa ra cảnh tượng nhị thập tứ kiều Minh Nguyệt dạ, xem ra nghe đồn không uổng. Thần thể dị tượng như vậy, có chứa lực lượng tịnh hóa cực cường, có thể đây chính là biện pháp khắc chế ma chướng. Bởi vì hạt châu không đủ, dị tượng đang diễn hóa từ từ hỗn loạn, lực lượng tịnh hóa theo dị tượng biến mất mà biến mất, ánh sáng thần thể cũng từ từ xua tan, 19 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu bay vào trong thân thể. Ngươi rốt cục tỉnh. Khả Nguyệt tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, ở dưới lực lượng dị tượng tịnh hóa, ma văn màu đen trên người Lý Vân Tiêu thối lui, đồng thời mở hai mắt ra. Một luồng nguyên lực dâng trào ở trong người xung kích, trong nháy mắt đem tu vi đột phá đến thất tinh vũ tôn, đồng thời còn đang không ngừng kéo lên, cho đến thất tinh vũ tôn đỉnh cao. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, dư quang của khóe mắt lập tức phát hiện lượng lớn nguyên đan trong mật thất, nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ, hai tay bấm quyết. Hết thảy nguyên đan lập tức như hạt đậu đồng thời lâm không bay tới. Hai tay hắn đánh ra vài đạo quyết ấn, sử dụng tới nhất mạch tạo hóa quyết, điên cuồng hấp thu. Nguyên đan chính là dùng cực phẩm nguyên thạch tinh luyện thành, độ tinh khiết còn trên cực phẩm nguyên thạch, là thiên địa tự nhiên không cách nào sinh ra, nhất định phải thông qua hồn lực cùng thủ pháp siêu cường của thuật luyện sư tinh luyện, mới có thể hình thành, trở thành nguyên khí trạng thái rắn, giá trị cực cao. Cũng chỉ có loại cường giả thân phận địa vị như Khả Nguyệt, mới có tư cách cùng tài lực không hạn chế hưởng dụng, nhưng giờ khắc này nhìn thấy Lý Vân Tiêu kình thôn như vậy, trừ kinh ra, vẫn cảm thấy có chút thịt đau. Một đạo ánh sáng thăng cấp sốt cục sáng lên, thất tinh vũ tôn ràng buộc ở dưới lượng lớn nguyên lực quán thâu không có chút hồi hộp nào đột phá qua. Ha ha, bát tinh vũ tôn, khoảng cách vũ đế đã không xa. Lý Vân Tiêu cười to, tâm tình hiển nhiên là vô cùng tốt. Một trận thích hí vui vẻ, cảm thấy mình cách đỉnh cao càng ngày càng gần. Khả Nguyệt khen, lấy ngươi biểu hiện ra sức chiến đấu, gần như lục tinh vũ đế. Nếu như cộng thêm Nguyệt đồng cùng kiếm quyết, còn có lượng thần thể lực, sức chiến đấu sợ là hoàn toàn xứng đáng với lục tinh vũ đế. Lý Vân Tiêu cười nói, đa tạ Nguyệt đại nhân. Chữ Khả Nguyệt nhẹ nhàng vẩy mi một cái, có chút trách nói. Cùng ta không cần khách khí như vậy. Trực tiếp gọi ta A-di liền được. Lý Vân Tiêu lúng túng lau mồ hôi, ngượng ngùng nói. Chuyện này, tên chỉ là cái xưng hô, ta không quá thuận miệng, vẫn là gọi Khả Nguyệt đại nhân đi. Muội tử ngày xưa, hiện tại phải gọi A-di, căn bản không gọi ra miệng được. Này liền theo ngươi vậy. Khả Nguyệt đúng là không để ý lắm nói. Trên người ngươi bí mật quá nhiều, ta cũng không muốn hỏi từng cái.
nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi chính là, ham nhiều không tốt, ở trên đường vũ đạo, chuyên nhất liền có thể. Ta nhớ phụ thân ngươi có tiếng chuyên tu quyền đạo, suốt đời chỉ luyện một chiêu kim cương quyền, tương tự đạt được thành tựu phi thường, đem toàn bộ tài trí hội tụ ở trên một điểm, tương lai vũ đạo thành tựu cũng không thể đo lường. Trái lại là ngươi các loại thủ đoạn làm người hoa cả mắt, tương lai trưởng thành càng thêm nhấp nhô. Lý Vân Tiêu nói, đa tạ Khả Nguyệt đại nhân nhắc nhở, rất nhiều thứ ta cũng thân bất do kỷ, cơ duyên gây nên, hết cách rồi, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Khả Nguyệt cười nói, hừm, đạo của tự nhiên mới là chính đạo, thiên phú của ngươi đã không có cách nào dùng từ ngữ để hình dung, thành tựu tương lai khẳng định là muốn vượt qua ta cùng phụ thân ngươi, có thể xung kích thần cảnh mờ ảo cũng khó nói, ta chỉ là nhắc nhở mà thôi, chính ngươi suy tính. Thần sắc nàng đột nhiên cứng lại, trầm giọng nói. Bên trong cơ thể ngươi ma đầu chiếm giữ, dựa vào vận may trấn áp trung quy không phải biện pháp, không biết tụ tập 24 viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu, diễn hóa ra dị tượng thần thể hoàn chỉnh, có thể triệt để khắc chế hay không? Lý Vân Tiêu nói, ma đầu này không phải vật bình thường, cách địa lão thiên hoang mở ra còn có một quãng thời gian, ta dự định trước tiên đi ven bờ Đông Hải thử xem vận may, nhìn có thể tụ đủ 24 viên Nguyệt Minh Châu không? Hừm, ngoại trừ Hồng Nguyệt Thành, địa phương có khả năng xuất hiện Nguyệt Minh Châu chính là Hải Thiên Trấn. Trên căn bản xuất phẩm Đông Hải khắp thiên hạ, đều là từ nơi này chảy ra. Có cần ta phái người cùng ngươi đi hay không? Không cần, bất quá là đi mua một ít đồ vật mà thôi. Lý Vân Tiêu đầu đầy mồ hôi lạnh, Khả Nguyệt này đối với mình quan tâm cũng quá mức đi. Khả Nguyệt tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, khẽ mỉm cười nói. Ngươi không cần sản sinh tâm tư gì, không nói ta với phụ thân ngươi là bạn tri kỷ, hơn nữa ta cũng có một chuyện quan trọng có lẽ sẽ cầu ngươi. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, bỗng nhiên cả kinh nói. Đừng, tuyệt đối đừng, sự tình Khả Nguyệt đại nhân cũng đau đầu, ta sao có thể có biện pháp gì? Hắn một bộ sợ như sợ cọp, kiên định từ chối. Khả Nguyệt kinh ngạc cười nói. Ngươi biết là chuyện gì? Lý Vân Tiêu hừ một tiếng. Lườm một cái nói. Còn có thể có chuyện gì, không phải là đồ đệ bảo bối kia của ngươi. Khả Nguyệt khanh khách nở nụ cười, nhẹ nhàng vén mái tóc rủ xuống nói. Ngươi thật là thông minh, như băng là một chuyện khác, ngươi đã kiên quyết như thế, vậy sau này hãy nói. Ta muốn nhờ ngươi không phải việc này, mà là. Nghe thạch. Sắc mặt nàng trong nháy mắt liền nghiêm nghị lên, không chấp một cái nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động nói. Nghe thạch kia đến tột cùng là vật gì, có thể có đại ma tính như thế, có thể làm cho thần trí của Hồng Nguyệt thành chủ cũng lạc lối, trở nên không biết tung tích. Khả Nguyệt nói, lai lịch nghe thạch ta cũng không rõ ràng lắm, muốn điều tra rõ ràng trước hết phải tiêu trừ cỗ sức mạnh quái lạ phía trên, ta hy vọng sau khi ngươi tập hợp đủ Đông Hải Minh Nguyệt Châu, có thể dùng thần thể dị tượng thử một lần, nhưng nhất định phải ở dưới ta hộ pháp, bằng không quá mức nguy hiểm. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Thế gian này đồ vật cổ quái quá nhiều, nghề thạch này lúc trước ta dĩ nhiên chưa bao giờ nghe thấy. Hắn cảm khái không thôi, nghe vào trong tai chữ Khả Nguyệt lại là một loại mùi vị quái lạ, thầm nghĩ ngươi mới bao lớn, nghe qua mới là không bình thường, nàng ngưng tiếng nói. Nghề thạch này là phụ thân ta chiếm được ở trong thiên đãng sơn mạch. Cái gì? Lý Vân Tiêu bỗng nhiên kinh hãi, trong đôi mắt tuôn ra tinh mang nói. Thiên đãng sơn mạch, vũ trì cấm khu. Khả Nguyệt cũng nghiêm nghị nói. Cấm khu của thiên vũ giới không ít, nhưng thiên đãng sơn mạch tuyệt đối là hung hiểm nhất, ngay cả phụ thân ngươi cũng vẫn lạc ở trong đó. Nàng vẻ mặt chán nản nói. Nhưng mà một số vũ giả tu luyện tới cực hạn, sau khi không cách nào đột phá, đều sẽ đi những cấm khu này tìm cơ duyên. Phụ thân ngươi thực sự là quá trẻ, kỳ thực hắn không cần sốt ruột. Mà phụ thân ta xem như là vận may tốt hơn một chút, từ trong cấm khu toàn thân trở ra. Đồng thời mang về khối nghê thạch kia. Lý Vân Tiêu ngưng tiếng nói. Ta cũng có nghe thấy, trong đó hung hiểm vô số, không cẩn thận liền chết. Khả Nguyệt nói. Nếu muốn biết rõ lai lịch của nghê thạch này, sợ là chỉ có thiên đãng sơn mạch, hiện tại ta chỉ hy vọng có thể từ trên tảng đá tìm ra manh mối, tìm về phụ thân ta liền tốt. Nghê thạch này ở trước khi đi địa lão thiên hoang ngươi nhất định phải trả lại cho ta, cũng không phải là ta tiếc rẻ nó, mà là sợ ngươi có chuyện. Lý Vân Tiêu thận trọng gật gật đầu, nghề thạch này lẳng lặng nằm ở trong giới thần bi của hắn, muốn xảy ra chuyện cũng khó. Khả Nguyệt nói,
ta đưa ngươi tới nơi truyền tống, ngươi để lộ ra bảo vật thực sự quá nhiều. Mà ta đối ngoại tuyên bố đan điền ngươi bị hao tổn, sợ là người đánh chủ ý ngươi rất nhiều. Nhớ ngọc bội ta đưa cho ngươi, một khi gặp nguy hiểm liền đúng lúc bóp nát nó. Hai người ra mật thất, trực tiếp bay lên trời, hướng truyền tống trận bay đi. Bởi vì địa lão thiên hoang mở ra, người Hồng Nguyệt Thành ở sau khi luận võ chọn rể không giảm mà lại tăng, càng ngày càng chen chúc, nơi truyền tống trận cũng là người ta tấp nập, cơ bản là chỉ có vào không ra. Hai người đến lập tức gây nên mọi người quan tâm, thủ vệ vừa thấy được người tới, lập tức sợ hết hồn, vội vàng tiến lên nghênh tiếp, càng có người đi bẩm báo người phụ trách. Rất nhanh, một tên nam tử trong nháy mắt bay tới, khom người nói. Tham kiến Khả Nguyệt đại nhân, gặp qua Vân Tiêu công tử. Cái gì, Vân Tiêu công tử, Lý Vân Tiêu? Một thanh âm kia lập tức gây nên ngàn cơn sóng, tất cả mọi người đều dừng lại bước chân, quay đầu nhìn sang. Bọn họ có thể không biết Khả Nguyệt là ai, nhưng tuyệt không thể nào không biết Lý Vân Tiêu là ai. Cái tên này như ngôi sao xẹt qua bầu trời, trong một đêm trở thành tân tinh lóng lánh nhất thiên vũ giới. Hắn chính là Lý Vân Tiêu sao? Quả nhiên là công tử phong lưu tuấn tú, hết lần này tới lần khác là Mỹ Thiếu Nam A. Người số một trong nhân tài mới xuất hiện sao? Tuy rằng tu vi chỉ có vũ tôn, nhưng là vũ đế hàng thật đúng giá. Là hắn, chính là hắn. Ngày đó ta tận mắt chứng kiến trận chiến khoáng thế kia, đời này đã đủ. Nhưng mà nghe nói đan điền của hắn đã tổn hại, làm sao khôi phục nhanh như vậy? Tiểu tử này vì nhân tộc kiếm được tôn nghiêm, Hồng Nguyệt Thành đương nhiên là dùng các loại thiên tài địa bảo quán thâu trị liệu hắn. Nhưng dù như thế nào, đan điền bị hao tổn, đời này là phá hủy. Đáng tiếc a, thực sự là thiên đố anh tài. Hừ, phá hủy mới tốt, bằng không có thiên tài như vậy tồn tại. Người ta còn làm sao lăn lộn. Các loại âm thanh không ngừng, nhiều là kinh thán cùng cảm khái, còn có tiếc hận cùng cười gằn. Xa xa tụ tập một đám thiếu nữ, tựa hồ là đệ tử một môn phái nào đó, một đám người liều mạng hướng về bên này hét dầm lên, các loại thanh âm hưng phấn liên tiếp, từng cái hai mắt biến thành hình tâm, cả người kích động không thôi. Trời ạ, ta dĩ nhiên tận mắt nhìn thấy Lý Vân Tiêu, ta không phải đang nằm mơ chứ. Thật tuấn tú a. Ta có thể đi tới hỏi hắn muốn ký tên sao? Hắn có thể từ chối ta hay không? Thật thấp thỏm. Lão bà bên cạnh hắn kia là ai? Lẽ nào hắn yêu thích nữ nhân như vậy? Nga, trời ạ! Những thanh âm này tự nhiên chạy không thoát lỗ tai của Khả Nguyệt, sắc mặt nàng âm trầm lại, ánh mắt lạnh giá hướng đám thiếu nữ kia nhìn chăm chú, nhất thời sợ đến đám người kia cả người run lên, không còn dám nhiều chuyện. Khả Nguyệt hướng người phụ trách truyền tống trận nói. Hải Thiên Trấn. Người phụ trách kia lập tức hiểu ý, vội vàng bắt đầu đình chỉ hết thảy nghiệp vụ truyền tống, chuyên môn vì Lý Vân Tiêu chen ngang mở ra phương vị tọa độ đi Hải Thiên Trấn. Vân Tiêu công tử, mời. Tên phụ trách cũng hết sức tò mò, nhiều đánh giá Lý Vân Tiêu vài lần, dù sao giờ khắc này, gã thiếu niên kia đã là nhân vật huyền thoại. Lý Vân Tiêu không quan tâm các loại ánh mắt của mọi người chút nào, hướng Khả Nguyệt cáo biệt, liền bước vào truyền tống trận, đạo đạo trận quang lóng lánh. Mở ra đường hầm không gian, lập tức biến mất ở trong Hồng Nguyệt Thành. Hắn vừa đi, lúc này tất cả mọi người mới thu hồi ánh mắt, từng cái kỳ kỳ sao sao bắt đầu nghị luận. Người phụ trách kia khom người nói. Khả Nguyệt đại nhân còn có dặn dò gì không? Khả Nguyệt nói. Từ hôm nay bắt đầu, mãi đến ngày Lý Vân Tiêu trở về, tách ra hết thảy truyền tống đi Hải Thiên Trấn cùng với thành trấn phụ cận. Này! Người phụ trách kia ngớ ra trong nháy mắt. Liền lập tức đáp. Tuân lệnh. Tuy rằng trong lòng hắn có nghi hoặc, nhưng này không phải cấp bậc như hắn có thể tùy ý hỏi. Động tác này của Khả Nguyệt cũng là vì bảo vệ Lý Vân Tiêu, dù sao ngày đó chiến một trận, trên người hắn bảo bối nhiều đến đáng sợ, nếu nói không người có ý đồ ai cũng sẽ không tin. Nhưng chỉ cần tách ra truyền tống đi về Hải Thiên Trấn, chỉ ít có thể trì hoãn một ít thời cơ. Người muốn lần theo hắn nhất định phải nhiễu con đường thật dài. Thông qua thành trì truyền khác tống qua. Lý Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện ở nơi truyền tống lan truyền nhanh chóng, rất nhanh truyền khắp toàn thành, quả nhiên có không ít người dục già dục dịch, muốn đi về Hải Thiên Trấn, nhân số truyền tống ra bên ngoài lập tức tăng mạnh. Lý Vân Tiêu bị lực lượng không gian bao phủ, rất nhanh liền nhìn thấy một lối ra ánh sáng, bị chấn động đi ra ngoài. Hắn kinh ngạc phát hiện, mình dĩ nhiên rơi vào một hải đảo, dõi mắt nhìn tới. Cách đó không xa chính là một tòa thành trì ven biển,
hòn đảo này là vị trí truyền tống, bốn phía đều bày ra kết giới bảo vệ, còn có mấy tên vũ tôn cường giả ẩn nấp ở trong hư không tu luyện, đồng thời kiêm nhiệm công tác phòng vệ hòn đảo này. Ở giữa hòn đảo cùng thành chỉ có một tòa đại kiều dài đến hơn 10 dặm, phía trên lui tới rất nhiều người đi đường. Dù sao trên đại lục vẫn là người phàm chiếm đa số, so sánh cùng nhau, vũ giả có thể bay trên trời vốn là cực kỳ ít ỏi. Lý Vân Tiêu nhún người nhảy lên, trong phút chốc liền đến trên thành trì. Cửa thành đột nhiên truyền đến một tiếng quát to, ngửa mặt lên trời nói. Ai phi hành, hạ xuống. Nói chính là Lý Vân Tiêu, hắn khẽ cau mày, rõ ràng cảm thấy còn có không ít vũ giả khác đều là trực tiếp trốn vào hư không ẩn nấp đi vào, lẽ nào ám phi có thể, minh phi liền không xong. Nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn người ta, hắn không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng hạ xuống, từ cửa lớn mà vào. Đám thủ vệ kia thấy hắn, đều lộ ra kinh ngạc cùng vẻ cảnh giác, nói. Lần đầu tiên tới Hải Thiên Trấn. Nơi này mặc dù là trấn, nhưng so với đại đa số thành chỉ còn muốn phồn hoa cùng quảng đại. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu một cái. Một tên thủ vệ trong đó nói. Trong Hải Thiên Trấn cấm chỉ phi hành, một khi phát hiện, tự gánh lấy hậu quả. Lý Vân Tiêu bất mãn nói. Thế nhưng ta rõ ràng cảm thấy trong hư không cũng có không ít người lẻn vào, vì sao không thấy bọn họ có hậu quả gì? Thủ vệ kia cả kinh, trên dưới đánh giá Lý Vân Tiêu, cẩn thận nói. Mạo muội xin hỏi tu vi công tử. Những thủ vệ này bất quá là chút vũ quân, ngay cả người phụ trách kia cũng vẻn vẹn là vũ hoàng mà thôi, xem ra vũ giả Hải Thiên Trấn trình độ chỉnh thể đều không quá cao. Lý Vân Tiêu lập tức đem tu vi áp chế xuống, hiển lộ ra tu vi vũ hoàng nói. Bát tinh vũ hoàng. Thủ vệ kia sợ hết hồn, vội vàng nói. Hóa ra là bát tinh vũ hoàng đại nhân, này chẳng trách. Thủ vệ cười khổ nói. Những người ở trong hư không trốn vào trong thành kia, tu vi đã cách xa chúng ta, căn bản là không có cách ngăn lại. Trong thành quy định trên căn bản chỉ đối với vũ hoàng trở xuống hữu hiệu, đạt đến thất túc cảnh liền sẽ không có người quản. Nhưng vũ hoàng đại nhân trở lên cũng sẽ cho thành quy một chút mặt mũi. Đều là ám độn vào, sẽ không công khai bay vào để chúng ta lúng túng. Nguyên bản là như vậy. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn những phàm nhân cùng vũ giả cấp thấp bên người kia nói. Vào thành phải nộp phí. Thủ vệ kia vội vàng nói. Đại nhân ngài tự nhiên là không cần. Hắn vội vã làm dấu tay xin mời. Lúc này Lý Vân Tiêu mới gật đầu bước vào trong thành, bên trong cực kỳ phồn hoa, trong không khí khắp nơi đều có diêm vị nước biển. Tuy rằng Hải Thiên Trấn không phải vũ đạo đại trấn, nhưng là kinh tế đại trấn, hết thảy sản phẩm Đông Hải hầu như đều là từ nơi này vận chuyển ra, vì lẽ đó cũng khiến đến các đại thương tụ họp tụ. Nhanh, nhanh đi Thiên Nguyên Thương Hội xem trò vui, có vũ giả quyết đấu. Này có cái gì tốt xem, trong trấn mỗi ngày đều có quyết đấu, mỗi ngày đều sẽ chết mấy người, sớm nhìn phát chán. Lần này không giống a. Nghe nói là nhân tài mới xuất hiện thiên hạ đệ nhất nhân Lý Vân Tiêu đối chiến hải tộc vương giả. Cái gì, Lý Vân Tiêu tới, ngươi đừng gạt ta. Ai nha, ta làm sao dám lừa ngươi, hiện tại toàn trấn đều hướng về Thiên Nguyên Thương Hội chen tới, không đi liền không nhìn thấy. Mẹ của ta ơi, nhân tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân A, đi, đi, mau mau đi. Một tên vũ giả đang nhàn nhã uống rượu bị một gã đồng bạn khác giật dây chuyển động, hai người trực tiếp chạy như bay. Lý Vân Tiêu một trận ngạc nhiên, tiến lên đang muốn hỏi rõ ràng. Người vũ giả kia thấy hắn chặn đường, trực tiếp một chưởng vỗ lại, quát lên. Tránh ra, bị trễ nải ta xem Lý Vân Tiêu quyết đấu, giết toàn ra ngươi, lăn. Hai người trong nháy mắt liền không còn bóng người, còn mang theo một trận bụi bẩm. Cái gì, Lý Vân Tiêu, hải tộc vương giả? Dầm! Tin tức lập tức lan truyền nhanh chóng, toàn bộ đường phố. Trong nháy mắt muôn người đều đổ xô ra đường, một người đều không còn, toàn bộ chạy về phía xa xa. Lý Vân Tiêu há to mồm ngẩn ra, không nghĩ tới mình nổi danh như vậy, hơn nữa hắn cũng rất hiếu kỳ đến cùng là chuyện gì xảy ra, hơn nữa Thiên Nguyên Thương Hội ở chỗ này cũng có phần bộ, hắn cũng muốn thuận tiện hỏi thăm tình huống của Đinh Linh Nhi. Toàn bộ Hải Thiên Trấn thoáng cái muôn người đều đổ xô ra đường, đều hội tụ đến chỗ thành nam của Thiên Nguyên Thương Hội, trên tường thành đứng thẳng hai gã nam tử. Khí thế trên người ở trong gió lạnh thấu xương, lạnh rung rung động. Phía dưới vô số người nhốn nháo, chen chúc không thể tả, cả đám đều quát dẹp đường. Đánh A, động thủ A,
vì nhân tộc vẻ vang, đánh chết con hải thú kia. Lý Vân Tiêu cũng chen ở trong đám người nhìn lại, chỉ cảm thấy có chút say xe. Gương mặt tên nam tử kia trong trẻo nhưng lạnh lùng, một tay cầm bảo kiếm, một tay nâng một mặt ngọc bi, trường kiếm múa một đạo kiếm hoa, chỉ vào nam tử đối diện nói. Nhuận Tường, người đã bại vào ta tay, lần trước tha cho ngươi một mạng, lại vẫn dám đi tìm cái chết. Tên nam tử bên phải kia khoác trên người một kiện chiến y thú hình, tựa long phi long, hình dạng cực kỳ cổ quái, trong tay cầm một cây tam xoa chiến kích hiển hách uy mãnh, quát nói. Làm càn, Nhuận Tường là thân đệ đệ của ta, ta là đại ca hắn Nhuận Long, hôm nay sẽ rửa mối nhục của hải tộc ta. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Đệ đệ ngươi bị ta trấn áp, ngươi lại có năng lực gì chạy ra trả thù. Hãy bớt xàm ngôn đi, giết. Nhuận Long hét lớn một tiếng. Trên người tuôn ra một đoàn quang mang, mãnh liệt xông tới, khí áp đánh văng ra, dĩ nhiên làm quần chúng phía dưới sợ đến tan tác hơn phân nửa, từng cái cẩn thận lui ra. Lý Vân Tiêu kinh ngạc không ngớt, hai người trên tường thành đều có tu vi vũ tôn, đánh nhau ngược lại cũng dị thường huyến lệ. Thật mạnh, không hổ là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân và hải tộc vương giả. Quá kích động, ta lại có vinh hạnh thấy một trận chiến có 1-0-2 như vậy. Lý Vân Tiêu đồng dạng hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay chém ra trường hồng nghênh đón. Tay phải giới thần bi lại trở thành tấm chắn, chống đối đối phương công kích, hai người trong nháy mắt hòa mình, các loại chiêu thức hoa mỹ thỏa thích thả ra, thấy làm cho người hoa cả mắt. Ở phía xa, trên một tòa lầu các, một gã bạch y nam tử lâm phong mà đứng, nhìn thoáng qua liền cười lạnh nói. Hanh, ta còn thật tưởng là Lý Vân Tiêu, từ đâu chạy tới hai con khỉ nhảy nhót ngang ngược. Phía sau một gã lão giả phục sức đẹp đẽ quý giá trong tay nhẹ gõ, tiến lên lan can nhìn, cười nói. Lai Phong công tử không cần kinh ngạc, Hải Thiên Trấn mỗi ngày đều có các loại chuyện cổ quái trình diễn, thấy nhiều không trách. Tên bạch y nam tử này đúng là Bắc Minh Lai Phong, ở sau khi Lý Vân Tiêu và Nhuận Tường đánh một trận kinh thiên, bởi vì một ít sự tình tông môn nên trước Lý Vân Tiêu đi tới Hải Thiên Trấn. Ân, đáng tiếc Lý Vân Tiêu và Nhuận Tường đánh một trận ta đang bế quan. Không có thể nhìn thấy, thật sự là chuyện ăn năn a. Vẻ mặt Bắc Minh Lai Phong đáng tiếc, liên tục than thở. Mong ngày khác có thể có cơ duyên cùng hai người này đánh một trận, đúng là biết bao khoái hoạt. Ha ha, tên lão giả kia cười ha hả nói. Lai Phong công tử chính là đứng đầu Bắc vực tứ tú, lúc đó tỷ võ cầu hôn nếu xuất chiến, một Lý Vân Tiêu là chuyện gì? Lý Vân Tiêu bất quá là lượm một đại tiện nghi mà thôi. Bắc Minh Lai Phong nói, đâu có, Liêu Thành chủ khen chật rồi, nếu Lý Vân Tiêu được xưng nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, tất nhiên là có chỗ hơn người. Mặc dù là ta xuất chiến hai người này, sợ là thắng bại cũng khó nói. Tên lão giả này chính là Hải Thiên Trấn Thành chủ Liêu Dương Băng, hắn cười to nói. Lai Phong công tử quá khiêm nhường, nghe đồn Lý Vân Tiêu ở lục tinh vũ tôn lại có thể phát huy ra thực lực vũ đế, điều này hiển nhiên là có khuyết đại. Mà Lai Phong công tử là vũ đế, hắn cùng với công tử căn bản không có thể so sánh. Sở dĩ danh tiếng đại hiển, bất quá là đánh bại hải tộc, thạch tộc ta vẻ vang mà thôi. Bắc Minh Lai Phong gật đầu nói. Ân, điều này cũng đúng. Bất quá Lý Vân Tiêu đánh một trận xong đan điền bị hủy, vũ đạo căn cơ rốt cuộc phế đi, đáng tiếc a. Liêu Dương Băng cười nói. Hàng năm đều có vô số thiên tài quật khởi. Nhưng có mấy người có thể xưng hùng đến cuối cùng. Lý Vân Tiêu cũng bất quá là một vệt lưu tinh mà thôi, nhưng nhờ vào một trận đánh ở Hồng Nguyệt Thành, hắn chí ít danh dương thiên hạ, coi như là tương đối may mắn trong các lưu tinh. Chỉ có tồn tại trường thịnh không suy như Lai Phong công tử, mới là cường giả đứng đầu đại lục tương lai. Bắc Minh Lai Phong khẽ cười nói. Khen nhầm rồi. Chúng ta không nói việc này nữa, vẫn là tiếp tục nói chuyện chính sự đi. Hảo. Công tử mời vào bên trong. Liêu Dương Băng làm một thủ thế, hai người nhìn nhau cười, tiến vào bên trong lầu các. Trên thành lầu chiến đấu còn đang tiến hành đặc sắc, Nhuận Long một chiêu chém xuống, Lý Vân Tiêu giơ kiếm đón đỡ. Phanh! Bảo kiếm bị đoạn, Lý Vân Tiêu sợ đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đem giới thần bi chặn ở trước người, phanh một tiếng bị chấn bay ra ngoài, lúc này mới bảo trụ một mạng. Ha ha, lần này xem ngươi sống thế nào. Gương mặt Nhuận Long cười nhạt, đi bước một hướng về phía Lý Vân Tiêu, hừ nói. Hiện tại huyền khí của ngươi đã hủy, hơn nữa chúng chân long chi khí của ta,
nội phủ và kinh mạch đều gãy, nhìn ngươi còn làm sao đánh. Lý Vân Tiêu hít vào một hơi, chấn định tinh thần, lấy ra nhất viên thuốc nuốt xuống, đồng thời lâm không nhất chiêu, một thanh bảo kiếm sáng loáng xuất hiện ở trong tay. Ha ha, vô dụng, chân long chi khí của ta gây thương tích, thiên hạ không có thuốc chữa, hải vương tam xoa kích của ta vô kiên bất tồi, thiên hạ không ai có thể kháng cự. Nhuận long phách lối cuồng tiếu xông về phía trước, lần thứ hai giơ lên chiến kích chặt bỏ. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói. Vị tất, hắn vận khí vào kiếm, trong sát na huyễn hóa ra từng đạo kiếm mang, tổng cộng ra cửu kiếm, lâm khoảng không chém tới, quát nói. Cho ngươi biết một chút về kiếm quyết của ta, cửu thiên lãng nguyệt, phanh, tam xoa kích trong tay nhuận long dĩ nhiên đứt đoạn, một cổ kiếm khí trực tiếp nhảy vào trong cơ thể hắn, chém nát chiến y cổ quái, phun ra một búng máu, bị chấn bay ra ngoài, gương mặt hắn kinh khủng và cuồng nộ, khó có thể tin quát. Làm sao? Làm sao có thể, thương thế của ngươi làm sao có thể tốt rồi, còn có hải vương tam xoa kích của ta, binh khí chí dương chí cương thiên hạ, làm sao có thể lại gãy. Hừ, hỏi rất hay. Lý Vân Tiêu quát to. Nhân tộc thuật luyện chi đạo là hải thú các ngươi có thể hiểu sao, đan dược chữa thương vừa nãy chính là 7 vị đại thuật luyện sư đỉnh cấp của Thiên Nguyên Thương Hội, thông qua gần 100 năm nghiên cứu, rốt cục khôi phục thượng cổ đan phương, chọn dùng nguyên liệu thượng đẳng nhất. Liên thủ luyện chế ra tuyệt thế thần đan đủ để hoạt tử nhân, thịt bạch cốt, mà Hạo Thiên Long Tuyền Bá Vương kiếm trong tay ta, càng là 7 vị đỉnh cấp đại thuật luyện sư dung hợp hơn 3000 loại quặng mỏ, dùng địa tâm hỏa chế tạo thành tuyệt thế thần binh. Cứng cáp vô đối, vô vật bất phá. Không, không, ta không cam lòng a. Nhuận Long cầm tam xoa kích gãy trong tay, ngửa mặt lên trời bùi ngùi thở dài, hình dạng anh hùng bi thương, tuyệt vọng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi nhớ kỹ, ta không phải bại bởi ngươi, mà là bại bởi thần đan và lợi khí của Thiên Nguyên Thương Hội a, ta không cam lòng. Hừ, chết đã đến nơi, không cần nói nữa. Lý Vân Tiêu một bước đạp lên, lâm không chém xuống một kiếm, kiếm mang trực tiếp chấn ở trên người Nhuận Long, tiêu bắn ra một đạo tiên huyết, toàn bộ thân ảnh Nhuận Long trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, hóa thành một điểm đen, biến mất không còn tăm hơi. Lý Vân Tiêu nhìn phương hướng điểm đen biến mất, mặt hướng biển rộng. Khí thế lăng nhân quát. Có Lý Vân Tiêu ta ở đây, những hải tộc các ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ bước vào đại lục một bước. Thanh âm của hắn xa xa truyền ra ngoài, toàn bộ hải thiên trấn đều rõ ràng có thể nghe. Lúc này Lý Vân Tiêu mới quay đầu lại, hướng người phía dưới mỉm cười nói. Mọi người cũng thấy được, mỗi ngày ở bên ngoài quyết đấu, đao quang kiếm ảnh. Hắc, kể từ khi dùng sản phẩm của Thiên Nguyên Thương Hội, thật đúng là không làm ta thất vọng. Nói xong, Lý Vân Tiêu liền xoay người lâm không dựng lên, hóa thành một đạo quang mang xông thẳng tới chân trời, biến mất, chỉ có một thanh âm nhàn nhạt xa xa truyền đến nói. Ta tự đạp nguyệt quang mà đến, lướt trong sóng đi. Không nên mê luyến ca, ca chỉ là một truyền thuyết. Đặc sắc a, nghĩ không ra sản phẩm của Thiên Nguyên Thương Hội cường đại như vậy. Lập tức có nội gian ở trong đám người ồn ào, giống như đánh máu gà cao giọng tuyên dương. Nếu muốn võ công cao, sao không tới Thiên Nguyên? Thiên Nguyên Thương Hội nguyên bộ cường hóa trang bị, chỗ nào không cường? Từ khi có sản phẩm của Thiên Nguyên Thương Hội, mụ mụ cũng không cần lo lắng ta bị người khác đánh. Mua, ta muốn mua. Một gã mập mạp kêu lớn, đột nhiên xông vào cửa hiệu Thiên Nguyên Thương Hội ở phụ cận, nhất thời người ta tấp nập chen vào, con kiến chui không lọt. Chớ đẩy a, đều xếp hàng, chú ý tố chất. Muội muội ngươi. Người nào đang sờ trên đùi lão tử giết cả nhà ngươi a. Ngoá, có người đâm cúc hoa của ta muốn giết hắn. Lý Vân Tiêu ở trong đám người cũng bị chen không chịu được, trực tiếp bước ra một bước liền trốn vào hư không, thẳng đến chỗ xa xa không người mới hiển lộ ra. Hắn cười khổ lẩm bẩm. Nhìn lâu như vậy, nguyên lai là Thiên Nguyên Thương Hội tuyên truyền, nhìn bộ dáng sinh ý rất tốt a, chuyện hỏi thăm Đinh Linh Nhi sợ là phải sau này hoãn lại. Đi vào thương hội khác nhìn một chút. Thiên Nguyên Thương Hội quảng cáo sôi động như vậy, hầu như đem tất cả khách hàng hấp dẫn đi, thương hội còn lại đều trở nên vắng ngắt, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, trong mắt cả đám bốc lên lửa giận, tràn đầy vẻ u oán. Lúc Lý Vân Tiêu bước vào Vạn Bảo Lâu thương hội, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm đối thoại. Trưởng quỹ, chúng ta cũng có thể tuyên truyền a, Thiên Nguyên Thương Hội có phần hơi quá đáng đi. Làm sao làm?
chỉ là mời hai gã vũ tôn tới liền phải hao phí trên trăm ức nguyên thạch, tổng bộ căn bản không coi trọng chúng ta, ngay cả kinh phí hoạt động duy trì vận chuyển bình thường cũng thành vấn đề. Giá, vậy chúng ta có thể trước từ trong lợi nhuận lót một bộ phận đi ra, chỉ cần khách hàng tới, sớm muộn sẽ kiếm về. Lót, ta dám động lợi nhuận sao? Ta không muốn sống nữa sao? Huống chi cho dù mời vũ tôn tới, cái trò này cũng không cách nào diễn, người được Lý Vân Tiêu đồng ý cho phép sao? Hắn trao quyền cho ngươi diễn sao? Lẽ nào Thiên Nguyên Thương Hội được trao quyền? Thiết, cho nên nói người ngu như heo a, hiện tại khắp thiên hạ người nào không biết Đinh Linh Nhi là nữ nhân của Lý Vân Tiêu? Thiên Nguyên Thương Hội sớm muộn gì cũng là vật trong tay Lý Vân Tiêu, phải cần trao quyền sao? Nếu như chúng ta cũng học như vậy, Lý Vân Tiêu tìm tới cửa, lấy thực lực của hắn, giết người ta như giết gà giết chó, cấp trên sẽ vì cái mạng nhỏ của ta cùng Lý Vân Tiêu xích mích sao? Ngươi làm sao ngốc như vậy chứ? Hắc hắc, nếu ta đoạt vị trí trưởng quỹ, vậy ngài làm sao bây giờ? Lặn đi, chớ ở trước mặt ta vỗ mông ngựa, nếu như ngày hôm nay không làm được một cuộc làm ăn, ngươi thu thập quần áo cút đi, Vạn Bảo Lâu không cần phế vật. Trưởng quỹ kia bị chọc cho nổi giận, nhìn xuống cửa hàng lạnh tanh, phỏng chừng sẽ không có làm ăn, tự mình tiến vào hậu viện đi ngủ. Đám tiểu nhị bị chửi cầu huyết xối đầu, nội tâm đem ra phả trưởng quỹ mắng trên trăm lần, trong miệng không ngừng phun nước bọt, đột nhiên trước mắt sáng ngời, vội vàng nhảy ra cửa, kéo Lý Vân Tiêu vào bên trong, liên tục nói. Khách quan, muốn mua chút gì? Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, tuy rằng hô hấp là cùng một mảnh không khí, nhưng những người phàm tục này cùng mình hoàn toàn là người của hai thế giới. Hắn lập tức hỏi. Có Đông Hải Nguyệt Minh Châu không? Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Đám tiểu nhị kia sửng sốt, trên dưới quan sát Lý Vân Tiêu vài lần, nói. Thứ này cực kỳ thưa thớt, bản điếm cũng không chữ hàng, nếu tiên sinh muốn mà nói, có thể lưu một phương thức liên lạc, lại ứng trước một ít tiền đặt cọc, lúc chúng ta có sẽ lập tức thông chi ngài. Lý Vân Tiêu có chút thất vọng, cau mày nói. Ngay cả Vạn Bảo Lâu cũng không có. Tiểu nhị giải thích. Sản phẩm Đông Hải Thiên Thiên Vạn Vạn, Nguyệt Minh Châu này ta cũng biết, tuy rằng không phải là đồ đặc chân quý gì, nhưng là vật quý hiếm, cực nhỏ có thể thu hoạch, rất nhiều người thậm chí không biết có loại vật này tồn tại, ta cũng là ở trước đó không lâu mới thu mua một quả, vì vậy ấn tượng sâu đậm, hạt châu kia liền bị người mua sắm mất. Nhìn Lý Vân Tiêu mặt ủ mày trao, tiểu nhị kia cười nói. Loại vật quý hiếm này cần thời gian rất lâu mới có, bất quá một ít đại thế gia. Tông môn sẽ có chữ hàng cũng nói không chừng. Khách quan ngươi nhìn một chút, đây cũng là chân châu hiếm thế của Đông Hải, là một trong tam cực châu, trong suốt ngưng trọng, êm dịu nhiều màu, cao nhã thuần khiết, ai, chờ a. Hạt châu này có khả năng giảm béo mỹ dung. Này, này, khách quan, chờ a, ăn hạt châu này còn có thể tráng dương a. Lý Vân Tiêu rất không cam lòng, hỏi từng thương hội, kết quả đều không có. Đang lúc hết đường xoay sở. Đột nhiên một chiêu bài thương hội đập vào mi mắt, làm trước mắt hắn sáng ngời. Tử Vân Thương Hội. Sau khi Thiên Nguyên Thương Hội quảng cáo, những thương hội khác cơ hồ là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhưng Tử Vân Thương Hội lại có không ít người ra vào, sinh ý tựa hồ không bị ảnh hưởng. Khách quan người khỏe, ta là tiểu nhị số 3 của Tử Vân Thương Hội, ngài là tới mua Thiên Nguyên sáo trang sao? Khách quan người khỏe, chúng ta ở đây có khả năng thay mặt mua sắm Thiên Nguyên sáo trang. Khách quan ngài đi thong thả. Từng đạo thanh âm thân thiết truyền ra, Lý Vân Tiêu hiện ra bộ mặt khả ái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tự nhiên đi vào. Khách quan, xin hỏi ngài muốn mua cái gì? Ta là tiểu nhị số 5, ngài muốn mua Thiên Nguyên sáo trang sao, ngài là đến mua hàng sao? Chỉ thấy một tiểu cô nương xấu hổ đang khẩn trương nhìn hắn, hai tay múa may áo bông, hết sức thấp thỏm, bên hông lộ một bảng số mũ. Hoàn toàn không có phát hiện mình nói sai, tựa như học thuộc lòng thì thầm. Chúng ta ở đây có khả năng thay mặt mua sắm Thiên Nguyên sáo trang, chỉ cần nhiều hơn 100 trung phẩm nguyên thạch chi phí liền được, nếu như ngài có cần, vậy qua bên này đăng ký đi. Nàng cũng không đợi đối phương trả lời, liền lôi kéo Lý Vân Tiêu tới chỗ ghi danh. Nữ tử phụ trách ghi danh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói. Ai nha Tiểu Hồng, ngươi làm thành một cuộc làm ăn. Lợi hại. Nữ tử giơ ngón tay cái lên, cho nàng một thần tình cổ vũ. Tiểu Hồng ngây ngốc nở nụ cười, vui vẻ nói. Hi hi, cảm tạ đồng tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng.
Tiểu Hồng đem nắm tay để ở trước ngực, trên mặt tràn đầy dáng dấp chăm chỉ. Người phụ trách lễ phép nhìn Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Khách quan, ngài dự tính mua mấy bộ đồ, nếu là một ít sáo trang cao cấp, có thể phải dùng cao cấp nguyên thạch. Lý Vân Tiêu có chút ngất, từ khi vào cửa một câu nói cũng chưa từng nói, cô bé này là giả ngu hay là thật ngốc ha. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh, từ đan dược đến chiến y, cơ hồ là cái gì cần có đều có. Giang Thiên Đồng chỉ vào một bộ trong đó nói. Đây là bộ chiến y và bảo kiếm mà Lý Vân Tiêu đại chiến Nhuận Long mặc, cũng là một bộ hiện nay bán sốt dẻo nhất, chúng ta đã nhận được hơn 3.000 đơn đặt hàng, hơn nữa bên Thiên Nguyên Thương Hội kia càng không biết bán nhiều ít. Nếu như ngài chọn bộ này mà nói, phỏng chừng phải đợi mấy ngày mới có thể có. Lý Vân Tiêu có chút trầm mặc, khó trách hắn nhìn có chút quen mắt, lúc quảng cáo người kia đã mặc a, hơn nữa hai bên trái phải còn có nói rõ. Biếu tặng 3 viên tụ nguyên đan có thể hoạt tử nhân, sao biến người sống thành người chết, à không, biến người chết thành người sống hoàn toàn là hàng nhái thượng cổ đan phương. Cải thiên hoán địa đan. Lý Vân Tiêu nói, ta không phải lai mua sáo trang, các ngươi có Đông Hải Nguyệt Minh Châu hay không? Hắn thấy tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, cũng không muốn làm lỡ thời gian của Giang Thiên Đồng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Giang Thiên Đồng ngẩn ra, liếc mắt nhìn Tiểu Hồng, mới nói. Đông Hải Nguyệt Minh Châu, tựa hồ không có vật ấy a. Thấy hắn không mua sáo trang, Giang Thiên Đồng nhiệt tình cũng giảm không ít, nhưng vẫn nhiệt tình nói. Khách quan có khả năng nhìn đồ đặc khác, Tiểu Hồng chiêu đãi vị khách quan này đi. Tiểu Hồng vừa nghe hắn không mua sáo trang, nhất thời nóng nảy nói. Khách quan, ngài không phải muốn mua sáo trang sao? Thế nào đột nhiên lại không mua? Tuổi của nàng khoảng chừng 11-12 tuổi. Bối rối làm khuôn mặt trở nên đỏ rực một mảnh, đây chính là cuộc làm ăn đầu tiên của nàng a, làm sao có thể thất bại chứ? Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng của nàng không giống như là giả ngu, vậy khẳng định là lần đầu tiên hướng dẫn mua, tâm lý tố chất còn không được, hắn thở dài nói. Tiểu cô nương, từ lúc vào cửa ta chưa nói qua muốn mua a. Tiểu Hồng kinh ngạc nói. Cái này, người không mua tới chỗ đây làm gì? Lý Vân Tiêu nghĩ cùng cô bé này kéo có chút trắc trở, đang định trực tiếp rời đi, đột nhiên từ ngoài cửa dũng mãnh vào nhóm lớn người, từng cái sắc mặt bất thiện, hơn nữa nguyên lực trên người ba động ra, thực lực cũng không kém. Những người này khí thế hung thần lập tức làm các nữ bán hàng sợ đến né tránh ở một bên, tất cả sinh ý lập tức bị cắt đứt. Các ngươi, có chuyện gì? Giang Thiên Đồng làm người phụ trách, thoáng cái liền phát hiện tình huống không đúng, nàng vội vàng lấy ra một khối ngọc phù bẻ gãy. Truyền tín hiệu. Tử Vân Thương Hội tuy nhỏ, nhưng cũng là nhất phương thế lực, có cường giả của mình hộ vệ, bằng không cũng vô pháp ở Hải Thiên Trấn đặt chân. Hừ, chuyện gì xảy ra? Ta còn muốn hỏi các ngươi đây. Ở giữa đi ra một gã nam tử, sắc mặt âm lãnh, hắn vung tay lên, đoàn người lập tức tránh ra, hai gã đại hán mang một cáng cứu thương đi đến, đặt trên mặt đất, nam tử trên cán xanh cả mặt, trong miệng chứa bọt mép, đã chết từ lâu. Phu Thành Song, là ngươi. Giang Thiên Đồng lập tức nhận ra tên nam tử trước mắt này, chính là thủ lĩnh đoàn đội liệp sát giả khá có danh tiếng ở Hải Thiên Trấn. Hải Thiên Trấn hội tụ số lớn vũ giả nhàn tản, dựa vào liệp sát hải thú cùng với vớt các loại chân bảo dưới đáy biển sinh sống, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Phát triển lâu, dĩ nhiên là tạo thành từng cái đoàn thể. Phu Thành Song chính là lão đại một đoàn thể tương đối nổi danh trong đó, trong mắt hắn dấy lên lửa giận. Chỉ vào người chết trên đất, cắn răng nghiến lợi nói. Tử Vân Thương Hội các người bán giả đan, hại chết huynh đệ ta. Cái gì? Một câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, nổ trong tai tất cả mọi người, từng cái một dị thường khiếp sợ. Giang Thiên Đồng lập tức hiểu chuyện nghiêm trọng, lãnh tĩnh nói. Phu Thành Song, xin người chú ý lời nói và việc làm của mình, ở trước khi sự tình không có rõ ràng, không nên vu hãm Tử Vân Thương Hội ta. Chẳng lẽ coi chúng ta là trái hồng mềm dễ khi dễ? Tử Vân Thương Hội tồn tại nhiều năm như vậy, khi nào bán qua giả đan? Hừ, có bán thuốc giả hay không chỉ có chính các người biết, nếu không có vấn đề, tại sao huynh đệ ta chết? Phu Thành Song lạnh lùng nói, duỗi bàn tay, liền trực tiếp bắt một cô gái bán hàng ở phụ cận, đè thân thể nàng xuống, cả giận nói. Nhìn một chút, nhìn rõ ràng, huynh đệ ta chết rồi. Ô ô ô! Nữ tử kia nơi nào thấy qua loại trận thế này, sợ đến che miệng khóc lên, thân thể lạnh run.
Giang Thiên Đồng tức giận nói. Phu Thành Song, người buông nàng ra. Phu Thành Song hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ nắm lấy nàng kia, lạnh lùng nói. Ta chỉ là cho các ngươi thấy rõ ràng, huynh đệ ta là bởi vì các ngươi mà chết. Buông Liên tỷ tỷ ra, ngươi cái tên xấu xa này, lại làm Liên tỷ tỷ khóc. Thanh âm non nớt của Tiểu Hồng vang lên, vài bước liền tiến lên, cố sức kéo tay của Vu Thành Song, muốn cứu nữ tử kia ra. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn tràng cảnh buồn cười hoạt kê kia, một tiểu cô nương phổ thông muốn từ trong tay Vũ Tôn Cường giả cướp người. Cút ngay! Vu Thành Song nộ quát một tiếng, cánh tay hơi run lên, liền đem Tiểu Hồng đánh bay ra ngoài, đồng thời nữ tử trong tay cũng trực tiếp phất bay, cười lạnh nói. Ngày hôm nay vô luận các ngươi ngụy biện làm sao, cũng phải bồi mệnh cho huynh đệ ta. Bồi mệnh cho huynh đệ ta. Mọi người đồng thanh nói, khí thế như núi, toàn bộ thương hội đều chấn động một chút, loại hận ý kia tuyệt không như là giả, làm tất cả người mua đều nghị luận. Sắc mặt của Giang Thiên Đồng trở nên cực kỳ khó coi, đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị, bán giả đan hại chết người, loại sự tình này nếu như một khi ấn định, vậy đối với thương hội đã kích hầu như là có tính chất hủy diệt. Nàng thoáng cái có chút luống cuống. Làm càn. Đột nhiên một tiếng quát lạnh vang lên, cường giả của Tử Vân Thương hội từ bốn phương tám hướng lao ra, cùng những người này hình thành thế đối lập, một lão giả tay cầm ba tong, khí thế bức người, một chút đã đem tất cả mọi người chế trụ. Lý Vân Tiêu hướng lão giả kia nhìn lại, thực lực bất quá là ngũ tinh vũ tôn mà thôi, nhưng trong những người này ngoại trừ Vu Thành Song là tam tinh vũ tôn ra, người còn lại đều là thực lực rất có hạn, đối phó dư giả. Ô thúc, tuy thực lực ngươi cao cường, nhưng cũng không có thể để cho huynh đệ ta uổng mạng. Vu Thành Song bi phẫn nói. Thiên địa công đạo tự tại nhân tâm, hiện tại nhiều người ở đây như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn dùng vũ lực tiêu diệt chính nghĩa? Ô thúc nguyên bản cũng là một liệp sát giả của Thiên Hải Trấn, danh khí cực lớn, nhưng tuổi tác đã cao, hơn nữa đột phá vũ đế là vô vọng, dần dần cũng chán ghét loại sinh hoạt mỗi ngày mạo hiểm kia, bị Tử Vân Thương hội mời làm trưởng lão. Ô thúc nhìn thoáng qua những người bi phẫn này, trên cơ bản đều là hắn biết, nghiêm chỉnh mà nói đều là hậu bối của hắn, trong đó một số người hoặc ít hoặc nhiều đã từng được hắn chiếu cố. Hắn nhìn quanh mọi người, rồi mới lên tiếng. Tâm tình của mọi người ta đều hiểu, nhưng các ngươi suy nghĩ một chút, Tử Vân Thương hội thành lập đã bao lâu, cho tới nay uy tín làm sao, có từng phát sinh qua bán chuyện giả đan? Nếu có, chẳng lẽ chỉ bán cho các ngươi? Còn có. Bọn họ bán giả đan mục đích là vì cái gì? Vì nhiều một chút tiền tài. Nếu như nói Tử Vân Thương hội là tồn tại như vậy ngu xuẩn, còn có thể sừng sững đến bây giờ sao? Giọng của Ô Thúc thoáng cái nghiêm nghị, nói thẳng đến trong tâm khảm mọi người, nhất thời từng cái nghĩ đúng là như thế, việc bán giả đan này có chút không hợp lý. Phu Thành Song vừa thấy bầu không khí có chút sai, lập tức nói. Ô Thúc nói không phải là không có đạo lý, chúng ta cũng đều nghĩ tới. Thế nhưng huynh đệ ta đích thật là sau khi ăn đan dược của Tử Vân Thương hội mới trúng độc mà chết, những huynh đệ phía sau ta từng cái đều tận mắt nhìn thấy, ta không nghi ngờ uy tín của Tử Vân Thương hội, có lẽ là một thuật luyện sư ở thời điểm luyện chế không cẩn thận sơ suất, có lẽ một tiểu nhị ở thời điểm bán ra lén lấy giả đổi thật kiếm chút chênh lệch, cũng không phải là không thể, nhưng dù vậy, Tử Vân Thương hội cũng không thể chạy trốn trách nhiệm. Mọi người vừa nghe, cũng thật có thể như vậy, dù sao thương hội làm lớn. Tình huống gì cũng có thể phát sinh, mặc dù là vạn bảo lâu cũng không có khả năng bảo đảm từng đốt đều chuẩn xác không sai lầm. Ô Thúc cũng ngẩn ra, hắn cũng không dám bảo đảm giả đan kia nhất định không phải Tử Vân Thương hội bán ra. Nếu tất cả mọi người không thể xác định, như vậy phải tra rõ. Để Tử Vân Thương hội rửa sạch oan khuất, cũng đòi lại một công đạo cho người chết. Một thanh âm dễ nghe vang lên, trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nghĩ không ra lại đúng dịp như vậy, nàng đã ở Hải Thiên Trấn. Thiên ảnh màu tím phiêu nhiên tới, cho một loại cảm giác quý giá điển nhã, làm tất cả mọi người ngốc trệ một chút. Giang Thiên Đồng vội vàng tiến lên nghênh tiếp nói. Cẩn Huyên hội trưởng. Nữ tử kia chính là Cẩn Huyên, cùng lúc từ biệt thêm ra mấy phần cao quý ổn trọng, trên mặt cũng không có loại lo nghĩ như lúc đó, xem ra cửa ải khó của Tử Vân Thương hội đã bình yên vượt qua. Cửa hàng chen chúc quá nhiều người. Cẩn Huyên cũng không có phát hiện Lý Vân Tiêu, mà là hai tròng mắt dừng ở trên người Vu Thành Song, lạnh lùng nói. Nếu sự tình nói căng, như vậy phải đem chân tướng điều tra ra, cho mọi người một cái công đạo.
dù sao người cùng nghề dùng chút thủ đoạn ti tiện công kích lẫn nhau đã không phải là chuyện hi hãn gì. Vu Thành Song cả giận nói. Ý của ngươi là ta cầm mệnh của huynh đệ đến hãm hại các ngươi. Ngươi thân là đại thương hội hội trưởng, lời nói không chịu trách nhiệm như vậy đừng nên nói có được không? Cẩn Huyên không chút hoang mang, bình tĩnh ung dung nói. Ta chỉ là nói một loại khả năng, tự như ngươi liệt kê những khả năng kia vậy, hiện tại trọng yếu nhất là trả lại chân tướng của sự tình, mà không phải xính miệng lưỡi. Vu Thành Song cười lạnh nói. Chân tướng của sự tình chính là huynh đệ ta phục dụng đan dược mua ở chỗ các ngươi, liền độc phát bỏ mình. Cẩn Huyên nhìn thoáng qua người chết trên mặt đất, đích thật là hình dạng kịch độc phát tác gây tử vong, nàng nói. Các ngươi mua đan dược gì? Đừng nói với ta chỉ mua một quả, nên không còn. Vu Thành Song lấy ra một cái hộp, ném tới, hừ lạnh nói. Biết ngươi sẽ nói như vậy, đây là trước lúc rời bến ở chỗ các ngươi mua 18 viên lục giai hóa ứ đan. Bây giờ còn 17 viên, chính ngươi xem. Cẩn Huyên cầm lấy hộp nhìn thoáng qua, nhíu mày, hóa ứ đan này đích thật là xuất phẩm của Tử Vân Thương Hội, hơn nữa còn là căn cứ đan phương của Lý Vân Tiêu cho nàng luyện chế thành, hiệu quả kỳ giai, là một trong các đan dược mà nàng hiện nay đẩy đi. Sau khi xác nhận, trong lòng Cẩn Huyên cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hóa ứ đan này đẩy đi lâu như vậy, thị trường phản ứng đều là một mảnh trầm trồ khen ngợi. Có thể thấy được lần sự cố này cũng không phải nguyên nhân bản thân đan dược, nhất định có sự tình khác. Nàng đem hộp đưa cho Giang Thiên Đồng nói. Thẩm tra đối chiếu xuống, tìm thuật luyện sư nghiệm minh 17 viên thuốc này một chút. Giang Thiên Đồng lập tức phân phó xuống dưới, toàn bộ cửa hàng đều yên tĩnh, không người hé răng, lẳng lặng nhìn. Rất nhanh, liền tìm được danh mục, đích thật là từ Tử Vân Thương Hội bán ra. Một gã thuật luyện sư cũng bị mời đến trước cửa hàng. Lý Vân Tiêu nhìn xuống, tu vi của thuật luyện sư này đúng lúc là lục giai, xem ra vô cùng được tôn kính. Cẩn Huyên nói, Cao Lão, xin hãy nghiệm chứng những hóa ứ đan này. Cao Lão gật đầu, liền từ trong hộp lấy ra một quả, phóng ở trong tay, hồn lực lập tức bọc đi tới, tỉ mỉ phân tích, thỉnh thoảng có ánh sáng từ trong đan dược thiểm hiện ra, chính là phân tích thành phần cấu thành. Sắc mặt của Vu Thành Song cũng thập phần ngưng trọng. Nhìn chằm chằm đan dược không nháy một cái, tựa hồ nội tâm cũng rất khẩn trương. Sau mấy chung thời gian, thân thể Cao Lão hơi có chút run rẩy, hiển nhiên là tiêu hao quá lớn, hắn lau mồ hôi trán, đem đan dược thả lại nói. Cẩn Huyên đại nhân, Thành Song hội trưởng, thành phần trong hóa ứ đan này cùng hóa ứ đan chúng ta xuất phẩm giống nhau như đúc, quyết không có vấn đề gì. Ha ha, cái này xem các ngươi làm sao biện giải. Vu Thành Song cười ha hả nói. Ngay cả chính thuật luyện sư của các ngươi cũng nói đan dược không có vấn đề, lại làm chết huynh đệ của ta, nói rõ bản thân hóa ứ đan này ẩn chứa chỗ thiếu hụt cực lớn, lại sản sinh kịch độc làm người tử vong. Mọi người cũng xôn xao, nghị luận, đặc biệt đã mua hóa ứ đan, từng cái nhốn nháo muốn trả lại hàng. Sắc mặt Cẩn Huyên cũng có chút khó coi, sau hạ nhân dắt tới một con chó, tại chỗ cho con chó kia nuốt một viên đan dược, chỉ thấy con chó kia còn có thể vui vẻ. Nhưng không qua vài phút miệng liền sùi bọt mép, ngã xuống đất bỏ mình, hơn nữa tử trạng xanh cả mặt, toàn thân cứng ngắc, cùng người chết giống nhau như đúc. Quả nhiên có độc. Có khách hàng nhìn không được kinh hô lên, thoáng cái các loại hoài nghi không ngừng, mọi người Tử Vân Thương Hội là sắc mặt trắng bệch. Cao Lão kịch liệt ho khan, cũng minh bạch chuyện nghiêm trọng, run rẩy nói. Thực lực Lão hủ hữu hạn, tinh lực đã càng ngày càng tệ, phân tích lục giai đan dược quá mức miễn cưỡng. Cẩn Huyên ngươi vẫn là cho người đi Thiên Nguyên Thương Hội mời một gã thuật luyện sư đến công nhận đi. Hừ, coi như là mời cửu giai thuật luyện sư đến cũng không có tác dụng, đan dược này chính là Tử Vân Thương Hội các ngươi bán ra, không có trải qua bất kỳ thay đổi nào, ngay cả chó ăn cũng bị độc chết, các ngươi còn muốn từ chối trách nhiệm sao? Vu Thành Song đắc ý từng bước bước người, vẻ mặt đắc sắc, chỗ nào còn có loại bi phẫn sau khi huynh đệ chết kia? Cẩn Huyên tính táo nói. Cao Lão cũng thừa nhận thân thể mình ngày càng sa sút, rất khó dám định lục giai đan dược. Còn nữa, cho dù Cao Lão dám định ra đan dược này cùng hóa ứ đan của Tử Vân Thương Hội chúng ta khác nhau, các ngươi lại đồng ý bỏ qua sao? Đi tìm thuật luyện sư của Thương Hội thứ ba đến, chẳng lẽ không phải rất có tính công chính? Vu Thành Song cười lạnh nói. Ta chỉ biết các ngươi lại đùa giỡn hoa chiêu, người nào không biết Thiên Nguyên Thương Hội là chỗ dựa vững chắc của các ngươi. Có thể bảo đảm tính công bình sao?
mời kẻ thứ ba có khả năng, hơn nữa ta đã giúp người nghĩ xong, đã phái người mời Ti Đức Sa Đại Sư tới, chờ Ti Đức Sa Đại Sư dám định ra kết quả, xem các ngươi còn có lời gì để nói. Tất cả mọi người của Tử Vân Thương Hội ngẩn ra, tựa hồ ngửi được vị đạo âm mưu. Ti Đức Sa chính là bát giai thuật luyện sư, là phủ thành chủ cam kết mà đến, lúc bình thường đừng nói là vô thành song loại đầu mục liệp sát giả này, dù là người phụ trách mấy đại thương hội bọn họ muốn gặp cũng không phải dễ dàng như vậy, làm sao sẽ đơn giản vì một chuyện nhỏ mà đến Tử Vân Thương Hội nghiệm đan chứ. Nhưng lấy thân phận địa vị của Ti Đức Sa, nếu hắn hạ phán đoán, hầu như là kết luận. Bởi vì ở Hải Thiên Trấn, bát giai thuật luyện sư tổng cộng chỉ có 3 người, còn có 2 vị ở thương hội còn lại, cùng Tử Vân Thương Hội đều là quan hệ cạnh tranh, không có khả năng mời tới. Thần sắc Cẩn Huyên Lâm vào ngưng trọng trước nay chưa có, nàng cơ bản có thể kết luận lần này nhất định là âm mưu, hơn nữa cái âm mưu này càng lúc càng lớn, đang muốn đưa thương hội bọn họ vào chỗ chết, tuy rằng nàng vùng vẫy, cũng không lực giãy giụa, đang bị thôn phệ vào. Tới, đại sư tới. Ngay lúc mọi người kinh ngạc, ngoài cửa truyền đến thanh âm. Một chiếc mã xa tinh xảo đẹp đẽ dừng lại ở trước cửa Tử Vân Thương Hội, chính là mã xa cấp bậc cao nhất của phủ thành chủ. Toàn bộ Hải Thiên Trấn chỉ có 2 cái, một cái là Hải Thiên Trấn thành chủ dùng, một cái là bát giai thuật luyện sư Ti Đức Sa dùng. Quả nhiên là mã xa của đại sư, ta đã từng thấy qua. Nghĩ không ra thậm chí ngay cả Ti Đức Sa cũng mời tới, ta ở Hải Thiên Trấn nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng thấy qua hình dáng đại sư, hôm nay đã như mong muốn. Đức Sa đại sư chủ trì, sự tình rất nhanh sẽ tra ra manh mối. Đang lúc mọi người rối rít thấp giọng nghị luận, trong xe ngựa đi xuống 2 mỹ tỷ mặc phục sức tinh xảo, 2 người thận trọng nâng đỡ một lão giả tóc bạc đi ra. Mọi người vừa nhìn, có chút thất vọng, lão giả này ngoại trừ sắc mặt tương đối hồng nhuận ra, nhìn qua cùng lão đầu bình thường không có gì khác nhau. Hoàn toàn không có phong thái như trong lòng mọi người tưởng tượng. Mặc dù Hải Thiên Trấn là đại thành buôn bán của Đông Vực, nhưng ở sát Đông Hải, rời xa Linh Sơn Đại Xuyên của trung tâm Đông Vực, thiên địa nguyên khí thập phần loãng, rất ít có cường giả đồng ý đến nơi đây, có thể mời tới đều là chút lão giả vô vọng tu luyện. Đại sư, ngài rốt cuộc đã tới, mong thay huynh đệ ta làm chủ a. Phu Thành xong vội vàng nghênh đón, cẩn thận từng ly từng tí. Tựa như đối đãi cha ruột đỡ Ti Đức Sa tiến đến. Tuy Cẩn Huyên biết tình huống bất hảo, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn không thể ít, rất tôn trọng khách khí bắt chuyện. Ti Đức Sa cũng nhẹ giọng đáp lại một chút, nhưng lúc nhìn Cẩn Huyên, trong ánh mắt xẹt qua một tia tinh mang, chậm rãi nói. Nguyên lai là Tử Vân Thương Hội đại đương ra tới, thất kính thất kính. Cẩn Huyên khẽ cười nói. Đại sư khách khí, đều là Tử Vân Thương Hội vô năng. Một chút chuyện nhỏ cũng lao động đại sư tự mình đến, thực sự là cảm thấy bất an, đồng thời cũng bị tinh thần giúp người làm niềm vui của đại sư làm xúc động. Lời này của nàng lập tức khiến cho không ít người nhíu mày, tựa hồ nghe ra vị đạo nào đó. Lấy thân phận địa vị của Ti Đức Sa, đích xác không nên dễ dàng bị mời được như vậy mới phải, lẽ nào trong đó có chuyện. Trên mặt Ti Đức Sa hiện ra vẻ xấu hổ, hơi có chút tức giận nói. Chuyện liên quan đến mạng người. Làm sao có thể là tiểu sự? Hiện tại chỉ là một người bỏ mình, nhưng nếu không tiến hành khống chế tình thế, mặc cho khuếch tán đi xuống, nguy hại liền khó có thể lường được. Lúc này Cẩn Huyên cũng không có biện pháp gì tốt, dưới tình thế bức người, chỉ có thể gặp chiêu đối chiêu, nếu nhất chiêu vô ý, Tử Vân Thương Hội sẽ vô cùng có khả năng thua ở chỗ này. Thiên Đồng, cầm một quả hóa ứ đan chân chính và giả đan đưa cho đại sư kiểm nghiệm. Lấy khả năng của đại sư, nhất định phát hiện vi diệu trong đó, trả lại trong sạch cho Tử Vân Thương Hội ta. Vâng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.